Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 28. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén, không do dự mở cửa ra đi vào. Những người này tồn tại một ngày, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái hoa hạ chết vì nghi thức hàng lâm, Tuyết Nhi cũng bị nguy hiểm hơn. Nếu đến đây, liền diệt sạch người của thần điện, cũng thuận tiện nhìn xem người nào dám đặt bẫy bọn họ. Đám Long Nhược Tuyết nhìn nhau, đi theo Mạc Phàm đi vào cánh cửa. Ngoài cửa là một vùng quảng trường rộng, chủ điện giáo đường ở ngay giữa quảng trường. Lúc này Hiên Viên Thai dẫn hai người đi từ trong gác chuông ra. Chẳng qua so với đám Mạc Phàm, đám Hiên Viên Thai chật vật hơn nhiều. Hai người bên cạnh Hiên Viên Thai đều bị thương, một người chỗ tay có một vết thương sâu tới xương, một người bị thương ở ngực, hai vết thương hình thành hình chữ X. Trên vết thương là trắng bệch, giống như hủ thi chảy nước vàng. Tuy SVD không bị thương, nhưng sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nhất là nhìn thấy đám Mạc Phàm bình yên đi ra, hai mắt càng muốn phun lửa. Cửa chủ điện, một người đàn ông trung niên châu Âu mặc hắc y, tay cầm một gậy gỗ, khóe miệng nhếch lên tươi cười lạnh lùng. U hồn, nhanh thả người của tôi ra đây, nếu không tối nay ông đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Hiên Viên Thai nhìn chằm chằm người đàn ông mặc hắc y trước chủ điện, tức giận nói. Bọn họ ở trong gác chuông, có ông ta mà hai người vẫn bị thương, lúc này mới đi từ trong ra. Trong hai gác chuông còn lại, chắc chắn tình huống còn tệ hơn bọn họ. Có lẽ thực lực của đám ác linh không mạnh như bọn họ, nhưng quá khó chơi, nhớ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không phải không có cách nào ăn nói với Thanh Long M, mà bạch hổ của ông ta. U hồn, ông ta là u hồn sao? Hiên Viên Thai vừa nhắc tới tên này, vẻ mặt đám Long Nhược Tuyết thay đổi. Sao thế, người này rất lợi hại sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Ông ta là một trong những trưởng lão của thần điện, nghe nói trước khi ông ta gia nhập thần điện là ma pháp sư nổi tiếng ở phương Tây, trong ban ân chiếm được năng lực quỷ thân, rất ít người có thể thương tổn được ông ta, thực lực chỉ dưới vương tử Carter, trên các trưởng lão khác rất nhiều, cho dù là Giang Tư Lệnh cũng chưa hẳn là đối thủ của ông ta. Long Nhược Tuyết giải thích, trên mặt đều là vẻ thận trọng. Thực lực của Giang Thành trên đội trưởng mỗi tiểu đội, u hồn xuất hiện ở đây, nhiệm vụ tối nay của bọn họ không chỉ không có biện pháp hoàn thành, còn gặp nguy hiểm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt lóe lên lam quang, liếc mắt đánh giá u hồn, nhanh chóng khôi phục như thường. Các hạ Hiên Viên Thai thân ái, tối nay Long Tổ các ông xông vào giáo đường của thần điện chúng tôi, chẳng lẽ ông không định cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng đã muốn dẫn người đi sao? U hồn nói tiếng hoa hạ, cười nói. Cách dùng từ vô cùng lễ phép, nhưng tràn đầy ý trào phúng. Câu trả lời thỏa đáng, thần điện các ông ở nơi này làm gì, ông còn không rõ lắm sao, cần tôi vạch trần ra à? Hiên Viên Thai nhíu mày, lạnh lùng nói. Ông muốn nói tới nghi thức hàng lâm sao, Long Tổ các ông đã biết, vì sao chúng tôi phải để các ông chạy thoát, các hạ Hiên Viên Thai thân ái, ông đúng là vô cùng hài hước. U hồn cười nói. Ông muốn là địch với Long Tổ chúng tôi sao? Hiên Viên Thai nghiến răng nói. Là địch thì chưa đến mức, ông yên tâm, những thuộc hạ của tôi cùng lắm chỉ lưu lại chút dấu vết trên người Long Tổ các ông mà thôi, sẽ không giết bọn họ, đợi chúng tôi hoàn thành nghi thức hàng lâm xong, tất nhiên sẽ thả bọn họ ra, còn các ông, cũng mong các ông không rời đi, nếu không tôi khó đảm bảo Long Tổ các ông sẽ không phái người qua. Trong mắt u hồn lóe sáng ánh sáng lạnh liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái, ánh mắt này giống như thợ săn nhìn con mồi ở trong cái bẫy. Có người Thanh Long, Bạch Hổ làm con tin, Long Tổ sẽ không dám can thiệp nghi thức của bọn họ. Một khi nghi thức diễn ra thành công, Long Tổ gì đó, Hoa Hạ gì đó, dưới thánh kiếm của Thiên Sứ Đại Nhân bọn họ, một số thế lực đều bị xét xử. Ông đừng mơ. Hiên Viên Thai nhìn chằm chằm u hồn, vẻ mặt khó coi. U hồn nhếch miệng cười, vẻ mặt không sợ hãi. Các hạ Hiên Viên Thai thân ái. Ông nghĩ rằng tôi dẫn các ông tới nơi này thì không chuẩn bị chút gì sao, nếu hôm nay các người đến đây, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Đúng rồi, tối qua trưởng lão Kevin và Doa của thần điện bị người Long Tổ các ông giết chết, ba vị cô nương, nếu tôi đoán không sai, các cô vẫn còn là xử nữ, vậy trở thành vật chứa của nghi thức hàng lâm chúng tôi đi. U hồn liếc nhìn Long Nhược Tuyết, Thỏ Tử và Hồ Ly một cái, cười dâm nói. Càng là thân thể cường đại. Càng thừa nhận được lực lượng của thiên sứ hạ xuống. Nếu Long Tổ đưa ba người trẻ tuổi đến, thân thể cường đại,
ông ta không có lý do mà không nhận. Vẻ mặt Long Nhược Tuyết, Thỏ Tử và Hồ Ly khẽ đổi, lông mày nhíu lại. U hồn, ông đừng nghĩ đến chuyện đó. U hồn cười khẽ, cũng không tức giận, rời mắt nhìn về phía Hiên Viên Thai. Các hạ Hiên Viên Thai thân ái, nếu tôi nhớ không sai, Thanh Long và Bạch Hổ luôn bất hòa, nếu ông bắt lấy ba mỹ nữ tiểu thư trẻ tuổi này cho chúng tôi không những thả người Bạch Hổ các ông ra, tôi còn giúp ông giết đám người Thanh Long còn lại, không ai biết chuyện các ông từng làm, ngoại trừ thần điện của chúng tôi. Sắc mặt đám Long Nhược Tuyết thay đổi, nhìn về phía Hiên Viên Thai đầy cảnh giác. Một u hồn đã rất nguy hiểm rồi, nếu Hiên Viên Thai muốn ra tay với bọn họ, hôm nay bọn họ thật sự xong đời rồi. Mạc Phàm cũng nhướng mày, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thai. Hiên Viên Thai nhíu mày, lộ ra chút do dự. Mạc Phàm làm 7 người tiểu đội Bạch Hổ ông ta bị thương, không khác gì tát ông ta một cái, không có một ai dám đối xử với Hiên Viên gia bọn họ như thế, quả thật ông ta muốn trả thù Mạc Phàm. U hồn thấy Hiên Viên Thai thay đổi sắc mặt, cười lạnh lùng, rót một chậu dầu vào lửa. Các hạ Hiên Viên Thai thân ái, ông suy nghĩ thế nào rồi, con của ông cũng là người của tiểu đội Thanh Long, những người này vừa chết, không phải Thanh Long sẽ là của Hiên Viên gia các ông sao? Tôi cảm thấy vẫn nên giết ông tốt hơn. Hiên Viên Thai xoắn suýt một lát, lạnh lùng nói. Không phải ông ta không muốn thu thập Mạc Phàm, chỉ là ông ta không phải kẻ ngu. Nếu toàn bộ tiểu đội Thanh Long chết ở đây, sau khi ông ta quay về không chỉ bị Long Tổ điều tra, còn có thể trở thành con rối của thần điện. Ông ta nói xong quát lớn một tiếng, chân khẽ động, đá lát trên mặt đất lập tức nứt vụn như mạng nhện, cả người biến mất không thấy. Khi xuất hiện lần nữa đã đến trước người u hồn, năm ngón tay ông ta nắm chặt lấy, chân khí màu trắng nhanh chóng ngưng tụ thành cái đầu hổ há to miệng. Giống, tiếng kêu như hổ gầm vang lên, quả đấm của Hiên Viên Thai tạo ra sóng xung kích, như sao băng rơi xuống đất đánh mạnh về phía đầu u hồn. Cho dù là xe thiết giáp cũng bị một quyền này đập bể, càng không nói đến đầu người. Khóe miệng u hồn nhếch lên, trong mắt hiện lên khinh miệt, căn bản không để Hiên Viên Thai vào mắt. Chỉ cười khẽ. Titan, xin ra tay đi. Ông ta vừa nói những lời này, Long Nhược Tuyết vừa nhẹ nhàng thở ra, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Titan, xin ra. Titan, nhị trưởng lão của thần điện, không có bất luận năng lực gì, nhưng thân thể và lực lượng của anh ta cường đại gần như biến thái, khiến bất luận kẻ nào cũng cảm thấy sợ. Trước khi gia nhập thần điện, Titan từng dựa vào tay không xé gấu ở Bắc Cực, bắt giết cá voi ở trong biển mà sống. Lúc trước một vị nhị trưởng lão của thần điện muốn thăm dò thực lực của Titan đại võ sĩ cấp hoàng kim, còn chưa nói được một câu, đã bị Titan bóp mạnh nát đầu. Cho đến tận bây giờ, cao thủ tiên thiên bị Titan xé nát không 10 người, cũng gần mức đó. Syndra, trưởng lão thứ ba của thần điện, ngoại hiệu là huyễn ảnh thích khách, thực lực còn trên sát thủ Moria, nghe nói Moria gặp Syndra cũng chỉ có thể trốn trong hư không. Tốc độ của Moria không theo kịp bóng dáng của Sandra. Người bị Sandra nhìn chăm chú, không một ai sống sót. Hai người này cũng ở đây, ba đại trưởng lão mạnh nhất thần điện tập hợp đông đủ, cho dù không có phong ma ma pháp trận, bọn họ muốn chạy cũng không dễ dàng. Không đợi quả đấm đầy khí thế của Hiên Viên Thai đánh xuống người u hồn, hai bên u hồn giống như có hai đạo màn che xuất hiện, hai bóng dáng một cao một thấp xuất hiện sau màn che. Người cao khoảng 30 tuổi, mặt để râu, mặc trên người áo giáp mỏng, bên hông treo một cái túi rượu bằng da, da lộ ra bên ngoài đầy hình xăm, bắp thịt như khối thép khảm vào, tràn ngập tính nổ mạnh. Người này cao khoảng hơn 2 mét, thân thể giống như một tòa núi nhỏ. Hiên Viên Thai vốn xem như cao lớn uy vũ, nhưng ở trước mặt người đàn ông cao lớn này, tựa như Messi và O'Neal. Người thấp hơn là mỹ nữ cao gầy, khoảng 30 tuổi. Tóc dài màu nâu và gương mặt quyến rũ không khác thiếu nữ 18 tuổi, thanh thuần lại mang theo quyến rũ vô hạn, nhất là đôi mắt, có thể câu tâm hồn người ta. Hai tay cô ta vòng quanh bộ ngực cao ngất, dáng người đẫy đà chỉ mặc một chiếc áo may ô nửa người màu đen, quần đùi ngắn tới mông và đôi giày đến đầu gối, lộ ra thân thể tuyết trắng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, nếu vị mỹ nữ này đi trên đường lớn, chỉ riêng hai cái đùi cũng khiến vô số con nhà giàu điên cuồng, càng không nói đến những nơi khác. Nhìn thấy một nam một nữ này xuất hiện, đám Long Nhược Tuyết lấy ra binh khí theo bản năng, trên mặt đều là cảnh giác. Người nam đúng là Titan, nữ đúng là Syndra huyễn ảnh thích khách. Titan, cậu đi thử hổ vương Long Tổ Hoa Hạ xem,
rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, ra tay nhẹ một chút, đừng giết ông ta. U hồn cười khinh thường nói. Titan nhìn Hiên Viên Thai, một tay lập tức nắm lấy một quyền Hiên Viên Thai đánh tới, dễ dàng như bắt lấy một con gà. Rõ ràng chỉ là một cái nắm đơn giản, dòng khí xung quanh Hiên Viên Thai như thủy tinh, vỡ thành mảnh nhỏ, trái lại kình phong đánh ngược về phía Hiên Viên Thai. Hiên Viên Thai nhíu mày, nhưng không sợ, chân khí chút vào trong cơ thể, nắm tay đầu hổ to hơn một vòng. Tất nhiên ông ta có biết Titan rất lợi hại, nhưng hổ vương của ông ta có thể để trang trí sao? Ngay sau đó, quả đấm của ông ta và tay kích cỡ như lam cầu của Titan đụng vào nhau. Rầm, tiếng va chạm vang lên rất lâu, hai người lập tức tách ra. Titan giống như một tòa thần sơn viễn cổ, lù lù bất động, chỉ là trong lòng bàn tay tỏa ra vài đạo khói xanh, giống như súng mới bắn đạn xong. Hiên Viên Thai kêu lên đau đớn, vội vàng lùi về sau mấy bước, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tuy ông ta không dùng toàn lực, nhưng dùng 7 phần lực lượng, nhưng bị một tay của Titan đánh lui, lực lượng này đúng là mạnh thật. Titan của thần điện, đúng là danh bất hư truyền. Hiên Viên Thai khen ngợi. Mặt Titan không chút thay đổi nhìn thoáng qua tay mình, anh ta khẽ thổi, khói xanh tắt đi, khẽ nâng mí mắt, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thai. Trong đám chó vàng, ông xem như không tệ rồi, nếu sức lực của ông mạnh thêm chút nữa, có thể làm ra tôi bị thương rồi. Titan dùng tiếng Hoa Hạ, không nóng không lạnh nói. Những lời này vừa vang lên, đám Long Nhược Tuyết nhướng mày. U Hồn và Syndra đều cười, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Sắc mặt Hiên Viên Thai khó coi, giống như bị người ta tát mấy cái. Những lời này giống như đang khen ngợi ông ta, thực ra là nhục nhã ông ta thật nhiều. Heo da trắng, anh muốn chết à? Không đợi Hiên Viên Thai tức giận, hai thành viên tiểu đội Bạch Hổ bên cạnh ông ta, một người cầm một thanh đao cổ dài nhỏ, một người cầm hai thanh chủy thủ hình dạng kỳ lạ, đi về phía Titan. Trên đao cổ lóe sáng ánh sáng mờ nhạt, trên chủy thủ là huyết sắc tiên diễm, chém về phía Titan. Nhưng hai người còn chưa đến bên cạnh Titan, âm thanh như tiếng ô tô vang lên. Đại nhân ra tay, con kiến nên cút sang một bên tốt hơn. Giọng nói này còn chưa nói xong, hai người căn bản không phản ứng kịp, rầm rầm hai tiếng, bay về phía sau, hai bọn họ kêu lên đau đớn rồi đập vào trên vách tường trong gác chuông. Syndra vẫn duy trì tư thế lúc trước, giống như chưa làm gì, nhưng hai người đã bay ra ngoài. Hiên Viên Thai nhíu mày thành chữ hỏa, quả đấm nắm chặt lại. Tôi phải giết các người. Ông ta tức giận quát một câu, trong cơ thể phát ra âm thanh đùng đùng, thân thể lập tức cao to hơn. Còn cao hơn Titan một chút, trang phục chiến đấu trên người bị vứt ra trong chớp mắt, lộ ra thân thể khắc đầy ma văn, sát khí như đao không ngừng cuồng vũ quanh ông ta. Ngưng! Ông ta giơ tay nắm không trung, sát khí xung quanh vặn thành một cây đao trong tay ông ta. Đây là thể thuật bí truyền của Hiên Viên gia ông ta, hổ ma chi thể và thiên sát đao, hổ ma chi thể có thể khiến sức mạnh ông ta tăng gấp đôi, thiên sát đao ngưng tụ sát khí, có thể khai kim liệt thạch. Hai tay ông ta cầm đao, tựa như ném một tòa núi nhỏ xuống, ném về phía Titan. Hai khí kình sắc bén xuất hiện trên đao, bầu không khí ngột ngạt theo, bụi đất, đá vụn trên mặt đất giống như trốn sang hai bên, xuất hiện một khe hở nhỏ trên mặt đất, càng ngày càng rộng. Thanh thế cuồn cuộn khiến người ta tâm kinh đảm hàn. Titan liếc mắt nhìn cái đao này một cái, vẫn không có quá nhiều biểu cảm như trước. Chỉ là vừa rồi dùng một tay giở thành hai tay. Giống như phách vương cử đỉnh nắm lấy con đao. Keng, giống như có người gõ chuông, khiến màng tai người ta đau nhức. Trên tay Titan, một tầng thạch da bị thứ gì đó nghiền nát, rơi xuống. Vậy mà có thể phá vỡ da của tôi, hẳn là con chó vàng ông đủ kiêu ngạo cả đời, nhưng muốn giết tôi còn kém xa. Titan nhíu mày cười nói. Tay anh ta dùng lực, thiên sát đao của Hiên Viên Thai lập tức vỡ ra thành từng mảnh, hóa thành sát khí trong không trung. Làm xong những chuyện này, Titan không có ý định bỏ qua cho Hiên Viên Thai. Thân thể to lớn của anh ta khẽ động, tốc độ không chỉ không ngu ngốc vụng về, trái lại như tốc độ xe lửa. Không để Hiên Viên Thai lấy lại tinh thần trong cơn khiếp sợ, một tấm tựa nhấc lên một đạo sóng xung kích đánh về phía thân thể to lớn của Hiên Viên Thai. Rầm, âm thanh hai chiếc xe tải va vào nhau với âm thanh xương gãy vang lên, Hiên Viên Thai như đạn được bắn ra bay về phía sau. Gác chuông lay động, âm thanh rầm rầm truyền từ trong gác chuông ra,
trên vách tường xuất hiện thêm mấy cái động lớn, mãi mà không thấy Hiên Viên Thai đi ra. Ở đây giống như chết lặng. U hồn giống như đã dự đoán được chuyện này, ánh mắt ngả ngớn nhìn đám Mạc Phàm. Các cậu là thành viên tiểu đội Thanh Long à, còn phản kháng nữa không? Vẻ mặt đám Long Nhược Tuyết thay đổi, trên mặt đều là sợ hãi. Dù thế nào Hiên Viên Thai cũng là đội trưởng của tiểu đội Bạch Hổ Long Tổ, đương kim Hổ Vương cũng chỉ làm ra Titan bị thương. Chỉ một Titan bọn họ đã khó đối phó, càng không nói bên cạnh còn có U hồn và Syndra. Có bản lĩnh thì ra tay đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Long Nhược Tuyết nghiến răng nói. Ha ha, người Hoa Hạ ái mộ hư vinh xương cốt cứng rắn, chỉ có thể đánh gãy xương cốt các người mới có thể cúi đầu, Syndra, đi bắt mấy cô nương Mỹ lệ trẻ tuổi đó lại, Titan cậu xem rồi xử lý mấy người còn lại đi, chỉ cần không giết chết là được, giữ bọn họ ít nhất Long Tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ. U hồn nhíu mày, cười khinh thường nói. Theo ý ông ta, Thanh Long không có Long Vương, giống như cá trạch không có răng nanh, móng sắc và vảy cá, ngay cả tư cách để ông ta ra tay cũng không có. Mặt Titan không chút thay đổi, khóe miệng Syndra nhếch lên, hai người lập tức đi về phía đám Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là hai người, không hiểu sao áp lực như tòa đại sơn đè nặng trong lòng đám Long Nhược Tuyết, mồ hôi to như hạt đậu ở khắp người bọn họ. Làm sao bây giờ, đại lưu manh? Long Nhược Tuyết nhìn hai người đi tới, sốt ruột nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm thân là đội trưởng của Thanh Long, đã đến lúc này rồi còn không nói một lời, không nhúc nhích chút nào, cô hoài nghi Mạc Phàm là đội trưởng giả. Mạc Phàm không thèm nhìn Titan và Syndra, rời mắt nhìn động lớn hình người trên vách tường trong gác chuông. Nam đi nâng Hiên Viên Thai ra đi. Cái gì? Vẻ mặt Long Nhược Tuyết sửng sốt, vẻ mặt những người khác cũng mờ mịt, hoàn toàn không rõ Mạc Phàm muốn làm gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này Mạc Phàm không nghĩ biện pháp đối phó Titan và Syndra trước mặt hay rút lui, mà lo lắng cho Hiên Viên Thai. Mạc Phàm không giải thích, quay đầu liếc mắt nhìn Thỏ Tử một cái. Cô là trận pháp sư sao? Ừm. Thỏ Tử nhíu mày, vẫn gật đầu. Hai ngón tay của Mạc Phàm khẽ điểm lên trán Thỏ Tử, thần niệm vừa động. Trận pháp này có thể phá giải phong ma trận pháp, đi thả những người còn lại ra. Mắt Thỏ Tử mở to, bên trong tràn đầy vẻ khó mà tin. Chúng tôi thì sao? Long Nhược Tuyết nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi. Các cô ở một bên nhìn đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy cậu làm gì? Long Nhược Tuyết kìm nén lửa giận, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm muốn cứu người cô có thể lý giải, dù sao đám Hiên Viên Thai cũng là người của Long Tổ. Nhưng Mạc Phàm bảo bọn họ bàng quan, cô thực sự cảm thấy Mạc Phàm điên rồi. Tôi sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, rời mắt nhìn đám Titan. Tôi đi giết ba người này. Hắn vừa nói như vậy, mọi người sửng sốt. Vừa rồi Titan nghiền áp Hiên Viên Thai thế nào, bọn họ đều nhìn thấy được. Hổ ma chi thể cộng thêm thiên sát đao của Hiên Viên Thai là hai quân bài chưa lật, cũng chỉ khiến Titan rớt một tầng vết chai. Thực lực của Mạc Phàm chỉ như Hiên Viên Thai, cho dù mạnh hơn Hiên Viên Thai, cũng không mạnh đến đâu, chắc chắn không phải là đối thủ của Titan, vậy mà cậu ta dám nói muốn giết ba người. Cậu điên rồi à? Long Nhược Tuyết tức giận nói. Đám u hồn nhớn mày, nhìn nhau cười. Giết ba bọn họ, cho dù là Giang Thành trưởng lão Thanh Long cũng không có khẩu khí lớn như vậy, có lẽ Lâm Thiên Nam có bản lĩnh này, nhưng cũng phải trả cái giá thật lớn. Nhưng bất luận là tuổi tác, diện mạo hay tu vi, người thanh niên này không phải là Lâm Thiên Nam. Cậu là người phá trận pháp của chúng tôi sao? Đôi mắt lạnh lùng của u hồn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, mỉm cười hỏi. Ông là giáo chủ của giáo đường này sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Kiếp trước, giáo chủ giáo đường này giết hại rất nhiều cô gái Hoa Hạ, cuối cùng còn trào phúng cô gái Hoa Hạ quá ngu ngốc, khiến cha mẹ rất nhiều người bị hại tức giận. Giáo chủ này trông như thế nào hắn không nhớ rõ, chỉ nhìn trang phục, hẳn là u hồn này. U hồn khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ, nhưng lập tức thay thế bằng khinh thường. Mạc Phàm không đi xác nhận thân phận trưởng lão thần điện của ông ta, trái lại hỏi ông ta một chức vị nhỏ bé không đáng kể. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Ở trong mắt ông ta, thân phận của Mạc Phàm cùng một cấp bậc với thân phận giáo chủ của ông ta. Quả thật thân phận của tôi là giáo chủ giáo đường này, nhưng thân phận chân chính của tôi là đại trưởng lão của thần điện, thế nào,
vị tiên sinh trẻ tuổi này, cậu có vấn đề gì sao? U hồn cười khinh thường nói. Nếu là giáo chủ của giáo đường này, cho dù ông là điện chủ của thần điện, ông cũng có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giáo chủ này giết nhiều cô gái hoa hạ như vậy, nhưng không bị phán tử hình, sau khi quay về châu Âu chắc chắn là được thả ra. Nếu kiếp trước hoa hạ không thể phán ông ta tử hình, hôm nay hắn sẽ tới chấp hành tử hình. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, lập tức đi về phía u hồn. Kình phong xuất hiện xung quanh người hắn, không khí ngột ngạt hơn. Đám Long Nhược Tuyết ở gần đó sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Trong mấy người chỉ có Long Nhược Tuyết từng thấy Mạc Phàm ra tay, nhưng vẫn bị khẩu khí của Mạc Phàm làm khiếp sợ. Cho dù là điện chủ của thần điện, cũng phải chết. Tươi cười trên mặt Titan và Syndra cứng đờ. Vẻ mặt u hồn phát lạnh, trong con ngươi giống như có ngọn lửa lay động. Titan, giết cậu ta. Tiểu tử chó vàng, tôi sẽ đánh nát xương cốt toàn thân cậu. Mặt Titan không chút thay đổi, chân dẫm mạnh xuống đất, giống như động đất, sóng gợn tản ra, mặt đất chấn động theo. Thân thể khổng lồ như núi của anh ta đến bên cạnh Mạc Phàm trong giây lát, kình phong giống như gió bão thổi về phía Mạc Phàm. Cánh tay tráng kiện của Titan nâng lên, giống như máy bay ném bom nhanh chóng đánh về phía Mạc Phàm. Lực đánh như bão theo một quyền lại mạnh hơn nhiều, giống như lại có vạn tấn thuốc nổ nổ mạnh trong nước biển. Thanh thế cường đại, khiến sắc mặt đám Long Nhược Tuyết thay đổi. Vừa rồi Titan đụng vào đã khiến Hiên Viên Thai không rõ sinh tử, hiện giờ một quyền này còn đáng sợ hơn trước không chỉ một lần. Vẻ lo lắng hiện lên trên mặt mấy người. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, con ngươi như vì sao lạnh lùng nhìn lướt qua Titan. Anh cho rằng khí lực của anh rất mạnh sao? Hắn vừa nói những lời này, cả người hắn như ngọc lưu ly, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra. Lực lượng sau khi dùng thứ thần, thứ huyết, thứ cốt phát ra, khí tức như chân long tuôn trào từ trên người hắn ra. Cùng là một quyền, không do dự đánh về phía Titan. Lực lượng thân thể không mang theo chút linh khí dao động, thậm chí Mạc Phàm không sử dụng không khí kỹ, chỉ dùng lực lượng thân thể. Nếu người châu Âu này tự tin với lực lượng như vậy, vậy dùng lực lượng thân thể hủy anh ta. Nhìn Mạc Phàm bùng nổ lực lượng, U Hồn và Syndra vốn khiếp sợ, sau đó cười khinh thường. Lúc trước từng có 9 người xưng là lực vương liều mạng với Titan, đều bị Titan đánh nát xương cốt toàn thân, lần này sẽ không có gì khác. Bùm, như tiếng sầm bùng nổ. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên theo. Một màn kinh người xuất hiện trước mắt mọi người. Quả đấm một lớn một nhỏ của Mạc Phàm và Titan chạm vào nhau, vậy mà xương cốt như hợp kim của Titan nứt ra, nửa cánh tay như bùn lầy. Xương khuỷu tay bị gãy của Titan đâm cua ra lộ ra ngoài, nhìn khiến da đầu người ta run lên. A, à, Titan thét lên giận dữ, thân thể to lớn lùi về phía sau, lê ra hai đạo rãnh sâu trên mặt đất. Mạc Phàm bình yên vô sự đứng tại chỗ. Hai mắt Long Nhược Tuyết mở to, ngây ngốc tại chỗ. Trong số những người Mạc Phàm bắt giết, lợi hại nhất là Moria ma nữ thị huyết. Moria gặp Syndra chỉ có thể chạy, vậy mà một quyền của Mạc Phàm phế đi Titan thực lực còn mạnh hơn Syndra. Tiểu tử này mạnh như vậy sao? Bình thường cô không tôn kính với Mạc Phàm lắm, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác những lời mình nói nguy hiểm bao nhiêu. May mà Mạc Phàm không chấp nhặt với cô, nếu không cô đã chết không biết bao nhiêu lần. Đám thỏ tử lại càng nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ chỉ thấy Mạc Phàm thi triển một số pháp thuật nhỏ bé không đáng kể. Trừ khẩu khí lớn ra, bọn họ không thấy Mạc Phàm có chỗ gì đặc biệt, căn bản không xứng với hai chữ Long Vương. Có ai ngờ tới, vị Long Vương này của bọn họ ngoại trừ là tiên thiên gia, thân thể cũng cường hãn như vậy. Sáng nay một mình Mạc Phàm khiêu chiến 7 bọn họ, không thể nghi ngờ, chỉ dựa vào thân thể Mạc Phàm cũng đủ nghiền áp 7 người tiểu đội Thanh Long bọn họ. Không chỉ mấy bọn họ. Trong cái động hình người trên gác chuông, trên mặt Hiên Viên Thai vô cùng khó coi, toàn thân như người máu, muốn đi từ trong động ra. Ông ta thấy một màn này, yết hầu không ngừng cử động, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là pháp sư, ỷ vào hai pháp bảo mới có danh tiếng như ngày hôm nay. Nhưng mà, chuyện này, sao tiểu tử này lại cường hãn như thế? Thực lực như vậy, đừng nói là con ông ta. Cho dù là ông ta cũng kém không chỉ một chút. Chẳng trách lúc trước Mạc Phàm không sợ hãi làm thương tổn thuộc hạ của ông ta, còn dám để ông ta mang con mình đi, lựa chọn ba gác chuông bên phải.
Từ lúc bắt đầu Mạc Phàm đã không để cường giả của thần điện trong giáo đường vào mắt. Hai thuộc hạ của ông ta cũng có biểu cảm không khác ông ta mấy, chết đứng tại chỗ. Cách đó không xa, mắt U Hồn và Syndra nheo lại, hai đạo sắc bén phóng ra, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng trong lòng như sóng biển đập mạnh vào đá ở biển, mãnh liệt bất định. Các hạ tôn kính, rốt cuộc cậu là ai, xin cho tôi biết tên của cậu. Người ngoài không biết năng lực Titan đạt được trong ban ân, nhưng bọn họ hiểu rõ. Titan thức tỉnh thần thể viễn cổ, tuy chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng vẫn có được lực lượng vĩ đại của Titan nhất tộc, năng lực vô cùng cương đại. Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa thấy lực lượng và thân thể mạnh hơn Titan đại nhân. Không ngờ thanh niên hoa hạ nhìn không hề tính là cường tráng, vậy mà một quyền đánh gãy tay Titan. Người cường đại như vậy, tất nhiên không phải là người bình thường. Mạc Phàm căn bản không để ý tới U Hồn, trái lại nhìn thoáng qua đám thỏ tử. Các cô còn thất thần làm gì, không phải tôi đã sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người rồi sao? Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, lúc này đám Long Nhược Tuyết mới lấy lại tinh thần. Dạ, thỏ tử đi đến hai gác chuông khác. Lão Hổ, Báo Tử và Tiểu Hạc tụ tập Hiên Viên Thai và thuộc hạ của ông ta một chỗ, cho bọn họ uống bí dược chữa thương của Long Tổ. Cậu là Tân Long Vương sao? U Hồn nhíu mày, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm có thể ra lệnh cho tiểu đội Thanh Long, hơn phân nửa là Long Vương đội trưởng của tiểu đội Thanh Long. Người sắp chết, có biết hay không có khác gì nhau? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Các hạ, cậu quá kiêu ngạo rồi. Ông ta thân là đại trưởng lão của thần điện, điện chủ và vương tử Carter của thần điện đều vô cùng tôn kính ông ta, cho dù ở Hoa Hạ ông ta cũng có địa vị ngang với Giang Thành. Vậy mà tiểu tử này vô lễ với ông ta như thế. Đương nhiên ông ta không biết chuyện Mạc Phàm đánh gãy chân con trai Giang Thành chạy đến Đông Hải đến cửa bồi tội. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười mà không nói. Tôi đã khiêm tốn hơn trước nhiều rồi. Nếu là ở tu chân giới, chỉ một câu của hắn, căn bản không cần hắn ra tay, sẽ có người liếc mắt san thần điện thành bình địa, căn bản không tới lượt đám U Hồn Dương Oai ở đây. Hy vọng các hạ Long Vương có thể kiêu ngạo đến cuối. U Hồn trầm giọng nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như chất lỏng rắn độc. Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi, đã có năng lực địch lại thân thể Titan, cho dù là Lâm Thiên Nam khi ở tuổi này cũng không đáng sợ như thế, nhất định phải diệt trừ cậu ta. Nếu không đợi một thời gian nữa, Mạc Phàm nhất định sẽ thành lực cản sự phát triển của thần điện bọn họ ở Hoa Hạ. Titan, đừng lãng phí thời gian nữa. U Hồn nói với Titan. Đồng thời ông ta liếc mắt ra hiệu với Syndra. U Hồn mới nói xong, Titan như nổi điên gào thét vài tiếng, hai tay không ngừng đấm ngực. Bỗng nhiên tất cả hình xăm trên người anh ta sáng lên, ánh sáng đỏ sậm như nham thạch nóng chảy dọc theo hình xăm ra toàn thân anh ta. Anh ta hít mạnh một hơi, trong chớp mắt thân thể to hơn một vòng, làn da sạm màu đi, giống như hòn đá bao trùm người anh ta, dưới làn da tỏa ra hồng quang. Anh ta vốn như một ngọn núi nhỏ, hiện giờ như tảng đá khổng lồ. Hai tay anh ta nắm chặt, thạch bì thật dày rơi xuống người anh ta, vậy mà tay gãy nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng bị thương. Tiểu tử trồn vàng, tôi muốn xé cậu ra cho chó ăn. Trong thạch bì, Titan giận dữ hét. Anh ta bị thương là lúc 6 tuổi, bị một sĩ binh trong đội khảo sát Bắc Cực ngộ thương, chưa đến một tháng đội khảo sát kia bị anh ta giết sạch cho gấu Bắc Cực ăn. Vậy mà tiểu tử này có thể khiến tay anh ta bị thương, nhất định phải giết tên tiểu tử da vàng này. Theo thạch bì không ngừng hạ xuống, ngọn lửa hừng hực giấy lên trên người anh ta. Rõ ràng vừa bị đánh gãy một tay, lúc này khí thế không giảm chút nào, trái lại càng ngày càng mạnh hơn. Lúc này Titan giống như cự nhân phẫn nộ, phát tiết lửa giận không giới hạn trong lòng. Hỏa nham chi thể sao? Mạc Phàm nhìn thấy cánh tay Titan khôi phục như thường. Thoáng kinh ngạc nói. Nghi thức thức tỉnh của thần điện căn cứ vào khác biệt của thể chất của con người, thức tỉnh lực lượng cũng sẽ khác. Nghi thức này sẽ thức tỉnh năng lực giấu trong huyết mạch, ví dụ như khống chế lực nguyên tố ngũ hành, cũng có số ít như thời gian, không gian, lôi điện. Nhưng trong tình huống số ít, cũng sẽ thức tỉnh thần thức và thân thể con người. Phương Tử Phong là thức tỉnh thần thức, khiến lực tinh thần của anh ta tăng cao, có thể dùng lực tinh thần khống chế đại não người khác. Titan này thức tỉnh lực lượng thân thể, khiến anh ta có được một phần linh thể dục hỏa trọng sinh. Chẳng qua linh thể này thô ráp hơn nhiều,
cũng cấp thấp hơn nhiều. Nhưng linh thể như vậy có thể khiến đám Long Nhược Tuyết trợn mắt há miệng. Cánh tay bị gãy khôi phục trong chớp mắt, chuyện như vậy bọn họ chỉ thấy trong sách cổ, có thể có được năng lực cỡ này đều tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là Hiên Viên Thai cũng thấy lần đầu. Titan thật cường đại, lo lắng hiện lên trong mắt đám Long Nhược Tuyết. Nhìn thấy bộ dạng này của Titan, khóe miệng U Hồn nhếch lên, cười lạnh lùng. Các hạ, chỉ sợ tối nay cậu chết chắc rồi. Ông ta từng thấy Titan phát cuồng một lần, lúc ấy bọn họ bị một quân đội mũi nhọn quốc gia châu Phi đuổi giết, phi cơ trực thăng và xe tăng ở quanh bọn họ. Đạn pháo bắn liên tục xung quanh, bỗng nhiên toàn thân Titan bao trùm một tầng thạch bì, ngọn lửa cháy lên. Quay đầu đụng ngã ba chiếc xe tăng, anh ta kéo mạnh ống pháo xe tăng, đánh rơi hai phi cơ trực thăng. Trong lúc quân đội trợn mắt há miệng, bọn họ bình yên rời đi. Mạc Phàm khiến Titan lộ ra loại hình thái này, đợi chết đi. Ha ha, ông cho rằng chỉ có các ông mới có được linh thể sao? Mạc Phàm cười nhạt, cao giọng nói. Hỏa nham chi thể là một loại linh thể cấp thấp, so với kim cương bất diệt thể của hắn, không phải chỉ kém một chút. Nếu hỏa nham chi thể là nham thạch núi lửa, vậy kim cương bất diệt thể của hắn là kim cương, cứng rắn đến mức không cùng đẳng cấp. Lấy hỏa nham chi thể chống chọi với hắn, chẳng khác gì lấy thủy tinh đánh bỏ cánh cam. Hắn có thể phế Titan lần một, thì sẽ có lần hai. Nhưng trước đó, bỗng nhiên Mạc Phàm nheo mắt lại, ánh sáng ngũ sắc trên tay tỏa ra. Thân thể hắn lấy tốc độ khó mà tin nghiêng sang một bên. Hai ngón tay như điện cách huyệt thái dương của hắn nửa ngón tay kẹp ra lưỡi dao sắc bén. Rầm, lưỡi dao sắc bén bị kẹp chặt, một chưởng không lưu tình đánh vào trong hư không. Chớp lóe, một kẹp, một chưởng, tốc độ vô cùng nhanh. Trong hư không, một bóng dáng cao gầy xuất hiện, để lại một đạo tàn ảnh trong không trung, lùi về phía lầu hai gác chuông, đúng là Syndra huyễn ảnh thích khách không biết ẩn nấp phía sau Mạc Phàm lúc nào. Mắt đám Long Nhược Tuyết, Hiên Viên Thai mở to, vẻ mặt lập tức ngây ngốc. Syndra không hổ là huyễn ảnh thích khách, ánh mắt bọn họ đều tập trung về phía Titan, căn bản không nhận thấy được sự tồn tại của Titan, thiếu chút nữa lưỡi dao sắc bén của Titan đã đâm trúng huyệt thái dương của Mạc Phàm. Huyệt thái dương là kinh ngoại kỳ huyệt, một khi bị đâm trúng cho dù là cao thủ tiên thiên cũng chỉ có đường chết. Vừa rồi nếu đổi thành bọn họ, cho dù cảm nhận được cũng không phản ứng kịp, hơn phân nửa là đã thành tử thi. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà Mạc Phàm không chỉ đỡ được một kích chí mệnh của Syndra, còn bước lui cô ta. Các hạ Long Vương, tốc độ phản ứng của cậu nhanh thật. Sắc mặt của Syndra âm tình bất định, khó chịu hỏi. Cô vốn mượn lực chú ý của Mạc Phàm bị Titan hấp dẫn, một đao giải quyết Mạc Phàm, ai biết tốc độ phản ứng của Mạc Phàm nhanh như thế. Nếu vừa rồi không phải tốc độ của cô nhanh, có khả năng sẽ bị thương như Titan dưới tay Mạc Phàm. Đó là do cô quá chậm, nếu cô nhanh chút nữa, sẽ biết được công kích của cô căn bản không thương tổn được cơ thể tôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Trong phạm vi cảm ứng của hắn, muốn đánh lén hắn, chẳng khác gì trộm trong thiết bị theo dõi 360 độ. Các hạ Long Vương, cậu đúng là rất đáng chết. Lông mày Syndra nhíu lại, lạnh lùng nói. Từ khi cô ta thành danh tới nay, chưa một ai dám nói tốc độ của cô ta quá chậm. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, vậy mà không để cô ta vào trong mắt. Đáng chết sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Tối nay U Hồn đáng chết, những người của thần điện trong giáo đường này cũng phải chết, cô cũng như vậy thôi. Vậy phải xem các hạ Long Vương có bản lĩnh này hay không? Sắc mặt Syndra khó coi, trong mắt lóe sáng tàn nhẫn, thân thể biến mất lần nữa. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khẽ. Tuy năng lực ẩn nấp của Syndra rất tốt, nhưng sao có thể thoát khỏi mắt hắn? Syndra ra tay lần hai, dùng phong độn chi thuật, chú tam lực gió tới tốc độ, ẩn hình, che ảnh. Syndra có thể sử dụng phong độn chi thuật như lô hỏa thuần thanh, ở nơi linh khí khô kiệt, thiếu hụt công pháp như địa cầu, quả thực đủ để cô ta trở thành sát thủ lợi hại hơn Moria, cũng đủ để cô ta trở thành tam trưởng lão của thần điện. Nhưng ở trước mặt y tiên bất tử hắn, chỉ có thể được coi là ngũ hành độn thuật bậc trung, trong muôn vàn pháp thuật mà hắn nắm giữ, lấy bừa một cái cũng mạnh gấp nhiều lần phong độn chi thuật của Syndra. Tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là tốc độ chân chính. Hắn giẫm mạnh chân xuống, muốn đuổi theo Syndra. Bỗng nhiên mặt đất chấn động, hơi nóng bức người đánh tới theo,
toàn bộ thạch bì trên người Titan bóc ra, đã đến trước người hắn. Tiểu tử trồn vàng, cậu có thể đi chết đi. Hai mắt Titan đỏ bừng, trên người có ngọn lửa bao quanh, một quyền đánh về phía đầu Mạc Phàm. Quả đấm cực đại tựa như thiên thạch rơi xuống tầng khí quyển, dưới sức hút của trái đất, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, từ vạn mét không rơi xuống, thế không thể đỡ. Lúc này đồng thời bốn phương tám hướng Mạc Phàm có tổng cộng 8 bóng dáng cao gầy cùng lóe lên, mỗi bóng dáng cầm một con dao sắc, lóe sáng sắc bén dưới ánh đèn, đâm về phía vị trí quan trọng của Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt Mạc Phàm rơi vào trong tấn công của hai trưởng lão. Tôi nói rồi, anh không phải là người duy nhất có được linh thể, nhưng anh có thể trở thành người đầu tiên đi chết đi. Vẻ mặt Mạc Phàm vẫn không đổi, một tay khẽ nâng lên. Ánh sáng ngũ sắc trên người hắn lập tức tụ tập về cái tay này lập tức như lưu ly ngũ sắc điêu khắc mà thành, hoàn mỹ không tì vết, sáng trong, còn nở rộ ánh sáng ngũ sắc rất rực rỡ. Một tay như vậy khẽ đánh về phía ngực Titan, giống như nước gợn ở trong nước. Rầm. Một tiếng thanh thúy vang lên, tựa như tay người đánh vào tảng đá. Thân thể khổng lồ của Titan lập tức đứng lại, tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống bị nắm chặt. Mắt Titan mở to như chuông đồng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy tay Mạc Phàm nhỏ hơn ngực anh ta không ít, chậm rãi đè về phía ngực anh ta, tựa như phim điện ảnh tua chậm lại. Đầu tiên bắp thịt có thể so với đá của anh ta vỡ ra như tờ giấy mỏng. Sau đó khung xương như sắt thép tạo ra gãy nát, phát ra tiếng răng rắc. Trái tim như khí cầu bùng nổ phát ra tiếng vang nhỏ, trong chớp mắt tứ phân ngũ liệt. Tay Mạc Phàm tiếp tục tiến lên trước. Lưu lại một động to hình dấu tay trên lưng anh ta. Mọi chuyện mới khôi phục như bình thường, thân thể to lớn của anh ta bay về phía sau. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây thay đổi. Nhất là U Hồn và Syndra, vẻ mặt lại càng ngẩn ra. Vừa rồi Mạc Phàm chỉ đánh gãy xương cốt Titan, nhưng sau khi Titan thức tỉnh, thân thể và lực lượng cường đại không ít. Nếu lúc trước nói Titan đúc bằng sắt, hiện giờ Titan như do hợp kim siêu cấp tạo ra. Cho dù là một quả bom nổ tung bên cạnh anh ta, tối đa chỉ khiến anh ta trọng thương, không đủ để xuyên qua anh ta. Mạc Phàm chỉ khẽ đánh một chưởng, vậy mà để lại một động to hình dấu tay chỗ ngực Titan. Trái tim bị đập nát, cho dù thân thể Titan mạnh hơn người bình thường, lại thức tỉnh lực lượng Titan nhất tộc, cũng chỉ có đường chết. Các Hạ Long Vương, cậu dám giết trưởng lão thần điện tôi, cậu cũng có thể chôn cùng với Titan rồi. Xung quanh Mạc Phàm, tám Syndra lạnh lùng nói. Giọng nói vừa vang lên, tám con dao sắc chớp lóe sắc bén, đâm về phía vị trí quan trọng của Mạc Phàm. Tôi đã nói rồi, mức độ công kích của cô như vậy căn bản không thể làm tôi bị thương, cho nên cô là người thứ hai. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ánh sáng ngũ sắc sáng lên trên người hắn, lưỡi dao sắc bén không thể đâm vào trong người hắn, một tầng ánh sáng ngũ sắc hiện bên ngoài người hắn. Phập phập phập, lưỡi dao sắc bén đâm vào. Nhưng chỉ lưu lại vết rạn trên ánh sáng ngũ sắc, liền không thể đâm sâu vào nữa. Thân thể Mạc Phàm chấn động, tám Syndra trong không trung biến mất từng cái một. Trên tầng cách đó không xa, bóng dáng của Syndra hiện ra, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy khiếp sợ. Cô ta vừa dùng bí kỹ anh sát, lấy tốc độ cực nhanh đâm tám đao, giống như tám người cùng ra tay, mỗi một đao đều rất chân thật, cô ta phát huy phong độn chi thuật đến mức tận cùng mới có thể làm được. Cuối cùng tốc độ phối với đoạn đao trong tay cô ta, cho dù là tấm thép dày 10cm cũng có thể bị đâm thủng. Cô ta thi triển bí thuật này tổng cộng 3 lần, lần đầu tiên giết chết A-Tát-Tân được xưng là thích khách số 1, A-Tát-Tân chỉ tránh thoát 3 đao. Lần thứ 2 giết chết quốc vương và vương phi của ông ta ngăn cản thần điện bọn họ truyền giáo, cùng với 6 cận vệ của ông ta, một đao giết 8 người. Lần thứ 3 là lần này, 8 đao ngay cả một chỗ quan trọng của Mạc Phàm cũng không đâm trúng. Chuyện này, cách đó không xa, vẻ mặt U Hồn ngẩn ra, sau đó lửa giận ngập trời. Titan là nhị trưởng lão của thần điện ông ta, cho dù ông ta muốn đối phó Titan, cũng không dễ như vậy. Nhưng Titan bị một trưởng của Mạc Phàm đánh chết, dao của Syndra cũng không làm Mạc Phàm bị thương được. Các Hạ Long Vương, tối nay cậu đừng mơ còn sống rời đi. Sắc mặt U Hồn nghiêm trọng, sát khí xuất hiện. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái. Như quỷ mị biến mất trong đám hắc vụ, khi xuất hiện đã đến bên cạnh Titan ngã trên đất. 10 ngón tay ông ta vũ động, chú ngữ truyền ra. Hắc khí âm lãnh, tà ác xuất hiện xung quanh ông ta,
bên trong giống như có tiếng quỷ khóc sói gào truyền ra. Trong con người ông ta lóe lên âm độc, một tay ấn lên đầu cực to của Titan, hắc khí lập tức lan tràn khắp người Titan. Trái tim Titan bị đánh vỡ, đổi thành là người thường đã sớm chết rồi, nhưng dù sao anh ta cũng là người thức tỉnh hỏa nham chi thể, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi nhiều, miệng liên tục nôn ra máu, nhưng còn chút ý thức. Nhìn thấy hành động của u hồn làm với anh ta, trong đôi mắt anh ta tràn đầy sợ hãi, giống như vô cùng sợ hãi. U hồn, ông muốn làm gì? Tôi sẽ khiến cậu sống sót vĩnh viễn. U hồn cười nói, trong đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn. Thân thể tốt như vậy sao có thể bỏ qua, nếu đạt được ban ân của thần điện, thành quỷ cũng phải phục vụ cho thần điện. Không. Titan gào thét, ra sức vùng vẫy. Anh ta từng thấy u hồn dùng pháp thuật với người khác, người bị thi triển pháp thuật này không khác gì tượng gỗ, sống không bằng chết, mặc u hồn sử dụng. Cậu không muốn giết tên tiểu tử da vàng này sao? U hồn cười mỉa nói, tay vũ động tiếp. Titan cường đại như vậy mà không thể thoát khỏi tay gầy như que củi của u hồn, hắc khí như rắn tiến vào trong cơ thể anh ta qua tai mắt mũi miệng. Titan phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể căng thẳng không ngừng giật giật, mãi mới nhắm mắt lại. Chỉ trong phút chốc toàn bộ hắc khí tiến vào trong cơ thể Titan. Bỗng nhiên Titan mở mắt, hai luồng lửa lục u như quỷ hỏa lóe lên trong đồng tử anh ta. Vị trí trái tim anh ta vẫn trống rỗng như trước. Thân thể thì đứng dậy, khí thế không kém lúc trước, khí tức quỷ dị, trái lại càng làm lưng người ta phát lạnh và sợ hãi. Vong linh ma pháp. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhưng chỉ là khẽ nâng. Vong linh ma pháp có thể khiến người hoặc thi thể biến thành trạng thái vong linh không sống không chết, do kẻ làm phép sai khiến, tác dụng giống hệt ngự quỷ dưỡng thi ở Hoa Hạ. Nhưng ma pháp và vong linh chân chính u hồn sử dụng kém Mạc Phàm rất nhiều. Hắn từng gặp vong linh pháp sư cường đại, một ý niệm khiến tất cả thi thể dưới đất trên một tinh cầu biến thành vong linh. Trong chớp mắt cả tinh cầu bị đại quân vong linh khắp núi đồi bao trùm, thành thế giới của vong linh. Nếu vong linh ma pháp của u hồn có thể đạt tới mức này, quả thật hắn không làm gì được. Ông cảm thấy chỉ dựa vào vong linh ma pháp trình độ này, ông và Syndra có thể giết tôi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn có thể giết Titan lần một, thì có thể giết lần hai. Syndra không thể làm gì được cơ thể hắn, đồng nghĩa với không. Còn u hồn, hắn càng không để vào mắt. U hồn hơi nheo mắt lại, do dự một lát, trầm giọng hỏi. Vậy cộng thêm ác linh vương nữa thì sao? Ông ta vừa nói xong, ngón tay gầy khô của ông vẽ lên không trung. Xèo xèo, vài tiếng, không khí giống như mở ra, một lục giác tinh mang dần dần thành hình. Lục giác tinh mang vừa thành, u hồn khẽ quát một tiếng. Ngón tay điểm lên trên lục giác tinh mang lóe sáng bạch quang, xoay tròn bay ở trước mặt, càng lúc càng to. Phập phập phập, giống như cự nhân chúng tên càng đi càng gần. Tiếng giẫm trong hư không vang lên rất rõ, giống như giẫm nát ngực người ta, làm người ta bực bội bất an một cách không hiểu. Lục giác tinh mang biến thành cùng cỡ với Titan, âm thanh chúng tên dừng lại. Răng rác, âm thanh mặt nước bị đông lại vang lên. Bông tuyết to bằng lòng bàn tay xuất hiện trên lục giác tinh mang, nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Cho dù là đám long nhược tuyết mặc trang phục chiến đấu có nhiệt độ ổn định, cũng không khỏi dùng mình một cái, hai mắt nhìn chằm chằm lục giác tinh mang. Bông tuyết càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã bao trùm lục giác tinh mang bên trong. Rầm, lục giác tinh mang như thủy tinh vỡ nát ở trong không trung, một bóng người không thấp hơn Titan đi từ trong lục giác tinh mang ra. Bùm, mặt đất chấn động theo. Bóng người cao lớn này mặc khôi giáp màu xanh đen, trên đầu đội mũ giáp, gương mặt giấu hết ở trong khôi giáp, ngoại trừ đôi mắt như quỷ hỏa ra, đều không nhìn thấy gì, giống như cái gì cũng không có. Tay anh ta nắm một thanh cự kiếm hàn băng, hắc khí lượn lờ xung quanh. Bóng đen này mới xuất hiện, nhiệt độ trong quảng trường giảm đi rất nhiều, lạnh thấu xương khiến người ta không tự chủ được run rẩy. Đây là ác linh vương sao? Mắt long nhược tuyết mở to, kinh ngạc hỏi. Không sai, mỗi ác linh vương tương đương với trưởng lão long tổ. Hiên viên thai hít vào một hơi khí lạnh, nói. Ác linh vương, thực lực tương đương gấp 10 lần ác linh bình thường, cho dù trưởng lão long tổ tới cũng phiền phức. Lần này phiền phức rồi. Vẻ lo lắng hiện lên trên mặt đám người. Đây là thứ ông triệu hoán sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn ác linh vương một cái nói. U hồn vẫn đứng trước chủ điện.
không ra tay, đang không ngừng vận chuyển pháp lực, duy trì trận pháp trong chủ điện, nếu không sẽ không có khả năng nhìn Titan bị giết mà không ra tay. Tuy chuyện u hồn làm rất bí ẩn, nhưng sao có thể thoát được khỏi mắt hắn? U hồn nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Ông ta đúng là triệu hoán ác linh vương này vốn chuẩn bị vì nghi thức thiên sứ hàng lâm. Có ác linh vương này ở đây, cho dù là tứ đại trưởng lão của Long Tổ đến, cũng không có biện pháp ngăn cản nghi thức thiên sứ hàng lâm của bọn họ. Các hạ Long Vương thân ái, cậu cảm thấy ba chúng tôi không đủ, thêm ác linh vương này nữa, cuối cùng cũng đủ rồi chứ. Khóe miệng u hồn nhếch lên, cười đắc ý nói. Titan và Syndra cùng ra tay không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng cộng thêm ông ta và ác linh vương này, còn không phải là đối thủ của Mạc Phàm sao? Đội hình như vậy cho dù tứ đại trưởng lão của Long Tổ đích thân tới, cũng có phần thắng. Mạc Phàm cường đại đến mấy cũng chỉ là người trẻ tuổi, không đến mức đáng sợ hơn tứ đại trưởng lão của Long Tổ được. Sắc mặt Syndra dịu hơn, Titan bị luyện thành vong linh, ít nhiều gì cô ta cũng có chút mâu thuẫn. Nhưng hiện giờ thấy bọn họ tìm về phần thắng lần nữa, tươi cười lạnh lùng hiện lên mặt cô ta. Các hạ Long Vương, sao lần này cậu không nói chuyện nữa? Syndra cười nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bốn người, im lặng một lát. Rất lâu sau, Mạc Phàm mới mở miệng. Cần nói sao, các người cùng tới thử thì biết ngay thôi. Mạc Phàm vừa nói xong, vẻ mặt Hiên Viên Thai sửng sốt. Ở trước mặt bốn người u hồn, vong linh Titan, Syndra và ác linh vương tương đương với cường giả tiên thiên đỉnh phong, hai chân ông ta có chút mềm nhũn, đổi thành là ông ta mà nói, lập tức lựa chọn tự sát, vậy mà Mạc Phàm còn thấy không đủ. Đám Long Nhược Tuyết nuốt nước bọt, nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Tươi cười trên mặt u hồn và Syndra cứng đờ, trong chớp mắt sắc mặt khó coi, giống như đang vui mừng bị người ta tát một cái. Bốn bọn họ là cao thủ, mỗi người đều có thực lực đối đầu với trưởng lão Long Tổ, lại bị Mạc Phàm xem thường như thế. Các hạ Long Vương, quả thật thực lực của cậu rất mạnh, nếu cậu đồng ý tiếp nhận lễ rửa tội của thần điện chúng tôi, gia nhập thần điện, tôi có thể khiến cậu trở thành nhị trưởng lão của thần điện, nếu không chúng tôi chỉ có thể xem thử tân Long Vương lợi hại thật hay không mà thôi. Mắt u hồn khẽ đảo, nói. Với độ tuổi của Mạc Phàm không nên bình tĩnh như thế, khiến ông ta cảm thấy hơi bất an. Nếu Mạc Phàm đồng ý tiếp nhận lễ rửa tội của thần điện, để cậu ta sống cũng không phải không có khả năng. Lễ rửa tội của thần điện bọn họ tương tự với khế ước và nguyền rủa, một khi trải qua lễ rửa tội, thì không thể phản bội thần điện. Thần điện bọn họ có được Mạc Phàm, thực lực không giảm còn tăng. Mạc Phàm nhướng mày, lắc đầu cười. Thứ nhất, càn khôn khế ước của Long Tổ không thể trói buộc được tôi, lễ rửa tội của thần điện các ông càng vô dụng. Thần điện đạt được truyền thừa của thiên sứ nhất tộc, hắn có thể không biết lễ rửa tội của thiên sứ nhất tộc sao? Đơn giản là gieo một viên hạt giống tinh thần vào trong thức hải, làm cho nhận thức của người ta không từ chối thần điện, tin tưởng thần điện. Nhưng hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, thứ này sẽ như thuốc bổ bị hắn cắn nuốt sạch. Cái gì? Sắc mặt u hồn khó coi, trong mắt đều là khó mà tin được. Tất nhiên ông ta biết càn khôn khế ước, là một khế ước viễn cổ Long Tổ dùng để hạn chế thành viên, nghe nói nguồn gốc từ thời đại thượng cổ Hoa Hạ, cùng một cấp bậc với lễ rửa tội của thần điện bọn họ. Nếu càn khôn khế ước không trói buộc được Mạc Phàm, quả thật lễ rửa tội không làm gì được Mạc Phàm. Thứ hai, tối qua cũng có người nói với tôi như vậy, hình như ông ta tên là Kevin, kết quả ông ta chết. Mạc Phàm tiếp tục nói. Trưởng lão Kevin và Doa bị cậu giết chết sao, cậu là người phá giải thẩm phán. Sắc mặt u hồn lại càng khó coi gấp bội lần. Ông ta luôn điều tra người trẻ tuổi giết Kevin và Doa là ai, bọn họ suy đoán người Long Tổ phát hiện nghi thức hàng lâm của bọn họ, cho nên mới tạm thời bố trí cạm bẫy, muốn bắt lấy người Long Tổ. Có ai ngờ người giết chết Kevin và Doa lại là Mạc Phàm trước mặt. Thứ ba, cho dù điện chủ thần điện các ông nhường chức, tôi cũng không có hứng thú, so với bảo tôi gia nhập thần điện các ông, tôi cảm thấy diệt các ông sẽ tốt hơn một chút, đỡ rắc rối cho Hoa Hạ tôi, chết. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút sắc lạnh, lạnh lùng nói. Chỉ là thần điện mà thôi, cũng muốn y tiên bất tử hắn gia nhập. Kiếp trước, ở tu chân giới muốn mượn sức của hắn, chỉ riêng thế lực top 10 cũng có 6 cái. Đừng nói là thần điện, cho dù là thiên sứ nhất tộc đích thân đến, cũng không có tư cách khiến hắn gia nhập. Những lời này làm người ta hít thở không thông,
xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Cho dù là Long Nhược Tuyết và tiểu đội Thanh Long, hay là Hiên Viên Thai và tiểu đội Bạch Hổ của ông ta đều đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ không nói nên lời. Điện chủ thần điện, xứng ngang với Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt, thậm chí còn mạnh hơn chút. Vậy mà Mạc Phàm còn chướng mắt vị trí điện chủ của thần điện, trên đời này có mấy người có tư cách nói những lời này, nhưng tuyệt không có ai tuổi như Mạc Phàm. Sắc mặt U Hồn và Syndra khó coi tới cực hạn, tựa như quả bom kìm nén đã lâu, cuối cùng sắp nổ tung. Tiểu tử, cậu sẽ nếm hậu quả của tự đại. U Hồn giận dữ hét, giống như ác quỷ nguyền rủa. Ông ta nói xong vẽ một ký hiệu lên không trung, một cái bay vào trong vong linh Titan, một cái bay vào trong mũ giáp của ác linh vương. Giết tiểu tử này cho tôi. Ngọn lửa trong mắt Titan bùng cháy to hơn, ngọn lửa màu xanh chảy từ trong mắt anh ta ra, lan tràn toàn thân anh ta. Chỉ trong chớp mắt trên người vong linh Titan bao trùm một tầng quỷ hỏa. Quỷ hỏa lung lay trong mũ giáp ác linh vương, như ngọn nến lay động trong gió. Một băng một hỏa, hai bóng người như núi di chuyển về phía Mạc Phàm. Âm thanh ù ù vang lên, nhiệt độ xung quanh như mùa đông khắc nghiệt, rét lạnh thấu xương. Syndra, cô đi giết người Bạch Hổ và Thanh Long, ở đây giao cho tôi. U Hồn liếc mắt nhìn Syndra một cái, ra lệnh. Lưỡi dao sắc bén của Syndra không tạo ra uy hiếp với Mạc Phàm, nhưng đối phó với người khác thì không thành vấn đề. Người tạo thành phiền phức với Syndra là Hiên Viên Thai, hiện giờ đã bị trọng thương, không thể dùng quá nhiều sức lực. Nếu đã đến nước này, không cần thiết để đám người Thanh Long, Bạch Hổ sống sót. Dạ. Trong mắt Syndra hiện lên sắc bén, liếc mắt nhìn đám Long Nhược Tuyết một cái. Sắc mặt đám Long Nhược Tuyết khẽ đổi, vài người tụ tập cạnh nhau, lộ ra cảnh giác. Bọn họ từng thấy tốc độ của Syndra rồi, cô ta là một người rất khó đối phó. Khóe miệng Mạc Phàm khẽ nhếch lên, cười khinh thường, đi về phía trước. Cô cảm thấy tôi sẽ cho các cô cơ hội sao? Bước đầu tiên, ánh sáng ngũ sắc nở rộ trong khung xương của hắn. Một khắc trước Mạc Phàm còn rất bình thường, trong chớp mắt tựa như tiên nhân giáng trần, khí tức như long, khiến không gian này đều run rẩy. Bước thứ hai, con người màu đen của Mạc Phàm biến thành màu lam trong chớp mắt, lam quang xanh thẳm như biển lớn mênh mông, ngôi sao trong vũ trụ, thần thức giống như sóng biển ngập trời, dương cao trăm trượng, vỗ mạnh xuống, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ giáo đường. Bước thứ ba, linh khí tràn đầy trong cơ thể hắn như mở cống thoát nước. Nước sông tích lũy mấy tháng chảy thẳng xuống 3.000 thước, tràn ra mãnh liệt. Chân hỏa màu vàng hiện lên bốn phía quanh hắn, thiêu đốt hừng hực. Nhất nguội chân hỏa của hắn hấp thu tam dương chân hỏa của ba anh em Đỗ gia, chân hỏa trong cơ thể hắn biến từ nhất nguội thành lưỡng nguội, ngọn lửa sớm đã khác trước. Ngọn lửa trên người hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh vì vong linh Titan và ác linh vương mà hạ thấp nhanh chóng tăng lên. Một khắc trước rét đậm, hiện giờ ấm hơn. Rõ ràng chỉ có ba bước, lực lượng thân thể, thần thức và linh khí của hắn phóng thích ra toàn bộ trước nay chưa có, giống như 10 tấn thuốc nổ lần lượt nổ tung xung quanh. Một đợt lại một đợt năng lượng cường đại dao động xung quanh bọn họ. Cả bầu không khí lay động không thôi trong năng lượng cường đại, giống như bị phá vỡ. Lực lượng này khiến người ta ít thở không thông, Hiên Viên Thai và đám Long Nhược Tuyết thở cũng không dám thở mạnh, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nhất là Hiên Viên Thai và Hiên Viên Long mới được thỏ tử cứu từ trong gác chuông ra, mặt xám như cho tàn. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là pháp sư, ai biết Mạc Phàm là tam tu pháp, thể, khí. Hơn nữa bất luận là pháp thuật, thể thuật, hay là tu vi nội khí cha con bọn họ cũng không thể so sánh được, vậy mà anh ta đắc tội một người đáng sợ như thế. Vong linh Titan có được một chút ý thức tự chủ và ác linh vương dừng bước. Giống như gặp phải khắc tinh, không dám bước lên trước. Mạnh như U Hồn, Syndra cũng đứng ngây ra tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, tựa như nhìn thấy quỷ. Bọn họ chỉ từng thấy khí tức như vậy ở trên người điện chủ và vương tử Carter. Vương tử Carter đã 25 tuổi, Mạc Phàm chỉ là tiểu tử chưa tới 20 tuổi, sao lại có người có thiên phú cao hơn vương tử Carter được? Sao người này lại mạnh như vậy? Phù, lần đầu tiên phóng thích ra tất cả lực lượng. Mạc Phàm thở dài một hơi, hai mắt nheo lại, nhìn về phía Syndra. Cô là người đầu tiên. Lôi tới. Mạc Phàm khẽ quát một câu. Tí tách, vô số điện xà xuất hiện xung quanh hắn, giống như trăm ngàn con chim đang hoảng hốt chạy trốn,
làm ra đầu người ta run lên. Cho cô xem cái gì mới gọi là tốc độ, Lôi Minh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tuy công pháp hắn tu luyện không am hiểu tốc độ, nhưng khoe khoang tốc độ trước mặt tu tiên giả, như lấy mắt cá so với chân trâu. Chỉ thấy khóe miệng Mạc Phàm giật giật. Bùm, tiếng sấm chấn đắc màng tai người ta nổ tung xung quanh, trong chớp mắt bóng dáng Mạc Phàm biến mất. Syndra thầm kêu một tiếng không hay, cô ta không nghe thấy giọng Mạc Phàm, nhưng bị Mạc Phàm để mắt tới, cô ta liền có dự cảm xấu. Loại dự cảm này từng giúp cô ta thoát khỏi không ít nguy hiểm. Một chữ, trốn. Ẩn. Cô ta nghiến răng, mở miệng nói âm phù Latin kỳ lạ. Trong chớp mắt gió đêm hội tụ xung quanh cô ta, một bóng người xinh đẹp tránh sang bên trái, chân thân của cô ta nhảy lên trên lầu nhảy nhanh về phía xa. Nhưng cô ta còn chưa chạy được xa, cuối cùng giọng nói của Mạc Phàm cũng truyền vào tai cô ta. Cho cô xem tốc độ phải thế nào, Lôi Minh. Mấy chữ vang lên, toàn thân Mạc Phàm lóe sáng điện quang, giống như lôi thần, vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện phía trước chân thân cô ta. Sắc mặt Syndra thay đổi, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Mạc Phàm không chỉ xuyên qua phong ẩn chi thuật của cô ta, còn đuổi kịp cô ta. Cô cảm thấy cô chạy trốn được sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Toàn bộ gần giáo đường này đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn, lưu lại phong ảnh đã muốn lừa gạt hắn, muốn lừa gạt y tiên bất tử hắn dễ như vậy sao? Còn về tốc độ, Syndra dùng phong độn trong ngũ hành độn thuật, tốc độ có thể nhanh hơn lôi độn được chắc. Vẻ mặt Syndra ngẩn ra, trong đôi mắt là âm tình bất định. Các hạ Long Vương, chỉ cần cậu tha cho tôi nguyện ý trở thành nữ nô của cậu, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mà cậu sai bảo, bao gồm đạt được cơ thể tôi. Syndra do dự một lát, cắn đôi môi đỏ mọng nói. Tốc độ của Mạc Phàm quá nhanh, nhanh đến mức khiến cô ta có cảm giác tuyệt vọng, cô ta chưa bao giờ thấy người nào có tốc độ nhanh như vậy. Cô ta không muốn chết dưới tay Mạc Phàm, lại càng không muốn trở thành vong linh dưới tay u hồn. Chỉ cần có thể sống sót, mặc Mạc Phàm sử dụng cũng được. Khi nói chuyện, Syndra kéo áo may ô xuống vai, bộ ngực tuyết trắng của cô ta lập tức lộ ra. Tuy không rơi xuống hết, nhưng lộ ra một mảng lớn ngực tuyết trắng. Dáng người cô ta rất nóng bỏng, cộng thêm ánh mắt quá nghiêm khắc của cô ta, cho dù Long Nhược Tuyết là nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức đỏ lên. Syndra vô cùng tự tin với sắc đẹp của cô ta, tuy cô ta đã hơn 30 tuổi, nhưng ở châu Âu có không biết bao nhiêu người đàn ông muốn lên giường với cô ta. Trong số những người đàn ông này có quốc vương quốc gia châu Âu, phú hào, cũng có không ít vương tử, con nhà giàu tuổi như Mạc Phàm, ngay cả vương tử Carter cũng từng nói muốn lên giường với cô ta. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, lúc này cô ta đã đang vui vẻ trên giường với Carter rồi. Hiện giờ chỉ cần tối nay sống sót, cô ta sẽ đợi vương tử Carter giết Mạc Phàm, tới cứu cô ta. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Syndra, vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt như trước. Không thể không nói cô gái Tây này rất biết cách mê hoặc đàn ông thế nào, bộ dạng cũng vô cùng xinh đẹp, gợi cảm. Một cô gái phương Tây như vậy nguyện làm nô. Không ai không động tâm. Nhưng muốn mê hoặc hắn thì kém xa, nhất là mê hoặc với ý đồ khác. Tôi đã có Moria là nữ nô, còn cần cô làm gì? Mạc Phàm thản nhiên nói. Moria, U Hồn và Syndra lập tức sửng sốt. Moria bị Mạc Đại Sư Đông Hải bắt giữ, chuyện này cả châu Âu đều biết. Thứ thần đối đầu với thần điện bọn họ, một vị điện chủ thần cảnh của bọn họ chết do thứ thần ám sát. Tất nhiên bọn họ biết tin Moria bị bắt. Chỉ là không ngờ Long Vương Long Tổ là Mạc Đại Sư Đông Hải. Thân thể U Hồn và Titan chấn động, như bị sét đánh. Vậy mà cậu là Mạc Đại Sư? Tuy tự mình nghe thấy Mạc Phàm nói thân phận mình, U Hồn vẫn không thể tin được. Đường đường là Mạc Đại Sư danh chấn trong tổ chức sát thủ ở châu Âu và Hoa Hạ, vậy mà chưa tới 20 tuổi. Hoa Hạ xuất hiện thiên tài rồi sao? Sắc mặt U Hồn tái mét cảm thán nói. Tôi còn lợi hại hơn Moria, Moria chỉ là cô bé, chưa từng chơi đùa với đàn ông, tôi hầu hạ đàn ông thoải mái hơn cô ta nhiều, cậu nhất định sẽ thích công phu trên giường của tôi. Syndra gần như cầu xin nói. Moria biến mất trong hư không, cho dù là cô ta cũng không có biện pháp làm gì. Mạc Phàm có thể bắt sống Moria, chuyện này nói lên cô ta không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể dựa vào thân thể cứu mạng mình. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khẽ.
vừa rồi cô đâm tôi 8 đao, tôi trả lại cô 16 chưởng, nếu cô có thể còn sống, tôi sẽ suy xét đến chuyện để cô thành nữ nô của tôi. Nữ nô của Y Tiên Bất Tử hắn, không phải ai muốn là được. Đám Long Nhược Tuyết đều sửng sốt, Syndra nổi tiếng xinh đẹp trong giới sát thủ và thần điện, đàn ông theo đuổi Syndra có thể thành lập một quân đoàn, có một số người vì đạt được Syndra, cam tâm bỏ vợ bỏ con, cống hiến toàn bộ gia sản cho thần điện, trở thành tín đồ cấp thấp nhất của thần điện. Syndra cầu xin Mạc Phàm trở thành nữ nô của cậu ta, vậy mà Mạc Phàm từ chối rồi. Lông mày Syndra nhíu lại, trong đôi mắt lóe lên lửa giận. Tốc độ cô ta luôn lấy làm kiêu ngạo, bị Mạc Phàm dẫm dưới chân. Cô ta cam chịu làm nô, lại bị Mạc Phàm từ chối. Cô ta mặc quần áo tử tế lần nữa, mỗi tay cầm một đoạn đao, đôi mắt đẹp nheo lại nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ thận trọng, gió đêm lại hội tụ xung quanh cô ta, đợi Mạc Phàm ra tay. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển trên tay. Lôi ảnh. Hai chữ này vừa vang lên, tiếng sấm vang liên tục không ngừng. Đùng đùng, tổng cộng có 16 tiếng, mỗi tiếng vang lên sẽ xuất hiện một bóng Mạc Phàm. Liên tiếp 16 Mạc Phàm, trong thời gian chưa tới một giây xuất hiện xung quanh Syndra. Tất cả Mạc Phàm cùng giơ tay lên, xẹt qua dấu vết trong không trung, lấy tốc độ cực nhanh lưu lại hư ảnh đánh về phía Syndra. Anh sát! Syndra nghiến chặt răng, gió đêm trên người cũng nổ tung mà ra, phát huy đến mức tận cùng. Tám bóng dáng 16 đoạn đao chớp lóe sắc bén, đâm về phía 16 tay của Mạc Phàm, tốc độ cũng không chậm hơn Mạc Phàm. Nhưng mà... không đợi đoạn đao đâm vào tay Mạc Phàm nhoáng lên một cái, trong chớp mắt tốc độ tăng nhanh. Bùm bùm bùm, tiếng nổ mạnh vang lên. Thân thể Syndra như bị trúng đạn, lắc lư liên tục 16 lần. Tay Mạc Phàm đánh mạnh vào khắp nơi trên người cô ta. Syndra nhướng mày, trong con người đều là vẻ khó tin. Vậy mà anh sát của cô ta không ngăn cản được Mạc Phàm một lần, chỉ có thể nhận 16 chưởng của Mạc Phàm. Không, không. Syndra thét to. Vết rách giống như mạng nhện xuất hiện trên người cô ta, càng ngày càng nhiều, tựa như ngọc khí bị chấn nát. Bùm, Syndra hóa thành mảnh nhỏ, huyết dịch nhuộm đỏ nóc nhà gác chuông. Mạc Phàm ẩn điện quang trên người, rời mắt nhìn về phía U Hồn. Ông là người kế tiếp. U Hồn đứng giữa vong linh Titan cao lớn uy vũ và ác linh vương, lông mày nhíu lại, lộ ra chút xoắn xuýt. Mạc Phàm thật sự quá mạnh, sức mạnh có thể so được với Titan, tốc độ nhanh hơn Syndra rất nhiều, giống như lực tinh thần như biển lớn không kém ma pháp sư nổi tiếng là ông ta. Dù bên cạnh ông ta có vong linh Titan và ác linh vương, ông ta cũng không có nhiều phần thắng. Mạc Đại Sư, mong cậu tha thứ cho vô lễ lúc trước của tôi, chúng ta không cần phải ngươi sống ta chết, thần điện chúng tôi từng gửi thiệp mời cho cậu. Thần điện có quan hệ đối nghịch với thứ thần, sau khi Mạc Phàm bắt Moria, bọn họ liền gửi thiệp mời cho Mạc Phàm, hy vọng Mạc Phàm có thể gia nhập thần điện. Ông cảm thấy thần điện các ông mời tôi nhất định phải đồng ý sao? Mạc Phàm cười hỏi. Mạc Đại Sư hiểu lầm rồi, tôi không có ý này. U Hồn vội vàng lắc đầu, thái độ không còn giống như lúc Mạc Phàm vừa dẫn tiểu đội Thanh Long tới, như lúc không thèm liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Thần điện ông dám tiến hành nghi thức hàng lâm ở Hoa Hạ, cho tôi lý do không giết ông. Mạc Phàm thản nhiên nói, thần điện chúng tôi chỉ lựa chọn một số người bình thường mà thôi, Hoa Hạ có hơn 10 triệu người, chút số lượng ấy không đáng kể chút nào, nhưng thần điện chúng tôi nguyện ý dùng 100 vạn bồi thường mỗi người bày tỏ thành ý của chúng tôi. Mạc Đại Sư cảm thấy thế nào? U Hồn nghiêm túc nói. Ở trong mắt ông ta, phàm nhân Hoa Hạ nhiều như châu bò, giết một ít cũng không có vấn đề gì. Nếu bồi thường chút tiền là giải quyết được chuyện này, ông ta nguyện ý làm thế. Ông ta vừa nói những lời này, cho dù là Hiên Viên Thai hay Long Nhược Tuyết đều nhíu mày. Tuy bọn họ không phải là phàm nhân, nhưng phàm nhân Hoa Hạ có thể bị người ta dùng làm vật chứa tùy tiện, châu bò để giết sao? Mạc Phàm, không được đồng ý với anh ta. Long Nhược Tuyết khuyên. Sau khi Mạc Phàm bộc lộ toàn bộ thực lực, xưng hô của cô từ Đại Lưu Manh thành Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén nở rộ mà ra. Ông cảm thấy phàm nhân Hoa Hạ chúng tôi chỉ có giá trị 100 vạn sao. U Hồn ngây ngốc, lập tức cười ôn hòa. Người Hoa Hạ thích cò kè mặc cả, ông ta ở Hoa Hạ lâu như vậy đã sớm quen rồi. Nếu Mạc Đại Sư cảm thấy quá thấp, 1.000 vạn một người được rồi chứ,
chỉ cần đạt được hữu nghị của Mạc Đại Sư thì không thành vấn đề. Bọn họ bắt tổng cộng 337 cô gái Hoa Hạ, đã chết 219 người, cũng chỉ hơn 20 triệu, chút tiền đó chỉ là con số trước mặt thần điện bọn họ. Một tín đồ của bọn họ quyên tặng, không chỉ nhiều như thế. Ông giết người Hoa Hạ tôi, một người 1.000 vạn, vậy tôi giết một người của thần điện, có phải có thể dùng tiền giải quyết đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp, Mạc Đại Sư có ý gì? U hồn nghi ngờ hỏi, trong đáy mắt hiện lên giận dữ. Ông cảm thấy người Hoa Hạ chúng tôi như trâu bò, ở trong mắt tôi, sao ông không phải là heo chó cũng muốn giao dịch đàm phán với tôi, ông cảm thấy ông có tư cách sao, muốn giao dịch với tôi, đầu tiên ông phải có bản lĩnh khiến tôi e sợ, nhưng rõ ràng là ông không có, ông vẫn nên đi chết tốt hơn. Mạc Phàm lạnh lùng nói, tiền chỉ là con số trong mắt u hồn, sao lại không phải trong mắt hắn. Sắc mặt u hồn khó coi, giống như bị tát mạnh mấy cái. Hai mắt lập tức phun lửa. Nếu Mạc Đại Sư kiêu ngạo như thế, vậy tôi sẽ cá chết lưới rách với cậu, giết những người đó cho tôi. U hồn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho vong linh Titan và ác linh vương. Rầm rầm, tiếng bước chân nặng nề vang lên, vong linh Titan và ác linh vương đạp đất đi về phía hiên viên thai, gió xoáy lạnh lẽo xuất hiện. Cũng vì Mạc Phàm phóng thích toàn bộ thực lực mà bầu không khí giáo đường vô cùng áp lực, theo cử động của hai người. Lập tức lắc lư dữ dội, tựa như muốn phá vỡ. Ông ta cũng không nhàn rỗi, chú ngữ dài dòng cổ xưa truyền từ miệng ông ta ra. Hắc khí nồng đậm không ngừng bay vào trong cơ thể ông ta, trong chớp mắt bao trùm cả quảng trường, trong hắc vụ một đám như quỷ hồn chui ra, lại biến mất vào trong hắc vụ. Gió âm nổi lên bốn phía, âm thanh cười khóc khiến người ta sởn gai ốc vang lên, rõ ràng là giáo đường, lại như rơi vào quỷ vực tối tăm. Đây là vong linh chi vụ của u hồn, cẩn thận, ông ta muốn liều mạng. Sắc mặt hiên viên thai khó coi, vội vàng nhắc nhở. Ha ha, cẩn thận có tác dụng sao? Khóe miệng u hồn hơi nhếch lên, cười đắc ý nói. Chỉ cần bị vong linh hồn trong vong linh chi vụ nhập thể, cho dù là cao thủ tiên thiên sẽ trở thành vong linh bị ông ta khống chế. Không phải Mạc Phàm không chịu hòa giải với ông ta sao, vậy thì tất cả mọi người sẽ không có trái cây ngon để ăn. Ông cảm thấy chút kỹ xảo đó có tác dụng sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng hỏi. Hắn giẫm mạnh chân xuống, rầm một tiếng, gác chuông lập tức sập xuống, thân thể hắn như mũi tên bắn nhanh về phía vong linh Titan và ác linh vương. Rầm, tiếng kim khí va vào nhau vang lên. Hai tay Mạc Phàm mỗi tay nắm lấy cổ vong linh Titan và ác linh vương, bóng dáng của hắn nhỏ hơn hai người như núi nhiều. Nhưng hai thân thể tiến lên dừng lại, bị Mạc Phàm dùng tay ngăn cản. Chỉ là, nhìn thấy Mạc Phàm dùng tay không đỡ hai vong linh, u hồn khẽ nâng mí mắt, trong mắt lộ ra vui mừng ngoài ý muốn. Mạc Đại Sư, cậu xong đời rồi, cậu nghĩ vong linh quá đơn giản. Dù sao đứa bé vẫn là đứa bé, không đủ kinh nghiệm. Đám hiên viên thai cũng sửng sốt, trên mặt hiện lên âm u. Vong linh bình thường đụng vào đều không sao, nhưng tử vong chi khí trên người vong linh cao cấp như bệnh độc. Chỉ cần đụng phải cho dù là cao thủ tiên thiên cũng bị ăn mòn, trở thành hoạt tử nhân không chết không sống. Mạc Phàm mới đụng tới vong linh Titan và ác linh vương, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh trên người vong linh Titan và hàn khí trên người ác linh vương lan tràn đến cánh tay hắn. Ngọn lửa và hàn khí mới đụng vào tay hắn lập tức trắng bệch, giống cánh tay người chết. Mạc Đại Sư, không phải cậu nói không có tác dụng à, tự mình phạm vào sai lầm cấp thấp như thế, cậu như vậy khiến tôi rất khó làm. Tôi nên giết cậu tốt hơn, hay là mời cậu gia nhập thần điện chúng tôi đây? Thiên phú của cậu rất cao, nếu đạt được ban ân của thần điện chúng tôi, nhất định sẽ không kém vương tử Carter. Tôi thật sự không nỡ giết cậu, nhưng lễ rửa tội của chúng tôi vô ích với cậu, tôi lại không thể giết cậu, cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ? U hồn âm dương quái khí nói, bước chậm về phía Mạc Phàm, biểu cảm không đắc ý lắm. Thôi, cậu cũng trở thành vong linh của tôi đi. U hồn xoắn suýt một lát, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Ông ta nói xong vẽ lên không trung, một ma pháp trận phức tạp dần dần thành hình. Đây là vong linh khế ước trên một quyển sách ông ta tìm được trong đám phế tích, tuy đã rách nát không đầy đủ, chỉ có thể phát huy một phần uy lực, nhưng cường đại hơn uy lực của vong linh ma pháp hắn dùng nhiều, chỉ cần chúng khế ước này, cả đời Mạc Phàm sẽ thành vong linh của ông ta. Long Nhược Tuyết nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm,
nhanh chém cánh tay bị nắm lấy đi. Long Nhược Tuyết chớp mắt, vội vàng nói. Chỉ cần chém nơi bị tử vong chi khí lây nhiễm, có thể tránh thành vong linh. Tuy mất đi hai tay, nhưng tốt hơn trở thành vong linh. Vong linh. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Tất cả người thần điện thành vong linh, tôi sẽ không. Một câu, toàn bộ hít thở không thông. Tất cả người của thần điện thành vong linh, hắn sẽ không. Rõ ràng chỉ có mấy chữ, lại như thần lôi giáng trần, nổ tung trong lòng mọi người đều khiếp sợ không nói nên lời. Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, sao hắn không biết tử vong chi khí trên người vong linh, thứ này tương tự với thi độc trên người cương thi và quỷ khí trên người lệ quỷ. Nếu hắn dám động vào, thì không sợ những tử vong chi khí này. Trong mắt hắn chớp lóe dị sắc, vong linh chi khí lan tràn trên tay hắn lập tức ngưng tụ lại, hình thành bên ngoài là ma pháp trận màu đen, bên trong là ngũ giác tinh mang. Ma pháp trận này chớp lóe liền biến mất không thấy, tay Mạc Phàm khôi phục như thường, vẫn óng ánh trong suốt như trước, nở rộ ánh sáng ngũ sắc, căn bản không bị tử vong chi khí ăn mòn. Khi ma pháp trận xuất hiện, đã đến vị trí mi tâm vong linh Titan và ác linh vương. Cùng lúc đó, sắc mặt u hồn thay đổi, chỗ mi tâm ông ta, một ma pháp trận tương tự nhưng đơn giản hơn nhiều chớp lóe, tựa như đèn báo hiệu có thể tắt bất cứ lúc nào. Vong linh ma pháp, mắt u hồn mở to, vô cùng khiếp sợ, tựa như người bình thường nhìn thấy quỷ. Rõ ràng Mạc Phàm bị tử vong chi khí ăn mòn, vốn nên chờ chết mới đúng, vậy mà cướp quyền khống chế của ông ta với vong linh Titan và ác linh vương, ngoại trừ vong linh ma pháp ra thì không còn cái khác. Không chỉ như vậy, vong linh của Mạc Phàm nghe theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé, Mạc Phàm có thể cướp vong linh của ông ta, chắc chắn sử dụng vong linh ma pháp cao cấp hơn ông ta. Vậy mà cậu biết vong linh ma pháp? U hồn khó mà tin nói. Ma pháp thất truyền vô cùng nghiêm trọng, nhất là vong linh ma pháp được xưng là cấm thuật, ít lại càng ít hơn, một người hoa hạ như Mạc Phàm lại có được vong linh ma pháp cấp cao. Pháp thuật trình độ này của ông, cũng dám xưng là vong linh ma pháp. Mạc Phàm liếc mắt nhìn U Hồn một cái, khinh thường nói. Vong linh ma pháp của U Hồn không chế vong linh thật sự quá yếu, vậy mà không biết xấu hổ tự xưng là vong linh ma pháp. Nếu những vong linh pháp sư ở ma giới nghe thấy, chắc chắn dùng ý niệm hình thần phá tán U Hồn. Ma pháp trận ở mi tâm U Hồn lóe lên đến chỗ mi tâm vong linh Titan và ác linh vương, hai người đó lập tức phát ra tiếng khóc giống gào thét, vùng vẫy trong tay Mạc Phàm, muốn thoát khỏi tay hắn. Mơ tưởng. Mạc Phàm lắc đầu cười. Tay hắn không lớn, nhưng lực lượng như kìm thép, mặc cho vong linh Titan và ác linh vương vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát. Tôi sẽ cho ông thấy vong linh ma pháp chân chính, trần quy trần, thổ quy thổ, các người quay về cho tôi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, nhẹ giọng quát. Giọng nói như sấm, ngọn lửa màu đỏ giống như đóa hoa nở rộ sâu trong đồng tử hắn, ngọn lửa như hình trụ bay từ trong mắt hắn ra. Bắn vào mi tâm vong linh Titan và ác linh vương. A, à, tiếng kêu thê lương truyền từ miệng hai người ra. U hồn hét lên một tiếng, lùi lại liên tục mấy bước, chỗ mi tâm đỏ bừng, ma pháp trận khống chế vong linh Titan và ác linh vương biến mất, bị ấn ký ngọn lửa thay thế. Sắc mặt u hồn trắng bệch, hai mắt tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, vong linh Titan và ác linh vương là một trong những chỗ dựa lớn nhất của ông ta, lại bị Mạc Phàm cướp đi dễ dàng. Vong linh Titan thì dễ nói, chỉ là ông ta tiện tay chuyển hóa Titan. Nhưng ác linh vương là ông ta dùng máu hơn 1000 sử nữ, trên vạn tinh hồn võ giả và rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, lúc này mới triệu hồi tới được. Chỉ riêng thu thập những nguyên liệu này, ông ta đã dùng mất 10 năm. Hiện giờ có lẽ ác linh vương hơi yếu một chút, nhưng qua một thời gian nữa, ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của ác linh vương. Vong linh cường đại như thế, ông ta mới triệu hồi ra. Còn chưa sử dụng được gì, vậy mà bị Mạc Phàm lấy đi dễ dàng, đơn giản tựa như mượn gió bẻ măng. Trái tim ông ta như bị người ta đâm một nhát, máu tươi liên tục chảy ra. Ma pháp trận ở chỗ mi tâm u hồn vừa biến mất, vong linh Titan và ác linh vương lập tức thành thật, ngọn lửa màu cam như nham thạch nóng chảy trong núi lửa, chảy ra từ trong mắt vong linh Titan và ác linh vương, trong phút chốc bao trùm hai người. Âm thanh thiêu đốt đùng đùng vang lên trong cơ thể bọn họ. Thân thể to lớn của bọn họ nhanh chóng thu nhỏ lại. Vù vù, chưa tới một phút đồng hồ, nham thạch nóng chảy nhập vào cơ thể hai người. Hai người từ hơn 2 thước thành hơn 1.9 m, trên người ác linh vương bao trùm bởi ngọn lửa màu cam,
vẫn có áo giáp màu xanh đen, cự kiếm hàn băng. Trên người vong linh Titan có thêm khôi giáp màu đỏ sậm như lưu ly, trong tay có thêm hai thanh chùy ngọn lửa. Ngoại trừ hình thái thay đổi, khí tức của hai người cũng thay đổi rất nhiều. Lúc trước hai người âm u lạnh lẽo như cửu u hàn băng, hiện giờ như viêm ma địa ngục, xung quanh hai người hừng hực lửa cháy mạnh, thân thể nhỏ một chút, nhưng khí thế vô cùng bức người. Lúc này Mạc Phàm mới buông hai tay ra, ngọn lửa trong mắt thu nhỏ lại. Vong linh Titan và ác linh vương quỳ một gối xuống, hai chữ truyền từ miệng bọn họ ra. Chủ nhân, u hồn vô cùng khiếp sợ nhìn tân vong linh Titan và ác linh vương, mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ trong phút chốc, cả người giống như ngâm vào trong nước, toàn thân ướt đẫm. Ông ta chưa từng thấy phương pháp Mạc Phàm sử dụng ở trong sách cổ, nhưng vong linh Titan và ác linh vương cường đại rất nhiều, không thể nghi ngờ Mạc Phàm sử dụng vong linh ma pháp cấp cao hơn ông ta nhiều. Ý niệm của Mạc Phàm khẽ động, vong linh Titan và ác linh vương đứng dậy, thân thể to lớn di chuyển, con ngươi lóe sáng ngọn lửa màu cam nhìn về phía u hồn. Ông còn di ngôn gì muốn nói? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, thản nhiên hỏi. Mạc đại sư, quả thật cậu rất lợi hại, nhưng cậu muốn giết tôi, không đơn giản như vậy đâu. U hồn nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ nói. Ánh mắt hung ác ước gì có thể băm Mạc Phàm ra vạn đoạn, sau đó dùng để nuôi ác linh vương. Ông ta nói xong phun ra một âm phù, hắc phụ tản từ quanh ông ta ra, thân thể ông ta lập tức biến thành một quỷ ảnh. Ông ta chiếm được năng lực quỷ thân trong thần điện ban ân, thân thể có thể hóa hư vô, rất ít vật lý và pháp thuật tấn công thương tổn được ông ta. Có lẽ nhiệm vụ hôm nay sẽ thất bại, Mạc Phàm đợi thần điện bọn họ trả thù đi. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng còn kém xa vương tử Carter của bọn họ. U hồn vừa xuất hiện loại hình thái này, đám hiên viên thai nhướng mày. Hai vị trưởng lão của Long Tổ bọn họ từng gặp u hồn một lần, đã bị u hồn dùng quỷ thân chạy trốn. Mạc đại sư, chúng ta còn gặp lại, lần sau gặp lại sẽ là lúc tôi lấy lại vong linh của tôi. U hồn nghiến răng cười lạnh lùng, muốn rời đi. Chỉ dựa vào hình thái này mà muốn đi, không biết muộn rồi à? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh nhạt hỏi. Cái gì? Vẻ mặt u hồn ngẩn ra, trái tim đập thình thịch. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ngọn lửa màu cam, một chữ truyền ra. Đốt, u hồn chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một ấn ký ngọn lửa xuất hiện, sắc mặt ông ta thay đổi, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói ra, ngọn lửa màu cam truyền từ mắt mũi miệng ông ta ra. Chỉ gào thét vài tiếng, thân thể ông ta bao phủ bởi ngọn lửa màu cam. Ngọn lửa màu cam thiêu đốt hừng hực, mùi khét truyền ra. U hồn vừa chết, trong giáo đường như chết lặng, ngay cả gió đều dừng lại. Chỉ có ngọn lửa thiêu đốt thoáng qua, cùng với tiếng tim đập của đám long nhược tuyết. Thình thịch, rất lâu sau, hồ ly vẫn che miệng như trước, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Đám hiên viên thai nhìn về phía Mạc Phàm, nhìn Mạc Phàm như nhìn thần linh. Trước khi u hồn gia nhập thần điện, là ma pháp sư nổi tiếng ở châu Âu, sau khi trở thành đại trưởng lão của thần điện, phương diện ma pháp lại càng tăng cao hơn, ngay cả Giang Thành cũng chưa hẳn là đối thủ của u hồn. Nếu u hồn muốn chạy trốn, Giang Thành cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta rời đi. Mạc Phàm vừa ra tay, liền thoải mái tước đoạt vong linh của u hồn, hai vong linh tương đương với trưởng lão Long Tổ, một chữ đốt liền thiêu cháy u hồn. Một chữ giết người, chuyện này đáng sợ biết bao nhiêu. Ngay cả Long Nhược Tuyết có quan hệ tốt hơn với Mạc Phàm, ánh mắt nhìn Mạc Phàm cũng xa lạ và kính sợ hơn nhiều. Cộp, hiên viên Long toàn thân đầy vết thương trực tiếp quỳ trên đất. Lúc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu rõ vì sao Giang Thành muốn đẩy Mạc Phàm lên làm Long Vương. Không phải vì Mạc Phàm có thể phá giải vạn diệt lao lung bên ngoài phủ đệ tiên nhân, không phải vì Mạc Phàm có thiên phú kinh người. Mà là Mạc Phàm không chỉ có thiên phú kinh người, thuật pháp vô song. Thực lực của cậu ta cũng không dưới Giang Thành. Kẻ mạnh không thể mạo phạm, anh ta không chỉ khiêu khích Mạc Phàm lần một lần hai. Cơ thể hiên viên thai cũng không tự chủ được run rẩy, đó là phản ứng của con chuột nhìn thấy rồng, hổ mới có, hiện giờ ông ta đứng phía sau Mạc Phàm, cũng có cảm giác như vậy. Long Vương, lúc trước con trai tôi mạo phạm cậu, nhưng mong Long Vương nể mặt Long Tổ, lưu lại cho con tôi một đường lui. Hai tay hiên viên thai ôm quyền. Cẩn thận nói, yết hầu cử động liên tục, giống như vô cùng khẩn trương. Mạc Phàm đứng đối diện u hồn bị thiêu đốt, mặt không chút thay đổi, đứng khoanh tay.
vong linh Titan và ác linh vương đứng sau lưng hắn, một người và hai vong linh hình thành thế tam giác. Không có từ chối, cũng không trả lời, bầu không khí áp lực như Thái Sơn đè đỉnh. Hiên Viên Thai vẫn duy trì tư thế lúc trước, mồ hôi chảy từ trán ông ta vào trong miệng vết thương và trong mắt, đau đớn như kim châm nhưng ông ta không dám cử động. Rất lâu sau, Mạc Phàm không quay đầu lại, giọng nói đặc xá như vượt qua mấy thế kỷ. Tự mình cút khỏi Thanh Long, tôi không muốn nhìn thấy anh ta ở Thanh Long nữa. Những lời này vừa vang lên, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lúc trước, chắc chắn Long Nhược Tuyết sẽ mắng Mạc Phàm quá kiêu ngạo. Nhưng hiện giờ cho dù Mạc Phàm muốn giết chết Hiên Viên Long, cũng có tư cách này. Phù, Hiên Viên Thai vui mừng, giống như có một thanh đao chặt đầu ở trên đầu, muốn chém đầu ông ta và con ông ta, bỗng nhiên có người ra roi thúc ngựa đến nói một câu khoan hãy chém đầu. Cảm ơn Long Vương khoan hồng độ lượng. Hiên Viên Thai vội vàng lạy tạ, lúc này mới lau mồ hôi. Nhất niệm thân tử, nhất niệm hoạt mệnh, ông ta xem như cảm nhận được rồi. Ở đây còn một số cô gái bị người của thần điện bắt giữ, mọi người đi xử lý đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ở trong mắt hắn, giết cha con Hiên Viên Thai và không giết chỉ là chuyện một ý niệm của hắn. Hai người còn chưa mạo phạm đến điểm mấu chốt của hắn, giữ bọn họ lại còn có thể chấp hành nhiệm vụ giúp Long Tổ. Hơn nữa lúc trước Hiên Viên Thai không nghe u hồn châm ngòi, ra tay với Thanh Long, bản tính coi như không tệ. Dạ, Long Vương. Ở đây giao cho chúng tôi là được rồi. Hiên Viên Thai cung kính nói, đối xử với Giang Thành cũng không khách sáo như thế. Còn cả trận pháp hàng lâm ở nơi này nữa, các ông nhìn mà làm đi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Vị trí của giáo đường này có chỗ thông tới tế đàn ma giới, thần điện mới có thể cử hành nghi thức hàng lâm ở đây. Xử lý chuyện như vậy, Hiên Viên Thai sẽ có kinh nghiệm hơn hắn, vẫn nên giao cho bọn họ tốt hơn. Long Vương yên tâm. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, Hiên Viên Thai và đám Long Nhược Tuyết tiến vào trong điện chủ của giáo đường. Đợi những người này tiến vào giáo đường, Mạc Phàm không lưu tâm nhìn thoáng qua phía xa, nhíu mày. Ý niệm của hắn vừa động, ánh sáng ngũ sắc trên người hắn thu lại, thần thức và linh khí cũng như nước biển rút đi quay về cơ thể hắn. Làm xong những chuyện này, thân thể hắn chớp lóe, biến mất không thấy nữa, vong linh Titan và ác linh vương cũng biến mất theo. Cách giáo đường không xa, trong biệt thự phong cách châu Âu ở lưng chừng núi, một người đàn ông trung niên đeo kính mặc tây trang đứng trước cửa sổ, trong con ngươi lóe sáng lam quang. Cho dù cách hơn 2.000 mét, ông ta vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong giáo đường, thậm chí Long Nhược Tuyết mặc áo lót màu gì ông ta cũng nhìn thấy được. Đây là năng lực thiên nhãn ông ta đạt được bởi thần điện ban ân, không chỉ nhìn được khoảng cách mà người khác không nhìn tới, còn có một phần năng lực thấu thị. Bởi vì ông ta có năng lực đặc biệt, cho nên ông ta trở thành nhân viên tình báo của thần điện. Nhiệm vụ lần này của ông ta là chú ý mọi chuyện trong giáo đường, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ít nhất thần điện bọn họ còn biết là ai làm. Nhìn thấy Mạc Phàm biến mất, ông ta nhíu mày, lộ ra vẻ thận trọng. Một lát sau, ông ta kéo mảnh cửa sổ lại, đi về phía chiếc xe Rolls-Royce Phantom đỗ trong sân. Ông ta vừa mở cửa xe, còn chưa kịp lên xe. Một cơn gió thổi tới, giọng nói lạnh như băng vang lên trước xe. Còn muốn chạy, đâu dễ như vậy. Trước xe, không biết Mạc Phàm đã đứng đó từ lúc nào. Nếu người này dùng công cụ gì đó để quan sát như ống nhòm, chắc chắn hắn không thể phát hiện ra, nhưng người này dùng đồng tử thuật xuyên qua thần thức của hắn kiểm tra mọi chuyện trong giáo đường, còn muốn rời đi, đâu đơn giản như thế. Người đàn ông nhìn thấy Mạc Phàm, đồng tử co rụt lại khó mà phát hiện. Liền khôi phục như thường, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Mạc Phàm còn ở giáo đường, ông ta chỉ đi từ trên lầu xuống, Mạc Phàm đã tìm đến. Người có thể giết chết ba đại trưởng lão của thần điện, đúng là không tầm thường. Vị tiên sinh này, tôi không biết cậu đang nói gì, hiện giờ tôi có chuyện phải ra ngoài, nơi này là biệt thự của tôi, mời cậu rời đi. Người đàn ông dùng tiếng Hoa Hạ ra lệnh. Mạc Phàm nhìn lướt qua, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần ông là người của thần điện được rồi. Vị tiên sinh này, tôi chỉ là thương nhân, tôi thật sự không biết cậu nói gì, vợ và con trai tôi xảy ra tai nạn xe cộ, hiện giờ đang ở bệnh viện, tôi phải lập tức qua đó, mời cậu tránh ra. Vẻ mặt người đàn ông lo lắng, mồ hôi đã chảy ra.
Chút mánh khóe đó không cần diễn trước mặt tôi tốt hơn, nếu như tôi muốn giết ông không nói được nhiều như vậy đâu, cũng căn bản không cần chạy đến đây. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giọng điệu như băng sơn. Có thể diễn trò trước mặt y tiên bất tử sống hơn 500 năm là hắn được sao? Cái gì? Vẻ mặt người đàn ông sửng sốt, trên mặt tràn đầy khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Mạc Phàm có thể giết ba đại trưởng lão, giết ông ta dễ như bóp chết một con kiến. Mạc đại sư, tôi thừa nhận tôi là người của thần điện, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Mạc Phàm không trả lời, đi đến bên cạnh người đàn ông, ấn ký chữ phong lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Không đợi người đàn ông này phản ứng kịp, tay này của hắn vỗ mạnh lên đỉnh đầu người đàn ông kia, chữ phong chớp lóe chui vào đầu người đàn ông. Mắt người đàn ông mở to, trong mắt như sắp xuất ra, thân thể giật giật dữ dội một lát mới dừng lại. Hai chữ phong chớp lóe trong mi tâm và mắt ông ta, biến mất không thấy. Cậu đã làm gì tôi? Người đàn ông quát. Mạc Phàm vừa vỗ ông ta một phen, ông ta như có cảm giác trùng tử bò vào trong đầu ông ta, vô cùng thống khổ. Nói với Carter, tôi là Long Vương. Mạc Phàm thản nhiên nói, bóng dáng chớp lóe, vào trong biệt thự. Vẻ mặt người đàn ông chấn động, mãi mới lấy lại tinh thần. Tôi là Long Vương. Đây là tuyên chiến sao? Lưu Phỉ Phỉ gọi điện. Ngày hôm sau, vùng biển quốc tế gần sát Đông Hải, trong phòng khách trên một du thuyền xa hoa nhất. Người đàn ông kia nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt, không dám ngẩng đầu lên. Giữa phòng khách, giường rồng do hoàng kim tạo ra, Carter mặc áo ngủ màu vàng vén mảnh che trên giường đi ra. Xuyên qua màn che gần như trong suốt, lờ mờ có thể thấy được bốn mỹ nữ trần truồng nằm trên giường. Nằm lộn xộn tứ tung. Bốn mỹ nữ này từ 20 tuổi đến 30 tuổi, màu da cũng không giống nhau. Một cô gái Tây, một mỹ nữ hỗn huyết còn có hai người là người da vàng, trên sàn nhà có hai bộ kimono, hẳn là người Nhật Bản. Tuy bốn mỹ nữ màu da và tuổi không tương đồng, nhưng bất luận là người nào đều là người mẫu dáng người và tướng mạo đứng đầu quốc tế. Hiện giờ đã là buổi chiều, bốn vị mỹ nữ trần truồng vẫn đang ngủ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn chưa lui đỏ bừng, không biết tối qua điên cuồng như thế nào. Carter nhíu mày nhìn người đàn ông ở cửa, không chút hoang mang chậm rãi đến quầy bar trong phòng khách, cầm lấy một lọ Louis 13 hơn 60 vạn, đến chỗ ly dài bên cạnh cửa sổ, uống ly rượu này mới mở miệng. Vào đi! Những lời này vừa vang lên, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trước người đàn ông. Người đàn ông nhìn thấy vòng xoáy này, huyết sắc còn sót lại trên mặt biến mất không còn. Nhưng ông ta không dám làm trái ý Carter, vẫn nhanh chóng đi vào. Trong vòng xoáy màu đen là một không gian kích cỡ căn phòng, hắc khí lượn lờ bốn phía, ngoại trừ ông ta và Carter ra thì không còn ai khác. Người đàn ông nhìn xung quanh vài lần, vội vàng cúi đầu. Đám u hồn thất bại rồi sao? Carter uống rượu hỏi. Đúng vậy. Người đàn ông gật đầu. Ai làm? Long Vương. Long Vương. Carter nâng ly đến bên miệng dừng lại, nhướng mày. Long Vương của Long Tổ, lợi hại như vậy sao? Long Vương cùng lắm chỉ có thực lực tiên thiên hậu kỳ, nhưng thực lực của đám u hồn tương đương với tiên thiên đỉnh phong của Hoa Hạ, cùng một cấp bậc với trưởng lão Long Tổ. Người như vậy, sao có thể bị Long Vương giết? Tôi cũng không biết. Người đàn ông cố gắng suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Rõ ràng ông ta nhớ rất nhiều chuyện, nhưng lúc cẩn thận suy nghĩ. Ngoại trừ biết đối phương là Long Vương gia, ông ta không thể nhớ những chuyện khác. Carter nhíu mày, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, nhìn chằm chằm người đàn ông. Không phải ông luôn giám sát mọi chuyện trong giáo đường sao, vậy mà không biết. Người đàn ông này luôn làm việc cho anh ta, chưa từng xảy ra vấn đề như thế. Tôi, người đàn ông vội vàng lùi về sau, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chẳng trách ông không nhớ rõ chuyện gì. Carter nhìn người đàn ông này một lát, hiểu ra mọi chuyện. Anh ta đến bên cạnh người đàn ông, trong miệng thốt ra mấy âm phù tiếng Anh, kim quang thánh khiết nở rộ trong tay anh ta vỗ mạnh vào trán người đàn ông. Ba chữ phong lập tức xuất hiện ở mi tâm và trong hai mắt người đàn ông, vẻ mặt người đàn ông thay đổi, giống như tượng gỗ, mấy chữ truyền từ miệng ông ta ra. Tôi là Long Vương. Carter khẽ nâng mí mắt, bàn tay thon dài vội vàng rời đi. Khóe miệng cong lên tươi cười anh Tuấn. Thú vị. Anh ta đầy hứng thú nói. Người bình thường biết mình giết người của thần điện,
che giấu còn không kịp, sợ bị người của thần điện trả thù. Long Vương Long Tổ giết người thần điện anh ta, vậy mà dám tự giới thiệu, đã lâu rồi anh ta không gặp người Hoa Hạ can đảm như thế. Hắn thu kim quang trên tay lại, ngón tay bắn ra, một đạo kim quang bay vào mi tâm người đàn ông. Vương tử điện hạ, Long Vương kia. Tôi đã biết, ông có thể đi rồi. Carter lắc ly rượu vang, thản nhiên nói. Người đàn ông liếc mắt nhìn xung quanh, cung kính hỏi. Vương tử điện hạ, cửa ở đâu vậy? Cửa, không phải ở dưới chân sao? Carter cười mỉa nói. Anh ta vừa nói xong, một cửa động càng lúc càng lớn xuất hiện dưới chân người đàn ông. Thông qua cửa động, có thể nhìn thấy nước biển phía dưới, một đám cá mập đang cắn xé cá voi xanh, mặt biển xung quanh đã biến thành màu đỏ. Vương tử điện hạ tha mạng. Mắt người đàn ông mở to, vội vàng quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Trên người ông bị người kia gieo ấn ký Hoa Hạ, nếu ông không rời đi như thế, hành tung của tôi sẽ bị cậu ta phát hiện, ông nói xem tôi nên làm gì bây giờ. Carter nhìn rượu đỏ như máu trong ly, bộ dạng như rất khó xử. Vẻ mặt người đàn ông ngẩn ra, không ngừng nuốt nước bọt, mãi mà không nhảy xuống. Năng lực chính của ông ta là thiên nhãn, thân thể không mạnh bao nhiều cá mập như thế chắc chắn ông ta chỉ còn đường chết. Tín ngưỡng của ông nhìn rất không thuần khiết, để những nước biển này tẩy trừ giúp ông đi. Carter thấy người đàn ông không di chuyển, lộ ra một chút giận dữ, tay khẽ cử động. Một đạo hắc khí bay ra như đạn, không đợi người đàn ông phản ứng kịp, trên vai người đàn ông có thêm lỗ máu, máu tươi giàn giụa. Đi xuống đi, Carter lạnh lùng nói. Một đám người ra tay với Long Tổ, không chỉ không tóm được người Long Tổ, ba đại trưởng lão cũng bị giết chết. Ngay cả nhân viên tình báo ông ta phái đi, cũng bị một Long Vương vô danh hạ chú ấn. Nếu u hồn này đã chết, người này cũng đi chết đi. Trên người người đàn ông này có vết thương khiến cá mập cảm thấy vô cùng hứng thú. Anh ta vừa nói xong không khí màu đen biến mất, chỉ để lại người đàn ông đứng trên bầu trời cao hơn 10 thước. Vẻ mặt người đàn ông tuyệt vọng, thân thể rơi thẳng xuống biển. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên trên biển, rất nhanh bị tiếng sóng biển bao phủ. Trong ngôi biệt thự đó, hai mắt Mạc Phàm bắn ra hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một trận pháp vô cùng phức tạp, trôi nổi trên đỉnh đầu vong linh Titan và ác linh vương. Trận pháp không ngừng xoay tròn, mỗi khi xoay tròn một vòng, sẽ có một đạo ngọn lửa bay vào trong vong linh Titan và ác linh vương. Hồng liên nghiệp hỏa vừa trở thành vong linh hỏa ở ma giới, cho nên lúc này hắn mới không rời đi, ở lại biệt thự này tiếp tục cải tạo hai vong linh này. So với tối qua, hai người này khác rất nhiều. Nếu hiện giờ bọn họ thay tây trang, trừ phi là cao thủ tiên thiên đỉnh phong, nếu không tuyệt đối không có biện pháp phát hiện hai bọn họ là vong linh. Đúng lúc này, hắn nhíu mày, ý niệm vừa động, hồng liên nghiệp hỏa trong mắt biến mất, trận pháp biến mất vào trong cơ thể hai người. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía biển sâu chỗ người đàn ông bị cá mập ăn thịt, khẽ nâng mí mắt. Carter này đúng là đủ giảo hoạt. Hắn gieo ấn ký lên người đàn ông kia, chỉ cần Carter dám phá giải, ấn ký sẽ rời sang người Carter, hắn có thể biết vị trí của anh ta. Ai biết, vậy mà để Carter tránh thoát. Hắn cũng không sốt ruột, chỉ cần Carter xuất hiện ở Hoa Hạ, sớm muộn gì cũng gặp được. Không cần thiết phải ở đây nữa. Hắn tạo pháp ấn, hai trận pháp xuất hiện dưới chân hai vong linh. Hai trận pháp này như một đóa ma hoa, trên trận pháp chớp lúc hắc quang, hai vong linh và hắc quang cùng biến mất. Mạc Phàm muốn rời đi, di động vang lên. Hắn nhận điện thoại, tiếng cười thanh thúy như chim hoàng anh của Lưu Phỉ Phỉ vang lên. Mạc đại soái ca, tối qua anh không về ký túc xá, nhanh báo cáo chi tiết, tối hôm qua đã làm gì? Từ tối qua đến hôm nay, cô đến phòng ngủ 5-6 lần, Mạc Phàm cũng không có ở đây, lúc này cô mới gọi điện thoại cho Mạc Phàm. Chấp hành nhiệm vụ. Mạc Phàm không giấu giếm với Lưu Phỉ Phỉ, nói. Nếu đổi thành những người khác nói chuyện với hắn như thế, người kia đã không thể nói chuyện nữa. Chỗ tôi còn có nhiệm vụ, Mạc đại soái ca có nhận không? Trong phòng ngủ Lưu Phỉ Phỉ dựa vào khung cửa, trêu ghẹo nói. Lưu đại mỹ nữ, có nhiệm vụ gì? Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười hỏi. Bạn trai của một bạn cùng phòng tôi dẫn chúng tôi tham gia một tiệc rượu, nghe nói có rất nhiều người đại diện, tìm kiếm ngôi sao và lão tổng công ty giải trí, còn có rất nhiều mỹ nữ đó. Mạc đại soái ca có muốn đi cùng không, nói không chừng có thể tìm được người tình trong mộng của anh.
Lưu Phỉ Phỉ làm như nói đùa. Đây là lần đầu tiên cô tham gia loại tụ tập này, cho nên muốn tìm Mạc Phàm đi cùng, an toàn hơn chút. Mạc Phàm nhíu mày, hắn từng gặp ba cô gái trong phòng ngủ Lưu Phỉ Phỉ rồi, bởi vì Lưu Phỉ Phỉ quá chói mắt, ba người này không quá tốt với Lưu Phỉ Phỉ. Loại tiệc rượu có khả năng đạt được cơ hội, cơ bản không mang theo Lưu Phỉ Phỉ. Trái lại Lưu Phỉ Phỉ, có cơ hội đều dẫn bọn họ cùng tham gia. Trong đó có một cô gái tên Tần San San được Lưu Phỉ Phỉ dẫn theo, chiếm được vai trong phim điện ảnh, mới chính thức đi lên con đường diễn viên. Nhưng quan hệ giữa bọn họ luôn không được tốt. Vậy mà lần này bạn cùng phòng của Lưu Phỉ Phỉ chủ động mời Lưu Phỉ Phỉ. Chuyện này rất kỳ lạ. Bạn trai bạn cùng phòng cô tên là gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Tôi cũng không biết, để tôi hỏi một chút. Lưu Phỉ Phỉ không nghĩ nhiều, nói. Mạc Phàm đáp. San San, bạn trai cô tên là gì thế? Lưu Phỉ Phỉ nói vào trong phòng ngủ. Bạn trai tôi tên là Phạm Nhất Trần, Phỉ Phỉ, rốt cuộc cậu có đi hay không? Trong điện thoại truyền đến giọng một cô gái khác không hài lòng lắm. Giọng nói không lớn, nhưng Mạc Phàm lại nghe thấy được. Phạm Nhất Trần. Mạc Phàm hơi híp mắt, sắc bén hiện lên. Sao hắn không biết cái tên này được, quân sư bên cạnh Lâm Khuynh Thiên, khi ở Hoàng gia hắn từng dùng cái tên này. Phạm Nhất Trần thành bạn trai bạn cùng phòng Lưu Phỉ Phỉ, Mạc Phàm cười lạnh lùng. Cuối cùng cũng gặp Lâm Khuynh Thiên rồi. Hắn còn chưa kịp đi tìm Lâm Khuynh Thiên, trái lại Lâm Khuynh Thiên tự mình tìm tới. Tên là Phạm Nhất Trần. Lưu Phỉ Phỉ không quan tâm giọng điệu của bạn cùng phòng, nói với Mạc Phàm. Tôi đã biết, mấy giờ bắt đầu, ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Nếu là Lâm Khuynh Thiên ra tay, hơn phân nửa là hướng về phía hắn. Sao hắn có thể không đi? 8 giờ tối, ở Lan Quý Phi. Được, đến lúc đó gặp. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi tắt điện thoại, ánh mắt phát lạnh. Với thực lực hiện giờ của hắn, tuy Lâm Khuynh Thiên là đại thiếu Lâm gia, nhưng không khác gì một con kiến. Nếu Lâm Khuynh Thiên không đến trêu chọc hắn, có khả năng hắn không có hứng thú ra tay với Lâm Khuynh Thiên. Phải biết rằng Long Hành và Thiên Ẩn cùng biển, có thể để ý một con kiến không tạo thành uy hiếp gì sao? Nhưng Lâm Khuynh Thiên dám trêu chọc hắn, hắn không ngại diệt cả nhà Lâm Khuynh Thiên. Nếu Lâm Thiên Nam dám ra mặt thay Lâm Khuynh Thiên, hắn sẽ giết Lâm Thiên Nam. Một lát sau, sắc bén trong mắt hắn thu lại, rời khỏi biệt thự. Đến gặp Lâm Khuynh Thiên một lần đi. Lan Quý Phi, là khu đất phồn hoa nhất ở phía đông tỉnh Giang Nam, là nơi chuyên tổ chức tiệc rượu cao cấp. Tổ chức tiệc rượu ở đây một lần. Không có mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn thì đừng nghĩ làm được. Không chỉ có hội nhân vật cấp cao giao lưu, hội danh viện, hội tiệc sinh nhật, tiệc cưới đều tổ chức ở đây, rất nhiều công ty thông báo, mở cuộc họp thường niên đều tranh cướp tổ chức ở đây. Người thường lui tới trong này, đều là nhân vật nổi tiếng tỉnh Giang Nam. Ông chủ nơi này cũng không phải người bình thường, không chỉ có gia thế bối cảnh, nghe nói còn có tiếng tăm trong giới giải trí. Mạc Phàm mới ra khỏi một chiếc xe taxi, Lưu Phỉ Phỉ liền đi tới. Hôm nay Lưu Phỉ Phỉ mặc bộ lễ phục màu trắng, chân đi giày cao gót 6cm, lộ ra bả vai tuyết trắng. Mái tóc dài màu đen như thác nước được vén sang một bên, lộ ra gương mặt trắng nõn và tuyệt mỹ, tai đeo khuyên tai đá, lóe sáng dưới ánh đèn. Bình thường cô quen mặc trang phục thể thao và đồ thoải mái, bỗng nhiên thay đổi cách ăn mặc, không chỉ biểu lộ dáng người hoàn mỹ của cô. Đứng trong đám người lại càng khiến cô như thiên nga trắng, duyên dáng yêu kiều, đặc biệt chói mắt. Cho dù đứng trong đống minh tinh, ánh mắt sẽ nhìn về phía cô đầu tiên. Có không ít phóng viên, chó săn cầm lấy camera, chụp Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ chủ động vòng qua cánh tay Mạc Phàm, cười khẽ. Chúng ta vào thôi, bạn cùng phòng tôi ở bên kia. Mạc Phàm cười gượng, hắn không từ chối, kéo tay Lưu Phỉ Phỉ đi về phía bạn cùng phòng cô. Hắn từng gặp bạn cùng phòng Lưu Phỉ Phỉ rồi, một người tên là Tần San San, một người tên Âu Dương Tuyết, người cuối cùng tên là Tề Vũ. Có thể vào được khoa điện ảnh và truyền hình ngoại trừ đa tài ra, cơ bản đều là mỹ nữ, ba người này mặc lễ phục hoa lệ, trang điểm đậm, vẻ mặt âm u hơn Lưu Phỉ Phỉ nhiều, nhưng đều là mỹ nữ. Bên cạnh Tần San San dáng người tương đối đầy đặn, còn có một nam sinh. Tuổi không khác Mạc Phàm mấy, dáng người cao gầy, cái mũi cao thẳng. Bộ dạng vô cùng lịch sự, coi như là anh Tuấn, khóe miệng luôn nhếch lên cười mà như không cười,
làm cho người ta có cảm giác rất không thoải mái. Khi người thanh niên này nhìn thấy Mạc Phàm, trong đáy mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Đây là bạn cậu sao? Tần San San nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ vòng cánh tay Mạc Phàm, trong đôi mắt hiện lên khinh bỉ và mừng thầm. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ cũng có biểu cảm không khác mấy. Bọn họ cho rằng Lưu Phỉ Phỉ sẽ nam sinh là đại thiếu nhà giàu nào đó, kết quả chỉ là con ruồi. Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái, ngay cả tây trang cũng không mặc, tổng cộng chưa tới 500 tệ. Chuyện này thì không nói, hiện giờ có rất nhiều con nhà giàu bận rộn nhiều việc, ví dụ như phú hào giá trị con người trên 100 triệu đô la ở Mỹ Quốc, bình thường chỉ mặc cùng một loại tê, sớt. Nhưng Mạc Phàm còn gọi xe taxi tới đây, xưng anh ta là ruồi là nể mặt anh ta rồi. Một người như thế, vậy mà để bọn họ đợi lâu đến vậy. Nhưng bọn họ vui vẻ vì Lưu Phỉ Phỉ ở cạnh tên này, tiếp xúc với loại người như thế, chỉ càng hạ thấp giá trị của Lưu Phỉ Phỉ, đối với bọn họ chỉ có lợi không có hại. Tốt nhất là Lưu Phỉ Phỉ bị Mạc Phàm phá thân, cho dù có đại lão điện ảnh và truyền hình nhìn trúng mặt Lưu Phỉ Phỉ, cũng sẽ giảm bớt hứng thú với cô ta, bọn họ mới có cơ hội dẫm Lưu Phỉ Phỉ dưới chân. Đúng vậy, anh ấy là Mạc Phàm, bạn học trung học của tôi. Lưu Phỉ Phỉ cười giới thiệu, căn bản không để ý ánh mắt những người khác. Đây là bạn cùng phòng tôi. Đám Tần San San chào hỏi Mạc Phàm, căn bản không nhìn thẳng hắn. Trái lại người thanh niên bên cạnh Tần San San, nhiệt tình vươn tay ra. Xin chào, tôi tên là Phạm Nhất Trần, bạn trai San San, rất hân hạnh được biết cậu, chúng ta đi vào thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói, không có ý bắt tay với Phạm Nhất Trần. Hửm, đám Tần San San nhíu mày, lộ ra bất mãn. Phỉ Phỉ, bạn cậu ăn mặc kiểu gì thế, như đồ vứt đi vậy. Hai tay Tần San San vòng trước ngực, vô cùng khó chịu nói. Tham gia tiệc rượu đều là nhân vật nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, còn có rất nhiều minh tinh ở đây, người bình thường tranh rách đầu cũng không vào được. Bạn trai cô ta mang hai người vào, còn chủ động bắt tay Mạc Phàm không nói cảm ơn thì thôi, ngay cả tay cũng không chịu vươn ra. Phỉ Phỉ, bạn cậu cũng quá kỳ cục rồi, tôi thấy cậu đừng dẫn anh ta vào tốt hơn, anh ta cá tính như thế, lát nữa đắc tội đạo diễn lớn, ông chủ lớn nào đó, sau này chúng ta muốn tiến vào giới giải trí cũng khó. Âu Dương Tuyết uốn tóc quăn tức giận liếc Mạc Phàm một cái, nói theo. Mạc Phàm không thích bắt tay với người khác, các cậu đừng để ý, được rồi, chúng ta vào thôi. Lưu Phỉ Phỉ lộ ra chút xấu hổ, cười nói. Không thích bắt tay, vậy nói xin lỗi bạn trai tôi được rồi, sau đó thì đi vào, nếu không tối nay cứ vậy thôi, tôi không hy vọng bạn trai dẫn một người gây chuyện vào đó. Tần San San lạnh lùng nói. Phạm Nhất Trần là bạn trai cô ta. Mạc Phàm không cho Phạm Nhất Trần mặt mũi, là không nể mặt cô ta. Nếu Mạc Phàm là con nhà giàu, chắc chắn cô ta sẽ không so đo, nhưng chỉ là con ruồi mà thôi, tất phải xin lỗi. Vậy tôi thay Mạc Phàm xin lỗi bạn trai cậu được chứ? Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, trên mặt vẫn là tươi cười đúng mực. Cô luôn muốn tham gia tiệc rượu này, nhỡ đâu được người tìm kiếm ngôi sao nào đó nhìn chúng, có thể hoàn thành giấc mộng làm diễn viên của cô rồi. Chuyện này. Tần San San nhìn về phía Phạm Nhất Trần. Không đợi Phạm Nhất Trần mở miệng, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua Phạm Nhất Trần. Kiếp trước Phạm Nhất Trần nghĩ ra không ít chủ ý thay Lâm Khuynh Thiên thu thập hắn, thậm chí hắn còn hoài nghi cái chết của bàn tử là do Phạm Nhất Trần nghĩ cách. Chỉ dựa vào hai điểm này, hắn hoàn toàn có thể giết Phạm Nhất Trần. Hắn không bắt tay với Phạm Nhất Trần, bởi vì Phạm Nhất Trần không đủ tư cách. Lâm Khuynh Thiên không có tư cách này. Phạm Nhất Trần lấy đâu ra tư cách? Cậu chắc chắn muốn tôi xin lỗi sao, Phạm Nhất Trần? Mạc Phàm gọi thẳng tên anh ta nói. Phạm Nhất Trần nhíu mày, lập tức khôi phục như thường. Anh ta cười khẽ, tự nhiên thu hồi tay vươn ra, cho vào trong túi áo. Đám Tần San San không biết Mạc Phàm là ai, sao anh ta có thể không biết? Sở dĩ anh ta dụ dỗ Tần San San, là vì muốn thông qua Lưu Phỉ Phỉ hẹn Mạc Phàm ra ngoài. Để Lâm Thiếu gặp thần y đến từ Đông Hải này một lần. Nếu không người phụ nữ thấp hèn như Tần San San, có thể khiến anh ta để ý được sao? Mạc Thiếu khách sáo rồi, mọi người tụ tập nhau đều là bạn học, chúng ta vào thôi. Anh ta không dám để một người phế bỏ Phương Tử Phong một cách dễ dàng xin lỗi, một ý niệm trong đầu Phương Tử Phong có thể khiến vô số người mở đại hội ý chí chu, sao Mạc Phàm lại không làm được?
Chỉ sợ anh ta mở miệng nói phải, kết cục của anh ta còn thảm hơn anh em Phương Gia và Dư Bân. Anh ta chưa ngu ngốc đến mức đó, đắc tội một người còn đáng sợ hơn kẻ điên. Tần San San thấy Phạm Nhất Trần không gây khó dễ cho Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng, cánh tay tuyết trắng vòng qua tay Phạm Nhất Trần đi vào trong Lan Quý Phi. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ nhìn thoáng qua Phạm Nhất Trần đi trước, lại nhìn Mạc Phàm bên cạnh Lưu Phỉ Phỉ, cười lắc đầu, đi theo. Tuy chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm kém Phạm Nhất Trần không chỉ một chút. Một người có thực lực lại nho nhã lễ độ, một người thì yếu đuối còn kiêu ngạo, đúng là không biết Mạc Phàm lấy đâu ra kiêu ngạo như thế. Chúng ta vào thôi, Mạc đại soái ca. Lưu Phỉ Phỉ giống như cô bé, lè lưỡi, áy náy nói. Mạc Phàm đáp, nhìn thoáng qua Lan Quý Phi đèn đuốc sáng trưng, một chút tinh quang lóe lên. Đi xem trong hồ lô của Lâm Khuynh Thiên có thứ gì. Bên trong Lan Quý Phi là kiến trúc châu Âu xa hoa, trang trí vô cùng tráng lệ, bích họa tinh xảo, đèn thủy tinh hoa Mỹ, thảm thủ công Italy, tỷ nữ bên trong đều mặc cung trang châu Âu, mới vừa đi vào còn tưởng là điện Buckingham ở Anh Quốc. Lúc đám Mạc Phàm đi vào, bên trong đã đầy người. Những người này đều mặc lễ phục giá trị xa xỉ, lắc lắc ly rượu chân dài, 3 đến 5 người tụ tập một chỗ trò chuyện vui vẻ. Cậu xem, có phải hai người kia là nam nữ chính trong Người Yêu Khuynh Thành, CP siêu hot gần đây hay không? Âu Dương Tuyết che miệng, chỉ một đôi tuấn nam mỹ nữ kinh ngạc nói. Tuy bọn họ là sinh viên khoa điện ảnh, nhưng chỉ là sinh viên, nhìn thấy đại minh tinh ở khoảng cách gần như thế, khó tránh khỏi sẽ kích động. Nam nữ chính Người Yêu Khuynh Thành thôi mà, em xem mấy người kia là ai? Phạm Nhất Trần chỉ bên cạnh lan can tầng 2, cười nhạt nói. Đó không phải là Phát Ca và Hoa Tử Minh Tinh Hong Kong sao, em xem phim của bọn họ mà lớn lên, bọn họ cũng ở đây, ông trời của em. Hai mắt Tần San San sáng lên, kinh ngạc vui mừng nói. Mơ ước lớn nhất của cô ta là một ngày kia, có thể cùng đóng phim với Phát Ca và Hoa Tử, tốt nhất là có thể diễn cảnh lên giường và hôn. Em lại nhìn bên kia xem. Khóe miệng Phạm Nhất Trần nhếch lên, chỉ về một phía khác. Đạo diễn Phùng, đạo diễn Viên. Đạo diễn Trương, đạo diễn Từ, còn có. Mắt đám Tần San San sáng lên, khó có thể tin nói. Bọn họ là sinh viên khoa điện ảnh, quen biết những đạo diễn nổi tiếng là quá trình chuẩn bị. Mấy người tham gia tiệc rượu đều là đạo diễn đứng đầu thế giới, chỉ cần được bọn họ nhìn chúng, trên cơ bản con đường ngôi sao sáng lạn. Không chỉ có những minh tinh này, đạo diễn, lão tổng công ty điện ảnh và truyền hình, lão tổng các công ty lớn đều ở đây. Phạm Nhất Trần cười nói, nếu giới diễn viên nghệ sĩ có kim tự tháp, những lão tổng này mới là người đứng cao nhất. Một câu của bọn họ có thể khiến một người nhanh chóng nổi tiếng đại giang Nam Bắc, cũng có thể khiến một minh tinh đang nổi tiếng không người hỏi thăm trong chớp mắt. Nếu có thể quyến rũ mấy lão tổng này, mấy đời đều không buồn lo. Vậy mà tiệc rượu này mời những người kia, cục diện quá rung động rồi. Bình thường Lưu Phỉ Phỉ nhìn có vẻ bình tĩnh. Nhưng nhìn thấy nhiều danh nhân ở đây như thế, trong đôi mắt cũng hiện lên gợn sóng. Không cần hâm mộ bọn họ, chưa đến 5 năm cô sẽ trở thành nữ thần quốc dân. Mạc Phàm cảm nhận được khác thường của Lưu Phỉ Phỉ, cười nói. Thật vậy sao? Lưu Phỉ Phỉ nhướn mày, cười hỏi. Thật. Mạc Phàm gật đầu, nói chắc chắn. Kiếp trước Lưu Phỉ Phỉ dựa vào thực lực của mình, có thể trở thành minh tinh nổi tiếng, có hơn 1.000 vạn fan. Lần này có hắn sẽ tệ hơn kiếp trước sao? Nếu là giả, đến lúc đó anh phải chịu trách nhiệm. Lưu Phỉ Phỉ nghịch ngợm dùng tay chạm tay Mạc Phàm, cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm mới nói xong, Tần San San lạnh lùng xen miệng vào. Anh chịu trách nhiệm, trở thành nữ thần quốc dân đơn giản như vậy sao? Nếu chỉ một câu của anh mà thành, vậy đầy đường đều là nữ thần quốc dân rồi. Thật sự không biết anh lừa gạt Phỉ Phỉ tới tay thế nào, anh nghĩ rằng mình là phú thiếu của công ty điện ảnh và truyền hình, muốn người nào nổi tiếng thì người đó nổi tiếng, chỉ cần một câu nói sao. Quả thật việc này rất khó với những người khác, nhưng đối với hắn mà nói, khiến Lưu Phỉ Phỉ trở thành minh tinh vạn người chú ý, giống như nói tôi đói bụng. Quả thật chỉ là chuyện một câu của tôi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, cười khinh thường nói. Dừng. Tần San San vốn sửng sốt. Sau đó là vẻ mặt không còn gì để nói. Khẩu khí của Mạc Phàm càng lúc càng lớn,
ở cửa ngay cả tay bạn trai cô ta cũng không bắt. Đi vào trong tiệc rượu, cũng dám đảm bảo chắc chắn Lưu Phỉ Phỉ sẽ trở thành nữ thần quốc dân. Cho đến bây giờ giới giải trí có không ít mỹ nữ, nhưng không phải chỉ cần là mỹ nữ sẽ thành minh tinh. Không ít mỹ nữ tư sắc không thua gì khuynh quốc khuynh thành, hiện giờ còn không bằng một số nữ minh tinh tư sắc kém, thậm chí có một số người lưu lạc đến tình huống bán thân. Cho dù lão tổng công ty điện ảnh và truyền hình nâng đỡ, cũng không chắc có thể nâng lên tới cấp bậc nữ thần, vận khí tốt thì nâng lên tới minh tinh, vận khí không tốt thì không nâng lên được, dù sao có thể nổi hay không vẫn phải dựa vào người xem có nhớ hay không. Lão tổng công ty điện ảnh và truyền hình đã không làm được, một tên vô danh tiểu tốt cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Nếu như vậy, anh khoan hãy nói khiến Phỉ Phỉ nổi tiếng trước, ở đây có nhiều lão tổng, đạo diễn và minh tinh như thế, anh kiếm vai cho Phỉ Phỉ cũng được, nữ chính thì làm khó anh quá, vai nữ số 2 số 3 được rồi, như vậy được chứ? Tần San San cười nói, không phải Mạc Phàm rất chảnh sao, vậy thì khiến anh ta mất mặt trước. Chủ ý này rất hay, Mạc đại soái ca, nếu đến đây rồi, hay là bộc lộ tài năng cho chúng tôi xem đi. Âu Dương Tuyết nhướng mày, trong mắt đều là trào phúng. Không sai, Phỉ Phỉ đã dẫn anh đến đây rồi, anh không giúp Phỉ Phỉ lấy được vai diễn, sẽ làm. Thất vọng mối tình thắm thiết của Phỉ Phỉ đó, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào đây, anh cũng thấy rồi đó, minh tinh, đạo diễn và lão tổng công ty điện ảnh và truyền hình đều ở đây. Tề Vũ cười nói. Ba người phụ nữ diễn trò, ba bọn họ nói mấy câu liền đẩy Mạc Phàm lên đầu ngọn gió. Phạm Nhất Trần cười như không cười, không nói gì, cũng không ngăn cản. Bọn họ không hiểu về Mạc Phàm lắm, đúng lúc nhân cơ hội này, nhìn xem tiểu tử kia có bản lĩnh gì. Tôi không định đi diễn, không cần lấy vai diễn, các cậu đừng gây khó dễ cho Mạc Phàm, các cậu uống gì, tôi lấy giúp các cậu. Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, vội vàng rời đề tài. Cô biết Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, thanh danh rung trời ở Đông Hải. Nhưng khác nghề như cách núi, y thuật của Mạc Phàm vô song, công phu cao cường, những chuyện này không có tác dụng gì ở giới giải trí. Không nói những lão tổng công ty điện ảnh và truyền hình sẽ không để vào mắt, đạo diễn và minh tinh cũng như vậy. Không đến mức Mạc Phàm dùng nắm đấm lấy vai giúp cô đấy chứ. Phỉ Phỉ, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu, hiện giờ đàn ông lừa đảo còn nhiều hơn cả lông trâu. Nếu không cẩn thận, không thua ở cây này, thì ngã ở cây kia, dù sao khiến cậu trở thành nữ thần quốc dân chỉ là chuyện một câu nói của anh ta, chuyện đơn giản như thế, vì sao cậu không bảo anh ta mở miệng giúp? Âu Dương Tuyết cười nói, giống như suy nghĩ thay cho Lưu Phỉ Phỉ. Chuyện này, Lưu Phỉ Phỉ liếc nhìn Mạc Phàm một cái, lộ ra vẻ khó xử. Tôi mở miệng cũng không phải không thể, nhưng đợi tôi lấy được vai diễn cho Phỉ Phỉ, tôi không muốn nghe giọng các cô nữa. Mạc Phàm lạnh lùng nói, nếu ba người này không phải bạn cùng phòng Lưu Phỉ Phỉ, dựa vào những lời này, hắn đã khiến ba người đó hối hận cả đời. Nhưng nếu ra tay, vậy thì khiến ba người này câm miệng đi. Ôi, Mạc đại soái ca nói thật sao? Tần San San cũng không tức giận, trái lại nhướng mày cười nói. Cô ta vốn tưởng rằng Mạc Phàm sợ xấu mặt sẽ không mắc câu, ai biết tên kiêu ngạo này dễ bị khích tướng như thế. Chỉ khiến ba bọn họ câm miệng thôi, Mạc Phàm không muốn nghe giọng của cô ta cũng chẳng muốn nói chuyện với Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ là sinh viên Đại học Quốc phòng mà thôi, chỉ có Lưu Phỉ Phỉ mắt mù, bị thuốc cao da chó che kín tâm, mới bị Mạc Phàm lừa tới tay. Đổi lại là bọn họ, vừa nghe là sinh viên quốc phòng, bọn họ sẽ không thèm để ý. Muốn quyến rũ khoa điện ảnh bọn họ, ít nhất phải là phú thiếu khoa tài chính và khoa quản lý. Thôi. Tiểu Phàm, vẻ mặt Lưu Phỉ Phỉ lo lắng nói. Yên tâm đi, nếu đến đây rồi, không thể tay không mà về. Mạc Phàm cười nói, vỗ nhẹ tay Lưu Phỉ Phỉ. Sớm muộn gì Lưu Phỉ Phỉ cũng nổi tiếng, dù sao đã đến đây rồi, khiến chuyện này xảy ra trước đi, coi như là tặng quà cho Lưu Phỉ Phỉ. Đám Tần San San thấy Mạc Phàm đồng ý sảng khoái như thế, lông mày nhíu lại, ba người nhìn nhau cười, giống như đã nhìn thấy bộ dạng Mạc Phàm xấu mặt. Vậy thì quyết định như vậy đi, chỉ cần anh tìm được vai nữ phụ số 3 cho Phỉ Phỉ, không chỉ ba chúng tôi nhìn thấy anh là câm miệng, hai chị em này của tôi cũng mặc anh chọn. Tần San San đắc ý nói. Nếu Mạc Phàm thật sự lấy được vai diễn, đừng nói là Âu Dương Tuyết và Tề Vũ, cho dù cô ta có Phạm Nhất Trần thiếu gia Phạm gia, bảo cô ta ngủ với Mạc Phàm cũng không sao.
Các cô vẫn nên câm miệng tốt hơn. Mạc Phàm lạnh lùng nói, không có một chút hứng thú với đám Tần San San. Vậy Mạc đại soái ca bắt đầu đi, tiệc rượu không diễn ra lâu lắm đâu. Âu Dương Tuyết nhíu mày, không vui nhắc nhở. Loại tiệc rượu này chỉ diễn ra 3 tiếng, bình thường hơn 1 tiếng đã đi gần hết, trên cơ bản những đại minh tinh chỉ chào hỏi người quen, rồi rời đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, trong mắt hiện lên lam quang mắt thường không thấy được, nhìn lướt qua ở đây. Tần San San thấy Mạc Phàm chỉ nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên. Mạc đại soái ca, đang lựa chọn mục tiêu sao, hay là tôi chọn giúp anh một người nhé, nếu anh quen những lão tổng công ty điện ảnh và truyền thông, bọn họ có thể cho vai diễn, không ai dám không nể mặt bọn họ, nếu không biết bọn họ cũng không sao, vậy thì những đạo diễn, bọn họ là người định vai, đương nhiên nếu anh không biết đạo diễn cũng không sao, những đại minh tinh đó cũng có quyền nói chuyện, đây là điểm quan trọng. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, thu lam quang lại. Chúng ta đi sang bên kia. Mạc Phàm nói với Lưu Phỉ Phỉ. Trong mắt Lưu Phỉ Phỉ hiện lên lo lắng, vẫn đến cầu thang với Mạc Phàm. Chỗ cầu thang, một mỹ nữ tóc ngắn hơn 30 tuổi đang nói chuyện với hai nam minh tinh. Hình như bọn họ muốn đi đến chỗ đạo diễn Hứa, tên kiêu ngạo này muốn bán nhan sắc mình sao? Tề Vũ nhướn mày cười nói. Đạo diễn Hứa là đạo diễn nữ trẻ tuổi nổi tiếng ở Hoa Hạ, vài năm nay có quay mấy bộ phim truyền hình rất được, nâng đỡ một số tiểu thịt tươi, Người yêu khuynh thành là một bộ trong đó. Mạc Phàm không đi tìm đạo diễn nam, nói không chừng đạo diễn người ta nhìn chúng tư sắc của Lưu Phỉ Phỉ, cho Lưu Phỉ Phỉ một vai. Ai biết Mạc Phàm đi tìm đạo diễn Hứa? Hình như là thật, chúng ta qua đó xem đi, xem người ta lấy vai diễn thế nào. Tần San San cười nói. Vẻ mặt ba mỹ nữ như xem trò hay, đi tới. Phạm Nhất Trần nheo mắt, cười khẽ, cũng vội vàng đi theo. Cô là đạo diễn Hứa đúng không? Mạc Phàm dẫn theo Lưu Phỉ Phỉ đi đến bên cạnh mỹ nữ khí chất, thản nhiên hỏi. Đạo diễn Hứa đang nói chuyện hợp tác với hai nam minh tinh kia, bỗng nhiên bị Mạc Phàm cắt ngang, lông mày hơi nhăn lại. Cô cầm ly rượu nói xin lỗi với hai nam minh tinh kia, nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn Mạc Phàm cùng Lưu Phỉ Phỉ một cái. Tôi là Hứa Bình, hai người là. Đạo diễn Hứa có chút không hài lòng lắm, nhưng vẫn lễ phép hỏi. Những người tham gia tiệc rượu này, thân phận đều không tầm thường. Hiện giờ cô đang chuẩn bị quay Thủy Nguyệt Truyền Kỳ, hơn nữa còn đang tìm nữ chính đúng không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Lúc hắn học năm 3 đại học, có một bộ phim Thủy Nguyệt Truyền Kỳ vô cùng nổi tiếng. Sau khi phim truyền hình này phát sóng, bởi vì lúc ấy còn chưa có nhiều máy tính, trong phòng máy trường học đều là người xem phim truyền hình này, có đôi khi đứng sau máy tính là một đám người. Đạo diễn của Thủy Nguyệt Truyền Kỳ là Hứa Bình, tỷ lệ người xem TV bộ phim truyền hình này phá kỷ lục lúc trước. Kỷ lục này, phải 5 năm sau Lưu Phỉ Phỉ tham gia một bộ phim truyền hình khác mới phá được. Không chỉ nam nữ chính phim đó nổi tiếng cả nước, ngay cả vai diễn phụ số 2, 3, 4, cuộc sống trong giới giải trí sau này cũng không tệ. Nếu hắn nhớ không nhầm, trong khoảng thời gian này, đúng là lúc dự định quay phim, tuyển vai phim truyền hình đó. Lúc ấy nữ chính phim truyền hình này là Lục Kỳ, tiểu thư Lục gia thành phố Tây Hồ. Lục Kỳ đã biến thành người sống đời sống thực vật, bọn họ chỉ có thể tìm người khác thế thân. Thủy Nguyệt Truyền Kỳ gì cơ, tiểu tử này đang nói linh tinh gì thế? Đám Tần San San nhớn mày. Nếu có phim truyền hình chuẩn bị quay, sao bọn họ không biết? Dù sao rất nhiều đoàn làm phim đến trường học chọn diễn viên, rất khó khiến bọn họ không biết, trừ phi ký hiệp nghị giữ bí mật gì đó. Nhất là đạo diễn như Hứa Bình, nếu cô ấy có tác phẩm gì, đều bị truyền thông giang xào người người đều biết. Hứa Bình hơi nheo mắt, trên khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng có khí chất lộ ra chút kinh ngạc. Bộ phim truyền hình này đã định ngày quay rồi, quả thật đang tiến hành công việc chọn vai. Nhất là lựa chọn nhân vật chính, lúc trước cô nhìn chúng Lục Kỳ, nhưng bỗng nhiên Lục Kỳ bệnh nặng, cô đang đau đầu vì chuyện tìm nữ chính. Nhưng mà chuyện này luôn giữ bí mật với bên ngoài. Tất cả những người biết chuyện đều ký hiệp nghị giữ bí mật, sao người thanh niên này lại biết? Sao cậu biết? Sao tôi biết à, chuyện này cô không cần quan tâm, bạn tôi rất thích hợp với vai nữ chính bộ phim này, cô có thể suy xét. Mạc Phàm chỉ Lưu Phỉ Phỉ, thản nhiên nói. Kế hoạch quay phim truyền hình của Hứa Bình giữ bí mật rất tốt, nhưng là Y Tiên Bất Tử 500 năm, có bí mật gì đáng nói?
Mạc Phàm vừa nói những lời này, đôi mắt Tần San San chớp chớp, khóe miệng hiện lên tươi cười khinh thường. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Cô ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ lấy ra quân bài chưa lật gì thuyết phục đạo diễn Hứa, cho Lưu Phỉ Phỉ một vai diễn. Ví dụ như dùng tiền khiến Hứa Bình động tâm, thân phận phú thiếu nhà giàu có đứng đầu, hay là vị trí cao cao tại thượng. Ai biết Mạc Phàm chỉ nói một câu, bạn của tôi rất thích hợp với vai nữ chính bộ phim này, cô có thể suy xét. Nếu nơi này không phải tiệc rượu, xung quanh đều là nhân vật cấp cao, cô ta nhất định sẽ cười lăn lộn trên đất, quá buồn cười rồi. Trước khi học đại học cô ta từng diễn phim rồi, tuy không phải là vai nữ chính nhưng cũng là nữ phụ số 5, từng gặp không ít đạo diễn muốn vai diễn, cho tới bây giờ không ai nói thẳng ra như Mạc Phàm. Hơn nữa Mạc Phàm vừa ra đã muốn vai chính, không phải vai nữ số 2, số 3, không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin. Nếu bất kỳ người nào nói bạn tôi thích hợp với vai nữ chính, người này liền được vai nữ chính, vậy minh tinh thật thối nát. Âu Dương Tuyết che miệng, sửng sốt một lát, lúc này mới phản ứng kịp, mỉm cười. Tôi cảm thấy tôi nghe lầm rồi. Hai người không nghe nhầm đâu, quả thật anh ta nói như thế. Tề Vũ cười khinh thường nói. Không chỉ có bọn họ, hai nam minh tinh nói chuyện với Hứa Bình lúc trước cũng khiếp sợ, lập tức dừng cười, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Bọn họ rất thưởng thức dũng khí của Mạc Phàm, dám nói chuyện với đạo diễn Hứa như vậy, không có mấy người. Nhưng có khả năng tiểu tử này tìm nhầm người rồi. Trong mắt Lưu Phỉ Phỉ có gợn sóng dao động, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Không chỉ không có chút xấu hổ và thất vọng, trái lại cười vui sướng, trong đôi mắt tràn đầy ái muội, nhìn về phía Mạc Phàm. Hứa Bình là nữ đạo diễn chạm vào có thể bỏng gần đây, cũng là nữ đạo diễn được xưng nghiêm khắc nhất. Nghe nói lúc trước có một phú hào muốn bỏ vốn 5.000 vạn, muốn lấy vai diễn nữ chính cho mình, bị hai chữ không được của Hứa Bình từ chối. Mạc Phàm chỉ nói một câu như thế, Hứa Bình không có khả năng đồng ý, tuyển vai không phải trò đùa. Nhưng cô không thèm để ý bị từ chối. Có một nam sinh yêu cầu vai giúp cô trong trường hợp như thế, càng giá trị hơn bất cứ thứ gì. Dù sao Hứa Bình là đạo diễn quay nhiều bộ phim, chỉ hơi khiếp sợ, liền khôi phục như thường. Cô rời mắt nhìn theo ngón tay Mạc Phàm, nhìn về phía Lưu Phỉ Phỉ, mí mắt hơi nâng lên, trong mắt có thêm chút bất ngờ. Nếu chỉ luận về bề ngoài, diện mạo, dáng người và khí chất của Lưu Phỉ Phỉ, quả thật vô cùng phù hợp với yêu cầu nữ chính phim truyền hình này, thậm chí còn đẹp hơn Lục Kỳ cô từng lựa chọn một chút. Nhưng cô quay phim truyền hình, không chỉ nhìn bề ngoài, càng coi trọng kỹ thuật diễn cá nhân. Đưa số di động của cô cho tôi sẽ suy xét, có thể cho cô vai diễn hay không, tôi không thể đảm bảo. Hứa Bình nói, hiển nhiên là ứng phó chuyện như vậy không ít lần. Hứa Bình mới mở miệng, đám Tần San San lập tức cười lạnh lùng. Những lời này nhìn như cho Lưu Phỉ Phỉ cơ hội, thực ra chỉ là thủ đoạn quen dùng khi lừa gạt người khác. Nếu thẳng thắn từ chối, nhỡ đâu đối phương thẹn quá hóa giận, nhiễu loạn tiệc rượu thì không hay. Dù sao Mạc Phàm mở miệng, cũng cần phải nể mặt, ít nhất khiến hắn mặt ngoài không mất mặt, sau đó tự mình thức thời biết khó mà lui. Chỉ cần đạo diễn Hứa vừa rời đi, số di động của Lưu Phỉ Phỉ sẽ ném vào thùng rác. Phỉ Phỉ, đạo diễn Hứa đã mở miệng rồi, cậu còn không nhanh đưa danh thiếp cho đạo diễn Hứa. Tần San San cười nhắc nhở, trong mắt đều là đùa giỡn. Sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ như thường, muốn lấy danh thiếp trong túi ra. Đạo diễn Hứa, nếu tôi nhớ không sai, cha mẹ cô bị ung thư, còn là thời kỳ cuối. Mạc Phàm không chút hoang mang, tiếp tục nói. Chỉ là nhân vật chính một bộ phim truyền hình mà thôi, nếu hắn ra tay, sao có thể tay không mà lui. Đám Tần San San thấy Mạc Phàm chưa từ bỏ ý định, khinh thường trên mặt càng đậm hơn. Chuyện này căn bản không phải là bí mật gì, có thể tra ra được ở trên mạng. Lúc trước Hứa Bình từng hứa, chỉ cần ai cứu được cha mẹ cô có thể báo đáp đối phương tất cả. Chẳng lẽ Mạc Phàm là hoa đà tái thế, có thể chữa trị ung thư? Bọn họ xem như nhìn thấu Mạc Phàm, ngoại trừ khẩu khí lớn, thì càn quấy, không có bản lĩnh gì khác. Không sai, có chuyện gì sao, nếu không có, mời cậu rời đi. Hứa Bình cau mày, có chút không vui nói. Đến bây giờ cô vẫn không biết Mạc Phàm là ai, nể mặt dũng khí của Mạc Phàm và khí chất không tệ của Lưu Phỉ Phỉ, cô sẽ cho Lưu Phỉ Phỉ một cơ hội quay phim thử, đây đã là mức độ lớn nhất của cô rồi. Ai biết Mạc Phàm còn không rời đi,
nhắc đến chuyện mà cô không muốn nói. Tôi tên là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải. Mạc Phàm thản nhiên nói. Anh là Mạc Phàm, ha ha. Tần San San cười khinh thường. Cô ta cho rằng Mạc Phàm sẽ nói dối ở chỗ anh ta có hai viên thuốc, có thể chữa trị ung thư hay tương tự thế. Khiến cô ta không ngờ tới chính là, Mạc Phàm chỉ báo tên mình. Một cái tên có ích lợi gì chứ, cho dù phú hào tỉnh Giang Nam cũng không lấy được vai diễn từ tay Hứa Bình, tên Mạc Phàm thì làm được gì. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ có biểu cảm không khác gì Tần San San mấy, đều là khinh thường. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Hứa Bình khiếp sợ, như bị sét đánh, trong mắt đều là không thể tin được. Nếu cô chưa từng nghe thấy cái tên này, vậy chúc cô may mắn. Mạc Phàm thấy Hứa Bình không nói lời nào, lạnh nhạt nói. Nói xong hắn muốn dẫn Lưu Phỉ Phỉ rời đi, đi về phía một đám người cách đó không xa. Một vai diễn phim truyền hình mà thôi, cho dù không lấy được từ chỗ Hứa Bình, cũng có thể lấy được từ chỗ những người khác, đối với hắn mà nói căn bản không có bất luận độ khó gì. Hắn còn chưa rời đi, giọng nói của Hứa Bình có chút sốt ruột truyền từ phía sau đến. Đợi một chút, vị tiên sinh này, cậu thật sự là thần y Mạc Phàm ở Đông Hải sao? Hứa Bình giống như xác nhận hỏi. Cha mẹ cô cùng bị ung thư, tế bào ung thư đã lan ra, chuyện này khiến cô có cảm giác trời đất sụp đổ. Cô tìm tất cả bác sĩ am hiểu chữa trị ung thư trong và ngoài nước, cuối cùng đều lắc đầu, khiến cô phải dựa vào kỳ tích. Tuy tình huống hiện giờ ổn định hơn, nhưng cùng lắm chỉ khiến bọn họ sống thêm vài năm. Lúc trước cô nghe nói Đông Hải có vị thần y tên Mạc Phàm, chữa khỏi cho nhiều người bệnh ung thư, chỉ lấy 1/10 tài sản. Cô vội vàng đưa cha mẹ đến Đông Hải, nhưng còn chưa đứng xếp số cho cha mẹ, bác sĩ Mạc đã rời khỏi bệnh viện đó. Cô hỏi thăm rất lâu, cũng không thăm dò được nhiều về Mạc Phàm. Chỉ biết được từ chỗ lão đồng y cô quen Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, còn tới Giang Nam học đại học, bỗng nhiên người thanh niên này nói mình là Mạc Phàm Đông Hải, điều này làm cô thấy được chút ánh sáng trong bóng đêm. Có tin hay không tùy cô? Mạc Phàm không thèm quan tâm lắm nói. Khi Thủy Nguyệt truyền kỳ bùng nổ ở Hoa Hạ, truyền thông cũng bùng nổ một chuyện. Ngay trong quá trình quay Thủy Nguyệt truyền kỳ, một bác sĩ nước ngoài nói với Hứa Bình ông ta có thể chữa ung thư cho cha mẹ cô, lừa gạt tất cả gia sản của Hứa Bình. Cuối cùng cha mẹ cô vẫn chết vì ung thư, cả người cả của Hứa Bình đều không còn, chuyện này khiến Thủy Nguyệt truyền kỳ thiếu chút nữa dừng quay. Bởi vì Tuyết Nhi rất thích bộ phim này, hắn cùng xem với Tuyết Nhi, cho nên mới biết tin tức đó. Hứa Bình nhíu mày, đánh giá Mạc Phàm, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Từ khi cha mẹ cô bị bệnh tới nay, cô gặp không ít kẻ lừa đảo, tự xưng là Mạc Phàm cô cũng gặp 5-6 người. Người trước mắt là thật hay không, cô thật sự không dám chắc. Tần San San thấy Hứa Bình do dự, trong mắt hiện lên lanh trí. Nếu có thể khiến Hứa Bình nhớ mặt, nói không chừng sẽ được vai diễn nào đó. Đạo diễn Hứa, quả thật anh ta tên là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải, anh ta là sinh viên quốc phòng Đại học Đông Hải, sao có thể là thần y Mạc Phàm cô muốn tìm được? Chuyện thần y Đông Hải, cô ta cũng nghe nói. Nhưng đường đường là thần y tuổi không thể nhỏ như thế, vậy mà còn chưa tới 20 tuổi. Cho dù Mạc Phàm thật sự là thần y, sao có thể đến Đại học Đông Hải làm sinh viên quốc phòng, dù thế nào cũng phải tới trường y. Nghe thấy lời Tần San San nói, Hứa Bình không chỉ không thất vọng, trái lại vẻ mặt khiếp sợ. Trong giọng nói của Tần San San, cô có thể cảm nhận được quan hệ của Tần San San và Mạc Phàm không tốt. Nếu những lời này từ miệng Lưu Phỉ Phỉ nói ra, cô thật sự phải suy xét. Nhưng những lời này từ miệng Tần San San nói ra, không thể nghi ngờ, người thanh niên này là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải. Tuổi chưa tới 20, học Đại học Giang Nam. Những điều kiện này trùng khớp với tin tức mà cô biết. Trừ chuyện đó ra, trên người Mạc Phàm có kiêu ngạo, lạnh nhạt, tự tin độ tuổi này không nên có, cho dù trên người những đại thiếu con nhà giàu, cô cũng chưa từng thấy. Cho dù khí chất trên người của gia chủ đám nhà giàu, cũng không bằng người thanh niên này, tuyệt đối không phải giả vờ. Chỉ trong phút chốc, tâm tình cô khôi phục. Mạc thần y, cậu có điều kiện gì, chỉ cần cậu chữa trị được ung thư trên người cha mẹ tôi. Tôi có thể đồng ý với cậu bất cứ chuyện gì. Hứa Bình khẩn thiết nói. Những lời này vang lên, xung quanh lập tức rộ lên. Hai nam minh tinh kia đánh giá Mạc Phàm, vẻ mặt mờ mịt. Đám Tần San San cũng sửng sốt, ba người cô nhìn
Tôi nhìn cô, hoàn toàn ngây dại. Quả nhiên Mạc Phàm này là thần y Đông Hải. Đạo diễn Hứa, cô có nhầm không, sao Mạc thần y lại tới trường chúng tôi học được? Tần San San ngơ ngẩn nói, trong đôi mắt đều là lửa giận. Cô ta vốn định vạch trần thân phận của Mạc Phàm, ai biết khiến Hứa Bình càng chắc chắn Mạc Phàm là Mạc thần y Đông Hải kia. Hứa Bình lắc đầu, không để ý đến Tần San San. Mạc Phàm có thể chữa trị được ung thư, đã là rồng trong vạn người. Người bình thường có thể phỏng đoán được rồng sao? Với lối suy nghĩ của Tần San San, Mạc thần y sẽ đi học trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước, sau đó trở thành người vạn người chú ý trong giới danh y, ngồi hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận. Nhưng ở trong mắt thần y, công danh lợi lộc đều là cặn bã. Nếu thật sự có bản lĩnh, công danh sẽ tự đến. Mạc thần y, cậu nói điều kiện đi, tôi tuyệt không trả giá. Hứa Bình nói, lúc trước tôi chữa trị cho một người bệnh ung thư, cần người đó trả 1/10 tài sản. Mạc Phàm thản nhiên nói, tôi có biết quy củ này, tôi nguyện ý đưa tất cả tài sản của tôi, chỉ mong bác sĩ Mạc có thể chữa trị cho cha mẹ tôi. Hứa Bình cung kính nói, hiện giờ muốn tôi ra tay chữa bệnh, tiền cũng vô dụng. Mạc Phàm nói tiếp, lúc trước hắn cần trả nợ thay người nhà, lúc này mới đến bệnh viện kiếm tiền. Nhưng hiện giờ tiền chỉ là con số trước mặt hắn, căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Hai người nói mấy câu, hai nam minh tinh kia đều hít vào một hơi khí lạnh. Tiền cũng vô dụng. Nếu vừa rồi Mạc Phàm nói những lời này, chắc chắn bọn họ cảm thấy Mạc Phàm quá kiêu ngạo. Xã hội hiện giờ, tiền bạc là vô năng, không có tiền thì không làm gì được. Nhưng Hứa Bình mở miệng liền muốn đưa tất cả tài sản, vậy mà vẫn bị Mạc Phàm từ chối. Trong vô hình, bọn họ lập tức lùn đi không biết bao nhiêu so với Mạc Phàm. Phải biết rằng Hứa Bình quay nhiều phim truyền hình như thế, gia sản cũng phải vài tỷ, vậy mà Mạc Phàm không động tâm. Ngay cả tiền bạc đều không đả động đến người này, chắc chắn người này không phải người bình thường. Hứa Bình nhíu mày, vẫn không có một chút bất kính. Vậy phải làm thế nào mới mời được bác sĩ Mạc ra tay một lần? Duyên phận, tôi gặp được cô ở đây, đó là cha mẹ cô chưa tận, cũng là hiếu thảo của cô làm trời cảm động, tôi sẽ cứu cha mẹ cô, còn không lấy một xu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một người đồng ý đưa toàn bộ gia sản cứu cha mẹ, nếu gặp, tất nhiên hắn sẽ không mặc kệ. Chuyện này, Hứa Bình sửng sốt, trong mắt lập tức khó che giấu vui mừng sợ hãi. Cảm giác giống như nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm, bỗng nhiên có ngày trời quang mây đãng. Cảm ơn Mạc tiên sinh, những lời Mạc tiên sinh nói tôi suy xét rõ ràng rồi, vị cô nương này, ngày mai cô đến công ty tôi, cô sẽ là nữ chính bộ phim truyền hình của tôi, chúc mừng cô. Hứa Bình lấy lại tinh thần, vươn tay ra với Lưu Phỉ Phỉ. Những lời này vang lên, xung quanh lặng ngắt như tờ. Miệng Tần San San há thành hình chữ O, gần như có thể nhét tay cô ta vào, mãi mà không nói nên lời. Sở dĩ cô ta mời Lưu Phỉ Phỉ tới, thứ nhất là ý của Phạm Nhất Trần. Thứ hai cô ta còn muốn lấy vai diễn ở trong tiệc rượu, mượn cơ hội chèn ép Lưu Phỉ Phỉ. Thứ ba sao, là muốn khiến Mạc Phàm xấu mặt, cho anh ta biết trời cao đất rộng. Ai biết cô ta chỉ tùy tiện khích tướng Mạc Phàm, kết quả Lưu Phỉ Phỉ thật sự lấy được vai nữ chính bộ phim mới của đạo diễn Hứa. Bọn họ mới khai giảng 2 ngày, Lưu Phỉ Phỉ đã lấy được vai diễn như thế, con đường ngôi sao sau này tuyệt đối bọn họ không so sánh được. Trên mặt cô ta đỏ xanh bất định, giống như bị người ta tát mấy cái. Âu Dương Tuyết che miệng, lùi về sau mấy bước, mắt mở to, hoàn toàn không tin vào lỗ tai mình. Trước kia cô ta cũng từng tham gia tiệc rượu như vậy, cấp bậc không thể đánh đồng, nhưng trong đó có một số diễn viên nghệ sĩ nổi tiếng. Muốn lấy vai phụ từ tay những người đó, cũng khó như lên trời. Vậy mà Lưu Phỉ Phỉ thoải mái lấy được vai nữ chính trong này. Chuyện này, Mục Tề Vũ ngây ra như phỗng, túi trên tay rơi xuống đất, cô ta vẫn chưa nhận ra được, đứng ngây ra tại chỗ. Mạc Phàm này thật sự là Mạc thần y Đông Hải sao? Hứa Bình đã hứa cho Lưu Phỉ Phỉ vai chính rồi, chắc chắn Mạc Phàm là thần y kia. Lưu Phỉ Phỉ cũng sửng sốt, có cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. Cô không ngờ Mạc Phàm nói tên ra, thật sự lấy được vai cho cô. Dù sao người này cũng là Hứa Bình, đạo diễn đưa tiền cũng không lấy được vai diễn. Ai biết thật sự thành công rồi. Thật vậy sao, đạo diễn Hứa, Lưu Phỉ Phỉ hơi kích động nắm tay Hứa Bình.
Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có địa chỉ và số điện thoại, sáng mai cô đến công ty tôi, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn công việc cụ thể, nhưng cô là nữ chính bộ phim truyền hình này của tôi, sẽ không thay đổi. Hứa Bình lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Lưu Phỉ Phỉ. Cô vốn nhìn chúng dung mạo và khí chất của Lưu Phỉ Phỉ, nếu Lưu Phỉ Phỉ có thiên phú với phương diện diễn, không phải không có khả năng cho Lưu Phỉ Phỉ cơ hội làm nữ chính. Huống chi Mạc Phàm còn chữa trị ung thư cho cha mẹ cô vô điều kiện, chuyện này như ban ân sống lại cho cô. Cô không phải người không biết nhìn, chỉ là vai nữ chính mà thôi, kém xa ân tình Mạc Phàm ra tay chữa trị. Cho dù kỹ thuật diễn của Lưu Phỉ Phỉ không tốt, cô kiên nhẫn dạy là được. Minh tinh nổi tiếng dưới tay cô, có người nào mà cô không dạy dỗ? Tôi tên là Lưu Phỉ Phỉ, cảm ơn đạo diễn Hứa. Lưu Phỉ Phỉ nhận lấy danh thiếp, cảm kích nói. Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn bác sĩ Mạc đi, cậu ấy cảm thấy cô thích hợp với bộ phim truyền hình của tôi mới dám quyết định như vậy. Hứa Bình cười nhạt nói. Lưu Phỉ Phỉ mị nhãn như tơ nhìn Mạc Phàm, cười quyến rũ như hoa hồng nở rộ, khóe môi khêu gợi nhếch lên chủ động dán sát vào Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, muốn đẩy Lưu Phỉ Phỉ ra, tay vừa cử động, nghĩ tới nơi này là tiệc rượu, hắn liền dừng lại. Lưu Phỉ Phỉ hôn nhẹ một cái, như chuồn chuồn lướt nước liền tách ra. Cảm ơn Mạc đại soái ca, đây là nụ hôn đầu của tôi, nhớ cất kỹ đó. Lưu Phỉ Phỉ nghịch ngợm nói nhỏ bên tai Mạc Phàm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là ửng đỏ, quyến rũ vô biên lan tràn. Mạc Phàm bĩu môi, cười bất đắc dĩ. Hắn định giữ nụ hôn đầu cho Tuyết Nhi, ai biết bị Lưu Phỉ Phỉ đoạt rồi. Bác sĩ Mạc, cha mẹ tôi ở ngay bệnh viện nhân dân đứng đầu tỉnh Giang Nam, lúc nào cậu rảnh? Ngày mai đi, đây là số di động của tôi, không được truyền ra ngoài, ngày mai gọi điện cho tôi. Mạc Phàm lấy một tấm danh thiếp ra, đưa cho Hứa Bình nói. Tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Hứa Bình vội vàng cất danh thiếp, khó có thể tin nói. Cô đi đến Đông Hải nhiều lần rồi, đều không đạt được phương thức liên lạc của Mạc Phàm, không ngờ tới tham gia tiệc rượu lại gặp được. Lần này cha mẹ cô được cứu rồi. Cho dù cô trải qua không ít sự đời, lúc này cũng hưng phấn không thôi. Đạo diễn Hứa, chúng tôi là bạn cùng phòng của Phỉ Phỉ, cũng là bạn của Mạc Phàm, cô xem có vai diễn nào cho chúng tôi không? Tần San San không cam lòng nói. Lưu Phỉ Phỉ đã lấy được vai chính. Bọn họ làm nha hoàn gì đó cho người ta cũng được, coi như là tích lũy kinh nghiệm, sau này ra ngoài diễn mới có lợi. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ cũng lộ ra khẩn cầu tương tự, nhìn Hứa Bình với vẻ trông mong. Đạo diễn Hứa, cô xem có vai nào hợp với bạn cùng phòng tôi không? Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Dù sao bọn họ cũng là bạn cùng phòng cô, nếu có thể kéo được bọn họ diễn cùng, cô rất vui. Hứa Bình liếc mắt nhìn Tần San San một cái, cười lễ phép. Ngại quá, đoàn làm phim chúng tôi đã kết thúc tuyển vai, như vậy đi, các cô đã là bạn cùng phòng của Phỉ Phỉ, nếu có vai diễn gì, đến lúc đó tôi sẽ bảo Phỉ Phỉ liên lạc với các cô. Tuy ba người này là bạn cùng phòng của Lưu Phỉ Phỉ, nhưng rõ ràng là quan hệ không tốt lắm. Cô cho ba người này vai diễn, không chỉ không báo đáp Mạc Phàm, còn làm ngược lại. Cảm ơn đạo diễn Hứa. Đám Tần San San đỏ mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ, biểu cảm vô cùng hối hận. Sao bọn họ không hiểu lời Hứa Bình, đây là nói lấy lệ với bọn họ. Sớm biết Mạc Phàm là Mạc Thần Y Đông Hải, bọn họ đã làm thân với Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm. Như vậy chắc chắn Hứa Bình cũng sẽ cho bọn họ vai diễn, cho dù không phải vai nữ số 2, số 3, cũng sẽ không tệ chỗ nào, dù sao Mạc Phàm là người cứu cha mẹ Hứa Bình. Cơ hội tốt như thế, cứ thế thoát khỏi tay bọn họ, ba người hối hận ước gì có thể tát mình mấy cái. San San. Anh rất thân với đạo diễn Giang, anh mang bọn em qua đó chào hỏi. Phạm Nhất Trần ở bên cạnh hơi híp mắt lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Lúc này sắc mặt đám Tần San San mới khá hơn chút, chào Lưu Phỉ Phỉ một tiếng, vô cùng buồn bực rời đi. Mất đi cơ hội tốt như thế, là ai cũng không vui. Bác sĩ Mạc, tôi đến bệnh viện sắp xếp trước, ngày mai tôi phái người tới đón cậu. Hứa Bình cung kính nói. Được. Mạc Phàm đáp, Giang Minh, Ngô Thành, hai người chiếu cố bác sĩ Mạc và Phỉ Phỉ giúp tôi. Hứa Bình dặn dò hai nam minh tinh kia, nói. Dạ, hai nam minh tinh kia gật đầu, nhìn Hứa Bình rời đi. Bác sĩ Mạc, Phỉ Phỉ, một số người của đoàn làm phim chúng ta ở tầng 2,
tôi mang hai người qua đó chào hỏi. Giang Minh cao cao gầy gầy trong hai nam minh tinh nhiệt tình nói, giọng điệu vô cùng khách sáo. Ngay cả Hứa Bình cũng tôn kính với Mạc Phàm như thế, còn định Lưu Phỉ Phỉ là nữ chính, tất nhiên bọn họ không dám thất lễ. Mạc đại soái ca. Lưu Phỉ Phỉ cười khẽ, nhìn Mạc Phàm hỏi ý kiến. Cô đi trước đi, tôi muốn gặp một người bạn, lát nữa sẽ đi tìm cô. Mạc Phàm cười nhạt nói. Được, tôi đợi anh. Lưu Phỉ Phỉ nháy mắt với Mạc Phàm, lúc này mới buông tay Mạc Phàm ra, đi lên tầng với đám Giang Minh. Mạc Phàm cầm lấy một chai Lafite 82 năm và một chiếc ly chân dài ở trên bàn, đi đến một góc yên tĩnh. Chỉ trong phút chốc, một người trẻ tuổi xấp xỉ Mạc Phàm, anh ta cho một tay vào trong túi, lắc lắc ly rượu đỏ, khóe miệng nhếch lên tươi cười kiêu ngạo đi tới, phía sau anh ta còn có hai người đàn ông đi theo. Người thanh niên này anh khí bức người, đúng là Mạc Phàm kẻ địch lớn nhất của Mạc Phàm kiếp trước. Lâm Khuynh Thiên đi đến bên cạnh Mạc Phàm, ngồi đối diện hắn, bắt chéo hai chân. Hai vệ sĩ kia tự động đứng ở bên ngoài, đứng khoanh tay. 3 phút sau, Lâm Khuynh Thiên nhìn rượu đỏ như máu trong ly, lúc này mới mở miệng. Cậu là Mạc Phàm thần y Đông Hải người phế đi anh em Phương gia, còn đả thương Dư Bân đúng không? Giọng điệu nói chuyện giống như vương tử cao cao tại thượng thẩm vấn phạm nhân. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Lâm Khuynh Thiên, đồng tử hơi co rụt lại, hàn khí như đao nở rộ trong con ngươi hắn. Hàn khí này vừa xuất hiện liền biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là cười khinh thường. Kiếp trước, Lâm Khuynh Thiên vì ép hắn và Tuyết Nhi chia tay, mua nợ nần nhà bọn họ từ tay vương gia, khiến hắn nhà tan cửa nát, cha bị bệnh mà không có tiền chữa trị, cuối cùng hắn và Tuyết Nhi đành phải chia tay. Sau khi Lâm Khuynh Thiên biết được hắn đạt tấm thân xử nữ của Tuyết Nhi từ chỗ An Hiểu Hiên, Lâm Khuynh Thiên khiến chồng Tiểu Vũ và Tiểu Vũ ly hôn trước, dẫn đến Tiểu Vũ tự sát ở Hồ Vong Tình, lại hại chết bàn tử. Tuyết Nhi gả vào Lâm gia, cuộc sống cũng là sống không bằng chết. Hắn đi tìm Lâm Khuynh Thiên báo thù vài lần, Lâm Khuynh Thiên giống như một tòa núi to, bất luận hắn vùng vẫy thế nào, tòa núi to này vẫn lù lù bất động, trái lại ép hắn không có một chút đường sống phản kháng. Chắc chắn Lâm Khuynh Thiên không thể tưởng tượng được, sau khi hắn nhảy khỏi dốc núi Huyền Vũ, cơ duyên xảo hợp tiến vào tu chân giới, gia nhập Thần Nông Tông, thành y tiên bất tử danh chấn tu chân giới. Lâm Khuynh Thiên càng không thể tưởng tượng được là, sau khi hắn chết dưới tay võ đế quân Khương Lâm, vậy mà có thể mang theo trí nhớ kiếp trước quay về. Kiếp trước cho dù hắn nghĩ tất cả biện pháp, cũng không thể lay động đến Lâm Khuynh Thiên, trái lại còn bị Lâm Khuynh Thiên dẫm nát dưới chân. Nhưng mà, vừa rồi chỉ cần ý niệm của hắn vừa động, Lâm Khuynh Thiên đã thành người chết thần không biết quỷ không hay. Giết chết Lâm Khuynh Thiên, căn bản không cần động một ngón tay. Cậu bảo Phạm Nhất Trần mượn Lưu Phỉ Phỉ hẹn tôi tới đây, còn cần hỏi vấn đề không có ý nghĩa này sao, Lâm Khuynh Thiên? Mạc Phàm cao giọng hỏi. Lâm Khuynh Thiên nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ, Mạc Phàm biết anh ta là ai không hề kỳ lạ, ở tỉnh Giang Nam này rất khó có người không biết Lâm Khuynh Thiên anh ta. Nhưng Mạc Phàm đoán được anh ta cho người động tay động chân, chuyện này nằm ngoài dự kiến của anh ta. Hắn không để ở trong lòng, thân là đại thiếu tập đoàn Lâm Thị, gia chủ tương lai của Lâm gia, anh ta gặp không ít người thông minh. Nói chuyện với người thông minh dễ hơn rồi. Lâm Khuynh Thiên cười nói. Mạc Phàm cười khinh thường, uống rượu vang. Lâm Khuynh Thiên dùng chút thủ đoạn nhỏ này trước mặt hắn, tựa như đứa bé chơi trò chơi trước mặt người lớn. Cậu đã biết là tôi tìm cậu, tôi cũng không lòng vòng nữa, cậu làm nhiều người của tôi bị thương như thế, cậu xem làm thế nào đây? Lâm Khuynh Thiên để ly rượu vang lên bàn, thản nhiên nói. Mạc Phàm nheo mắt, khóe miệng nhếch lên cười mà như không cười. Hiện giờ Lâm Khuynh Thiên ở trước mặt hắn, giống như lão long không cẩn thận giẫm chết đám cầu tử bên cạnh Mục Dương Khuyển, sau đó Mục Dương Khuyển này tới hỏi lão long kia. Cậu muốn thế nào? Mạc Phàm không thèm quan tâm, hỏi, không để Lâm Khuynh Thiên vào mắt. Rất đơn giản, tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất, cậu gia nhập Lâm gia tôi, trở thành thuộc hạ của Lâm Khuynh Thiên tôi, sau này ở tỉnh Giang Nam, thậm chí là cả Hoa Hạ, không có ai dám làm gì cậu. Lâm Khuynh Thiên thản nhiên nói, ở tỉnh Giang Nam không có nhiều người có thể hứa hẹn với Mạc Phàm như vậy, nhưng với hắn chỉ là một câu chuyện. Mạc Phàm có thể chữa trị ung thư. Còn phế được anh em Phương Gia và Dư Bân, giá trị ở trên 3 người kia. Nếu có thể chiêu nhập Mạc Phàm dưới trướng,
chỉ có lợi với hắn sau này nắm giữ Lâm gia. Thứ hai thì sao? Mạc Phàm không nghe lời Lâm Khuynh Thiên nói, hỏi tiếp. Thứ hai, cậu làm người của tôi bị thương, nếu cậu không gia nhập dưới trướng tôi chỉ có thể đối phó cậu, tuy cậu là một nhân tài, nhưng nếu tôi không thu thập, tôi không có biện pháp công đạo với người dưới tay tôi. Lâm Khuynh Thiên híp mắt nói, giống như không muốn làm vậy. Nhân tài thì sao chứ, không thể làm việc cho anh ta, sau này sẽ trở thành chướng ngại vật của anh ta. Đối đãi với người như thế, anh ta luôn lựa chọn diệt trừ đối phương. Mạc Phàm lắc đầu cười, nếu Lâm Khuynh Thiên không tìm hắn gây phiền phức, có lẽ hắn sẽ không để ý tới Lâm Khuynh Thiên. Hắn hiện giờ, cho dù là Lâm Thiên Nam con cự long chỗ dựa lớn nhất của Lâm gia tới, hắn cũng có sức đánh một trận. Người có thể đối mặt với cự long, sẽ đi tìm con kiến năm đó cắn hắn vài cái khi ngủ đông, dẫm chết sao? Hắn không nhàm chán như thế. Nhưng nếu con kiến này không thành thật, hắn hoàn toàn có thể khiến con kiến này chết không có chỗ chôn. Vậy tôi cũng cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất, lập tức biến mất khỏi mắt tôi, thứ hai, tôi sẽ khiến cậu biến mất. Mạc Phàm búng tay, lạnh lùng nói. Hắn vừa nói xong, ánh mắt hai vệ sĩ phát lạnh. Khí thế trên người phóng ra ầm ầm, như hai ngọn núi cao đè về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, vẻ mặt như thường. Lâm Chấn Sơn bị giết chết, Lâm gia phái hai cao thủ tiên thiên bảo vệ Lâm Khuynh Thiên, đối với Lâm Khuynh Thiên khờ dại coi trọng không phải bình thường. Nhưng hai người kia bất luận là người nào, đều kém hơn vong linh Titan và ác linh vương hắn vừa thu phục, càng yếu hơn hắn rất nhiều. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, lập tức khoát tay. Hai người do dự, vẫn lùi sang một bên. Mạc Phàm, cậu đây là muốn đối địch với tôi sao, cậu biết kết cục đối địch với tôi không? Lâm Khuynh Thiên cười mỉa hỏi, giống như không tức giận. Mạc Phàm từ chối anh ta, đây là phản ứng theo bản năng, người có bản lĩnh ai mà không có chút cá tính. Ví dụ như Phương Tử Phong, anh ta không chỉ là thiếu gia Phương gia, còn là thành viên của thần điện. Vừa mới bắt đầu đã tồn tại kháng cự với anh ta. Thậm chí còn sử dụng thuật thôi miên với anh ta nữa. Nhưng chưa tới một tuần, đã bị anh ta thu thập dễ bảo, cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ của anh ta, như con chó. Ở trong mắt anh ta Mạc Phàm cũng như thế, thần phục anh ta chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trái lại cậu nói thử xem, tôi sẽ có kết cục gì? Mạc Phàm đầy hứng thú nói. Y thuật của cậu cao minh, đúng vậy, tôi có thể khiến không ai dám mời cậu chữa bệnh, bao gồm cả Hứa Bình. Lâm Khuynh Thiên nói chắc chắn. Nếu Phàm là người Mạc Phàm chữa trị, đều chết một cách ngoài ý muốn, ai còn dám để Mạc Phàm chữa bệnh. Còn mạng những người này, anh ta chưa từng để ở trong lòng, anh ta chỉ muốn đạt được mục đích. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà cậu còn một xưởng dược, tôi có thể khiến xưởng dược nhà cậu đóng cửa, còn khiêng nợ nần cả đời cũng không trả hết. Lâm Khuynh Thiên nói tiếp. Sản nghiệp của Lâm gia bọn họ trải rộng khắp từ ngân hàng, điền sản, chữa bệnh. Thực phẩm, vân vân, ngay cả anh ta cũng không đếm được hết, tài lực không có mấy người ở tỉnh Giang Nam đánh đồng được với bọn họ. Muốn một xưởng dược nhỏ bé ở thành phố Đông Hải mắc nợ, quả thực rất đơn giản. Vừa rồi cậu lấy vai diễn cho Lưu Phỉ Phỉ, tôi có thể dễ dàng đưa vai diễn đó cho Tần San San hay hai cô gái kia, cũng chỉ cần một câu nói, chỉ cần nói tên tôi là được. Lâm Khuynh Thiên bưng ly rượu lên, nói. Còn cậu sao? Khóe miệng Lâm Khuynh Thiên khẽ nhếch lên, khẽ nhấp một ngụm rượu, cười khẽ. Tôi lập tức có thể bảo người đuổi cậu khỏi đây, chỉ cần tôi nguyện ý. Khi nói chuyện, tự tin xuất hiện trên người Lâm Khuynh Thiên, bao phủ về phía Mạc Phàm. Ở trong mắt anh ta, Mạc Phàm chỉ là Tôn Ngộ Không anh ta đùa giỡn trong tay. Anh ta giơ tay, Mạc Phàm trốn cũng không trốn thoát khỏi tay anh ta. Anh ta ngửa tay, Mạc Phàm sẽ bị ngũ hành sơn của anh ta đè xuống. Thu thập một người, chỉ là chuyện anh ta giơ tay ngửa tay, đơn giản như vậy. Mạc Phàm nghe Lâm Khuynh Thiên nói, sắc mặt không chút thay đổi. Nếu là kiếp trước, hắn nghe thấy Lâm Khuynh Thiên nói những lời này, chắc chắn sẽ bị dọa hoang mang lo sợ, đêm không thể say giấc. Dù sao chuyện này liên quan đến người nhà hắn, bạn bè, những người mà hắn để ý nhất. Nếu có thể, hắn không hy vọng một trong những người này bị thương. Nhưng hiện giờ việc này như chuyện cười đối với hắn. Muốn không ai hỏi thăm y thuật của hắn, trừ phi Lâm Khuynh Thiên có thể là địch với cả thiên hạ. Thế lực Lâm gia mạnh đến mấy cũng chỉ cường đại ở Giang Nam, cao thủ cực mạnh sau lưng cũng chỉ có Lâm Thiên Nam,
hoàn toàn không có bản lĩnh là địch với thiên hạ. Muốn xưởng dược nhà hắn phá sản, gánh nợ nần cách xù thì lại càng không thể, tiền bạc đối với hắn chỉ là một con số, hắn giơ tay là lấy được. Muốn lấy vai diễn của Lưu Phỉ Phỉ đi, nhất định phải trải qua đồng ý của Hứa Bình trước. Hắn nhớ rõ kiếp trước sau khi Hứa Bình bị bác sĩ kia lừa gạt hết gia sản, vẫn một lưới bắt hết tên lừa gạt và thế lực sau lưng. Còn đuổi hắn đi, ở đây không có một ai có thể đuổi Y Tiên Bất Tử hắn đi được. Chỉ có vậy thôi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu cậu cảm thấy những chuyện này chưa đủ, còn có rất nhiều chuyện cậu không tưởng tượng được, thế nào, cậu muốn tôi thử lần lượt thủ đoạn của tôi không? Lâm Khuynh Thiên nhướng mày, cũng không tức giận, giống như xác nhận hỏi. Không thể không nói, Mạc Phàm là liệt mã, dũng mãnh hơn anh ta nghĩ nhiều. Nhưng càng như thế anh ta càng hưng phấn. Đứng ở vị trí này của anh ta, trên thế giới này người và chuyện khiến hắn hứng thú, ít đi rất nhiều so với người bình thường, phần lớn mọi thứ anh ta giơ tay là lấy được. Chinh phục phụ nữ thích xem như là một chuyện. Khiến một đám người thần phục cúi đầu, dẫm nát bọn họ dưới chân cũng là một chuyện. Mạc Phàm hiện giờ là mục tiêu kế tiếp của anh ta. Mạc Phàm càng không chịu thần phục, anh ta càng muốn dẫm Mạc Phàm dưới chân, ra sức trả đạp tôn nghiêm của người đó. Cậu có thể thử một lần, nhưng mà tôi muốn nói với cậu, cậu đang chơi với lửa đó. Mạc Phàm híp mắt, vô cùng bình tĩnh nói. Nghịch lửa sao? Lâm Khuynh Thiên cười to, giống như nghe được một chuyện cười. Vậy chúng ta chơi thử xem ngọn lửa này đốt chúng người nào, cậu dám không? Cơ thể Lâm Khuynh Thiên ngửa ra sau. Dựa lưng vào ghế sofa, đầy hứng thú nói. Trên gương mặt anh Tuấn của anh ta không có một chút lo lắng. Mạc Phàm chỉ là bác sĩ có chút y thuật, có lẽ còn là pháp sư. Thân phận như vậy, chỉ cần một câu của anh ta, vệ sĩ của anh ta sẽ xé Mạc Phàm thành mảnh. Mạc Phàm dám nói anh ta chơi đùa với lửa, đúng là buồn cười. Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Xem ra Lâm Khuynh Thiên chỉ biết thân phận thần y Đông Hải của hắn. Không biết hắn là Mạc Đại Sư. Một người ngay cả hắn là ai cũng không biết, vậy mà dám hẹn hắn đến chỗ này, đúng là không biết sống chết. Thôi vậy, để cậu ta mở mang kiến thức nghịch lửa chân chính là gì? Mạc Phàm thở dài, nghĩ thầm. Hắn vốn suy nghĩ rất nhiều biện pháp trả thù Lâm Khuynh Thiên, nhưng gặp mặt Lâm Khuynh Thiên, bỗng nhiên hắn không có hứng thú gì. Nhưng nếu Lâm Khuynh Thiên dám lấy người nhà, người thân hắn để áp chế, tuy hắn không muốn làm gì. Nhưng cũng sẽ dùng lửa. Hỏa diệt, ân oán kiếp trước, cuối cùng không tồn tại nữa. Ý niệm của hắn vừa động, hồng liên nghiệp hỏa màu cam xuất hiện trong đáy mắt hắn, muốn thiêu Lâm Khuynh Thiên thành cho tàn. Lúc này đám Tần San San và Phạm Nhất Trần đi tới, nhìn thấy Lâm Khuynh Thiên ngồi trong phòng, lập tức kinh hãi kêu lên. Đây không phải là Lâm thiếu sao, vậy mà anh ta cũng ở bữa tiệc này. Một trong tứ thiếu tỉnh Giang Nam. Hiện giờ là sinh viên khoa tài chính ở Đại học Đông Hải, sao bọn họ có thể không biết? Tuy Lâm gia không có nhiều sản nghiệp về phương diện giải trí, nhưng tài sản nhiều dọa người. Nếu có thể quyến rũ Lâm Khuynh Thiên, muốn trở thành nữ thần quốc dân chỉ là chuyện một câu của Lâm Khuynh Thiên. Không chỉ có Lâm thiếu ở đây, Mạc Phàm cũng ở đây này. Âu Dương Tuyết nhìn Mạc Phàm ngồi đối diện Lâm Khuynh Thiên, trên mặt hiện lên chút không vui, nói tiếp. Chẳng lẽ Mạc Phàm là bạn với Lâm Thiếu? Trên khuôn mặt tinh xảo của Tề Vũ tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc trước bọn họ ép Mạc Phàm, thân phận thần y Đông Hải của Mạc Phàm đã khiến bọn họ mất đi vai diễn. Nếu Mạc Phàm có quan hệ không tệ với Lâm Thiếu, sau này bọn họ gặp phiền phức ở Đại học Đông Hải rồi. Không phải chứ, Nhất Trần. Sắc mặt Tần San San khó coi, có chút nghĩ mà sợ nhìn Phạm Nhất Trần nói. Lâm Thiếu có rất nhiều bạn. Mạc Phàm không chỉ không nằm ở trong số đó, trái lại còn đứng đối diện Lâm Thiếu. Phạm Nhất Trần nâng kính nói. Có ý gì? Tần San San trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi. Dư Bân và Phương Tử Phong bị người ta phế ở Vọng Giang lâu, Phương Tử Nhạc là giáo viên phụ trách huấn luyện quân sự ở trường học, lại bị một sinh viên quốc phòng năm nhất đánh gãy chân, các em không biết chuyện này sao? Phạm Nhất Trần cười nói. Thanh danh của sinh viên đại học năm nhất lên cao ở trường. Không phải là Mạc Phàm đấy chứ. Tần San San liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ quái dị, nói. Gần đây chuyện này lan truyền như điên ở trường, trên cơ bản mọi người đều nghị luận về sinh viên đại học năm nhất. Bởi vì không truyền tên, cho nên bọn họ chỉ biết chuyện này,
nhưng không biết là ai làm. Chỉ là không ngờ tới sinh viên đại học năm nhất đó là Mạc Phàm. Không sai, chính là cậu ta. Phạm Nhất Trần nói. Phạm Nhất Trần vừa nói xong, ánh mắt đám Tần San San nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Cho dù Mạc Phàm là thần y danh chấn Đông Hải cũng vô dụng, thân phận này không đáng một đồng trước mặt Lâm Thiếu. Lúc trước bọn họ còn có chút hối hận vì không làm thân với Mạc Phàm, hâm mộ Lưu Phỉ Phỉ lấy được vai nữ chính, hiện giờ lại cảm thấy có chút may mắn. Nếu bọn họ đi nhầm một bước, đứng bên cạnh Mạc Phàm, thì là đối nghịch với Lâm Thiếu. Ở tỉnh Giang Nam đối nghịch với Lâm Thiếu, chỉ có đường chết. Mạc Phàm dám đả thương người của Lâm Thiếu, đúng là tìm sai đối thủ. Tần San San cười mỉa nói. Dư Bân và anh em Phương Gia đều là người của Lâm Thiếu, đây không phải là bí mật gì ở trường. Phạm Nhất Trần cười, không trả lời. Nhưng hai chữ không sai viết rõ trong mắt anh ta. Trong phòng kế, Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Ngọn lửa màu cam sắp phun từ trong đồng tử ra dừng lại, trong chớp mắt biến mất vào sâu trong đồng tử. Vừa rồi hắn muốn dùng lửa thiêu chết Lâm Khuynh Thiên, nghe thấy lời Tần San San nói, bỗng nhiên hắn thay đổi chủ ý. Nếu đám Tần San San cảm thấy hắn tìm lầm đối thủ, vậy thì để Lâm Khuynh Thiên sống lâu một thời gian nữa, để những người này biết ai mới tìm lầm đối thủ. Cậu đã muốn chơi như vậy, tôi phụng bồi tới cùng, nhưng chơi như vậy không thú vị lắm, hay là chúng ta thêm đặt cược đi. Mạc Phàm uống một ngụm rượu vang, nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thiên nói. Đặt cược gì? Lâm Khuynh Thiên nhướng mày, cười nói. Mạc Phàm dám nghịch lửa với anh ta đã là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy mà còn muốn đặt cược thêm. Anh ta cảm thấy Mạc Phàm Đông Hải này càng ngày càng thú vị rồi. Cho cậu một tháng, nếu cậu có thể làm được những chuyện lúc trước nói, tôi sẽ nhảy từ tháp Đông Phương xuống, nếu cậu không làm được thì tự mình nhảy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tháp Đông Phương là kiến trúc của tỉnh Giang Nam, cao hơn 400 mét. Kiếp trước Lâm Khuynh Thiên ép hắn nhảy xuống dốc núi Huyền Vũ, một đời này không cần lửa, để Lâm Khuynh Thiên tự mình nhảy xuống tháp Đông Phương đi. Cái gì? Mạc Phàm vừa nói câu này xong, mấy người xung quanh đều khiếp sợ. Mạc Phàm này là kẻ điên sao? Tần San San ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đối nghịch với Lâm Khuynh Thiên còn chưa tính, chỉ cần đồng ý cúi đầu là còn đường sống. Ai biết Mạc Phàm còn cược như thế với Lâm Khuynh Thiên? Quả thật vừa rồi Mạc Phàm thắng ba bọn họ, lấy vai nữ chính cho Lưu Phỉ Phỉ. Nhưng ba bọn họ không xứng là ấm giường cho Lâm Khuynh Thiên, thắng ba bọn họ rất dễ dàng, muốn thắng Lâm Khuynh Thiên khó như leo đỉnh Everest. Cô ta không nghi ngờ chút nào, cuối cùng người nhảy tháp Đông Phương chắc chắn là Mạc Phàm, tuyệt đối không phải Lâm Khuynh Thiên. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ hít vào một hơi khí lạnh, mãi mà chưa lấy lại tinh thần. Có người đánh cược thua phải trần truồng. Có người đánh cược thua phải cúi đầu nhận sai, những chuyện này đều là việc nhỏ, vậy mà Mạc Phàm lấy chuyện nhảy xuống tháp Đông Phương làm đặt cược. Đánh cược này đúng là đủ lớn. Tháp Đông Phương cao như thế, cho dù ném khối sắt xuống dưới cũng bị ném thành mảnh nhỏ, Mạc Phàm này không phải điên rồi, mà là muốn chết. Cho dù Mạc Phàm thắng, Lâm Khuynh Thiên thực hiện theo đánh cược nhảy xuống tháp Đông Phương, Lâm gia sẽ tha cho Mạc Phàm sao? Cuối cùng không chỉ Mạc Phàm chôn cùng Lâm Khuynh Thiên, có khả năng người nhà Mạc Phàm, bạn bè cũng sẽ bị liên lụy, dù sao Lâm gia là nhà giàu có đứng đầu tỉnh Giang Nam, không có chuyện gì bọn họ không làm được. Cho nên bất luận Mạc Phàm thắng hay thua, cuối cùng thua vẫn là anh ta. Phạm Nhất Trần nhíu mày, trong mắt hiện lên thất vọng. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm là người thông minh như anh ta, hiện giờ xem ra chỉ có vậy. Quả thật Mạc Phàm có tư cách kiêu ngạo, còn trẻ tuổi đã chữa được ung thư, chuyện này là độc nhất. Nhưng lần này Mạc Phàm thật sự tìm lầm đối tượng rồi. Tiên Thiên Tông Sư là cận vệ của Lâm Thiếu, chút y thuật đó của Mạc Phàm có đáng là gì, chỉ là bác sĩ theo sau mà thôi. Lâm Khuynh Thiên nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Không thể không nói một chuyến này của anh ta đúng là tới không vô ích, vậy mà gặp được người có lá gan lớn đến thế. Thua thì nhảy xuống tháp Đông Phương, chuyện này đủ kích thích. Anh ta đánh cược không ít lần. Chưa từng cược chuyện như vậy. Có thể, nếu tôi thua, Lâm Khuynh Thiên tôi sẽ nhảy tháp Đông Phương. Lâm Khuynh Thiên không do dự đồng ý luôn. Anh ta đường đường là đại thiếu Lâm gia, có khi nào sợ đánh cược với người khác. Cho dù thua, tìm thuộc hạ cùng tên với anh ta ném xuống là được rồi.
Nếu thắng, đến lúc đó Mạc Phàm vẫn không chịu cúi đầu, thì đẩy người nhà cậu ta xuống tháp Đông Phương đi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn ấn ký chỗ mi tâm Lâm Khuynh Thiên chớp lóe rồi biến mất, cười khẽ không nói gì. Vậy tôi sẽ làm chuyện cuối cùng trước, bắt đầu đuổi cậu khỏi nơi này. Lâm Khuynh Thiên lắc ly rượu vang, cười hỏi. Nếu tiểu tử này kiêu ngạo như thế, vậy kể từ bây giờ diệt nhuệ khí của cậu ta. Nếu cậu muốn nhảy xuống tháp Đông Phương sớm một chút, có thể bắt đầu từ bây giờ. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Chỉ có một tháng, bắt đầu từ bây giờ, một tháng sau sẽ là ngày Lâm Khuynh Thiên nhảy tháp Đông Phương. Vậy sao, vậy tôi càng muốn bắt đầu. Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận, trái lại càng hưng phấn nói. Nhất Trần, gọi ông chủ nơi này đến đây, nói ở đây có khách không mời tự đến, hơn nữa người này muốn gây bất lợi cho tôi, bảo bọn họ tới xử lý. Anh ta có thể bảo hai vệ sĩ ném Mạc Phàm ra ngoài, nhưng làm như vậy không thú vị lắm, giống như người lớn bắt nạt trẻ con, vẫn nên để chủ nhân nơi này đuổi Mạc Phàm đi càng thú vị hơn. Dạ, Lâm Thiếu. Phạm Nhất Trần cười khẽ, vội vàng đi ra ngoài. Đám Tần San San nhìn Mạc Phàm lạnh nhạt ngồi ở một bên, đều lắc đầu. Mạc Phàm đúng là bất trị, bọn họ không biết ông chủ Lan Quý Phi là ai, nhưng Lâm Khuynh Thiên ra tay còn có đạo lý không thành. Mạc Phàm, tôi thấy anh tự mình rời đi tốt hơn, tránh để bị người ta đuổi đi vậy thì mất mặt lắm. Tần San San khiêu khích châm chọc nói. Vừa rồi Mạc Phàm khiến bọn họ mất mặt như thế, hiện giờ có cơ hội bỏ đá xuống giếng, cớ sao bọn họ không làm. Lúc này bỏ đá xuống giếng, nói không chừng lại lọt vào mắt Lâm Thiếu. Lâm Khuynh Thiên uống rượu vang nhìn Mạc Phàm, ý cười trên khóe miệng lại dày đặc hơn. Vị mỹ nữ này nói không tệ, Mạc Phàm cậu muốn thử suy xét không? Lâm Khuynh Thiên cười hỏi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần San San một cái, nhíu mày. Tôi nhớ vừa rồi cô đánh cược thua, cô thua phải câm miệng lại. Anh nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện với anh à? Nếu anh không phải bạn của Phỉ Phỉ, tôi chẳng muốn nhắc nhở anh, tôi đây là vì tốt cho anh, tránh để. Tần San San tức giận nói, bộ dạng như suy nghĩ thay Mạc Phàm. Nhưng cô ta còn chưa nói hết. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, hàn quang nở rộ trong mắt. Tần San San bị hắn nhìn chằm chằm như thế, vẻ mặt lập tức ngẩn ra, lạnh lẽo không hiểu từ lưng cô ta xông lên gáy. Thân thể cô ta không tự chủ được run rẩy, giống như thấy thứ gì đó đáng sợ. Lời vừa nói ra miệng lập tức dừng lại, cũng không dám mở miệng nữa. Hai vệ sĩ ở ngoài phòng nhíu mày, giống như nhận thấy được gì, nhưng không để ở trong lòng. Không lâu sau, Phạm Nhất Trần và một đôi tuấn nam mỹ nữ đi về phía bên này. Phía sau bọn họ còn có mấy đại hán áo đen, mỗi người đều như tòa núi nhỏ, cánh tay như đùi phụ nữ, nhìn làm người ta sợ hãi. Đôi nam nữ còn chưa tới phòng Lâm Khuynh Thiên, liền tạo ra chấn động không nhỏ. Đây không phải là Tô Nhã Hân supermodel quốc tế sao, hình như người bên cạnh là bạn trai cô ấy, Mộc Phong Nhạc Hiếu gia Mộc gia. Mọi người không biết sao, Lan Quý Phi là hai bọn họ hùn vốn mở. Có người nói, hai bọn họ tới nơi này làm gì, sao phía sau còn có nhiều vệ sĩ như thế? Không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ? Không ít người nhìn Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân đi đến phòng riêng. Mộc Thiếu. Trên người vị tiên sinh này không có thiệp mời tiệc rượu, còn muốn gây bất lợi cho Lâm Thiếu chúng tôi, mời anh cho Lâm Thiếu chúng tôi câu trả lời hài lòng. Phạm Nhất Trần chỉ Mạc Phàm, vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Mạc Phàm là anh ta dẫn vào, sao trên người lại có thiệp mời? Mộc Phong Nhạc vốn cho rằng có người gây chuyện, bảo mấy vệ sĩ ném người này ra là được. Ở Giang Nam dám đắc tội Lâm Thiếu, không muốn sống nữa sao? Nhưng nhìn thấy người Phạm Nhất Trần chỉ. Mắt anh ta mở to, như bị sét đánh. Anh ta không ngờ người Phạm Nhất Trần bảo anh ta đuổi đi là Mạc Phàm Mạc Đại Sư. Chỉ trong chớp mắt vẻ mặt anh ta khôi phục như thường. Lâm Thiếu, anh chắc chắn vị tiên sinh này làm ra hành động gây bất lợi cho anh sao? Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc không đổi hỏi. Sao thế, có vấn đề gì à, Mộc Thiếu? Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, bất mãn nói. Mộc gia là trùm chữa bệnh hoa hạ. Mộc gia có lui tới với Lâm gia, tất nhiên anh ta nhận ra Mộc Phong Nhạc. Cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu Lâm Thiếu không lấy ra được chứng cứ, có khả năng tôi không có biện pháp mời Mạc Tiên Sinh ra ngoài. Mộc Phong Nhạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hửm, xung quanh xôn xao. Đây là tình huống gì thế?
đám Tần San San lại sửng sốt. Lúc trước Hứa Bình khách sáo với Mạc Phàm như vậy, bởi vì y thuật của Mạc Phàm. Mộc gia là đại lão phương diện chữa bệnh, có không ít thần y, danh y, vậy mà cũng khách sáo với Mạc Phàm như thế. Mạc Phàm còn thân phận khác sao? Xung quanh, một số khách vây xem đều nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Lâm Khuynh Thiên mở miệng, Mộc Phong Nhạc không bảo vệ sĩ đuổi Mạc Phàm ra ngoài, trái lại như muốn làm trái Lâm Khuynh Thiên. Tô Nhã Hân người mẫu đứng bên cạnh Mộc Phong Nhạc cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Vậy mà Mộc Phong Nhạc mạo hiểm đắc tội Lâm Khuynh Thiên, che chở người đàn ông này. Tuy cô không hiểu, nhưng không ngăn cản. Mộc Phong Nhạc, anh có ý gì đây? Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, giọng nói trầm xuống. Khóe miệng Mộc Phong Nhạc nhếch lên, không trả lời, trái lại cầm lấy chai La Phi 82 năm trước người Mạc Phàm, cung kính rót cho Mạc Phàm ly rượu. Mạc tiên sinh, cậu đến Giang Nam khi nào thế, sao không nói với tôi một tiếng, để tôi đi đón cậu. Mạc Phàm cứu mạng anh ta hai lần ở Hoàng gia, không có Mạc Phàm anh ta không chỉ đã chết, còn không có biện pháp ở bên cạnh Tô Nhã Hân. Cho nên dù đối phương là Lâm Khuynh Thiên, anh ta không do dự lựa chọn phía Mạc Phàm. Không phải anh ta không sợ Lâm Khuynh Thiên, chỉ là so với Lâm Khuynh Thiên, Mạc Đại Sư danh chấn Đông Hải càng đáng sợ hơn. Hoàng gia khủng bố như thế, đều bị một trận lửa của Mạc Phàm thiêu chết toàn bộ. Lâm Khuynh Thiên dám tìm Mạc Phàm gây phiền phức, chỉ sợ không biết chuyện Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, nếu không tuyệt đối không dám ngồi đối diện Mạc Phàm như thế. Hửm! Không ít người nhướng mày, vẻ mặt sửng sốt. Mộc gia là trùm chữa bệnh hoa hạ, thế lực ở Giang Nam không thể khinh thường, nếu Lâm Khuynh Thiên là cự thiếu siêu cấp, vậy Mộc Phong Nhạc là phú thiếu. Thân phận của Mộc Phong Nhạc như thế, vậy mà khách sáo với Mạc Phàm như vậy, như tôi tớ nói chuyện với chủ nhân. Tiểu tử này là ai? Tứ thiếu Giang Nam sao? Trong tứ thiếu Giang Nam, có họ Mạc lúc nào thế? Xung quanh tràn đầy tiếng bàn tán xôn xao. Mạc Phàm cũng không ngờ tới, ông chủ Lan Quý Phi này là Mộc Phong Nhạc. Tôi tới đây học, không thông báo cho ai cả. Mạc Phàm cầm ly rượu vang Mộc Phong Nhạc đưa, lạnh nhạt nói. Chẳng trách, đúng rồi, đây là thẻ hội viên vĩnh viễn của Lan Quý Phi, sau này Mạc tiên sinh có thể đến Lan Quý Phi bất cứ lúc nào. Mộc Phong Nhạc lấy một tấm thẻ màu đen từ trong túi ra, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Mộc Phong Nhạc vừa lấy tấm thẻ này ra, không ít người xung quanh líu lưỡi. Lan Quý Phi là nơi một số nhân vật nổi tiếng thường lui tới, có không biết bao nhiêu người muốn vào Lan Quý Phi thấy người sang bắt quàng làm họ. Tấm thẻ đưa cho Mạc Phàm tên là thẻ đế vương, tôn quý như thẻ kim quý phi. Hai tấm thẻ này có giá 2.000 vạn ở Hắc Thị, tạm thời sử dụng một lần cũng mất 10 vạn rồi. Dù sao tiến vào Lan Quý Phi một lần, có khả năng được người tìm kiếm ngôi sao, đạo diễn hay phú thiếu giàu có nhìn chúng. Chỗ tốt đạt được 10 vạn không thể so sánh. Mộc Phong Nhạc đi ra liền cho Mạc Phàm tấm thẻ này, ra tay hào phóng khiến người ta đỏ mắt. Đám Tần San San ước gì có thể chạy tới, đoạt lấy tấm thẻ kia. Để đây đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua thẻ trong tay Mộc Phong Nhạc, lạnh nhạt nói. Hắn không có hứng thú với tấm thẻ này, lát nữa đưa cho Lưu Phỉ Phỉ vậy. Dạ. Mộc Phong Nhạc để tấm thẻ đế vương lên trên bàn trà. Rời mắt nhìn về phía Lâm Khuynh Thiên. Lâm Thiếu, hiện giờ Mạc tiên sinh không cần thiệp mời của Lan Quý Phi chúng tôi nữa, cậu còn vấn đề gì không? Mộc Phong Nhạc hỏi. Lâm Khuynh Thiên nhếch miệng cười, hai mắt nheo lại, hiếm khi lộ ra sát khí. Anh ta định tìm Mộc Phong Nhạc tới, bảo Mộc Phong Nhạc đuổi Mạc Phàm đi, ai biết mình tự đào hố chôn mình. Dư Bân và anh em Phương gia bị Mạc Phàm ngược về tình có thể tha thứ. Ba người vốn không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Anh ta tự mình ra mặt còn không đè được nhuệ khí của Mạc Phàm, điều này làm anh ta khó mà chấp nhận nổi. Anh ta đường đường là đại thiếu Lâm gia, có khi nào bị mất mặt như thế? Mộc Phong Nhạc, anh chắc chắn muốn bảo vệ Mạc Phàm à, anh suy nghĩ cho kỹ, cho dù anh không sợ gì, anh cũng nên suy xét cho vị hôn thê đứng cạnh anh. Lâm Khuynh Thiên híp mắt, mỉm cười nói. Tin tức Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân sắp kết hôn còn là bí mật với bên ngoài, nhưng ở trong mắt phú thiếu cấp cao như anh ta thì là bí mật gì đáng nói. Mộc Phong Nhạc muốn chết, cũng phải suy nghĩ cho vị hôn thê của anh ta chứ. Lâm Khuynh Thiên mới mở miệng, tuy không nói rõ, nhưng sắc mặt không ít người kỳ lạ. Giới giải trí nhìn vô cùng vẻ vang,
không lúc nào không ai tranh cướp vào giới giải trí. Chân chính đến giới giải trí, mới phát hiện bên trong không sạch sẽ như tưởng tượng. Lúc trước có phú thiếu Giang Nam mua nhẫn đính hôn cho vị hôn thê của mình, hai người chọn vài ngày chọn chúng nhẫn kim cương tâm di. Bọn họ trả tiền xong, Lâm Khuynh Thiên dẫn theo một người mẫu đi tới, người mẫu kia nhìn một cái liền nhìn chúng chiếc nhẫn kia. Lâm Khuynh Thiên ra giá gấp 10 mua lại chiếc nhẫn kia, nhưng bị phú thiếu đó từ chối. Phú thiếu kia cũng không tệ, ở Giang Nam coi như là có danh dự. Cuối cùng đôi tình nhân kia không có biện pháp đeo nhẫn, hai người một người tay trái không có một ngón tay, một người tay phải bị cắt toàn bộ, cũng vì từ chối Lâm Khuynh Thiên. Mộc Phong Nhạc dám nói một chữ phải, chắc là sẽ thảm hại hơn phú thiếu Giang Nam kia. Mộc Phong Nhạc nhíu mày, trong con ngươi lộ ra chút do dự. Anh ta thân là người Mộc gia, sao không biết Lâm Khuynh Thiên ra tay độc ác thế nào? Trái lại anh ta không sợ, một người trải qua vài lần chết ở Hoàng gia, đã xem thường cái chết hơn bất cứ người nào, nhưng Tô Nhã Hân vị hôn thê của anh ta. Không đợi anh ta mở miệng, Tô Nhã Hân mở môi son, cười nhạt. Lâm thiếu thực biết nói đùa, chuyện nhỏ thôi mà, có gì phải suy nghĩ, nếu Mạc tiên sinh thật sự ảnh hưởng đến tiệc rượu cậu tham gia, dựa theo quy củ của Lan Quý Phi chúng tôi sẽ mời Mạc tiên sinh ra ngoài, nhưng nếu chỉ là một bên Lâm thiếu tình nguyện, vậy xin thứ cho Lan Quý Phi chúng tôi không làm được, Lan Quý Phi chúng tôi là nơi biết phải trái, nếu đã đến đây thì đều là khách, hay là như vậy, tôi bảo người ta xem video trong camera theo dõi. Tô Nhã Hân mới mở miệng. Bao gồm đám Tần San San trong đó, không ít người sửng sốt. Tuy Tô Nhã Hân nói chuyện dịu dàng hơn Mộc Phong Nhạc nhiều, làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ nghe. Nhưng rõ ràng Tô Nhã Hân đứng về phía Mạc Phàm. Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân không sợ Lâm Khuynh Thiên tiểu ma vương Giang Nam, đứng về phía Mạc Phàm, điều này làm ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Hay cho câu là nơi biết phải trái, hay lắm. Lâm Khuynh Thiên không giận. Trái lại vỗ tay đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Nếu Tô Nữ Thần đã nói như vậy, vậy tôi nể mặt Tô Nữ Thần, chuyện hôm nay cứ vậy thôi, dù sao còn có một tháng, chúng ta sẽ có cơ hội đấu tiếp, tôi đi trước, mọi người chơi vui vẻ. Lâm Khuynh Thiên nói xong đứng dậy rời đi, tiệc rượu như trước khi xảy ra bão táp, bầu không khí âm u. Lâm Khuynh Thiên vừa rời đi, người vây xem đưa mắt nhìn nhau, từng người tản ra. Tỉnh Giang Nam sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Có người nhỏ giọng nói. Lâm Khuynh Thiên ít khi xử lý những chuyện như này, bình thường chuyện này đều do thuộc hạ của anh ta thu phục giúp một cách thoải mái. Mạc Phàm không chỉ khiến Lâm Khuynh Thiên tự mình ra mặt, còn khiến Lâm Khuynh Thiên tơi tả mà về, không thể thiếu một cuộc chiến. Giang Nam yên tĩnh lâu như thế, cũng đến lúc lung lay, nếu không chúng ta đâu có cơ hội nhặt tiền. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu, trong mắt hiện lên cơ trí cười nói. Tuy bọn họ không biết thân phận của Mạc Phàm, nhưng khiến Mộc Phong Nhạc cung kính như thế, chắc chắn không phải người bình thường. Mạc Phàm đấu với Lâm Khuynh Thiên, tất có một người bị thương, đến lúc đó là cơ hội tốt để bọn họ đắc lợi. Ông như vậy không phải là nhặt tiền, tôi thấy ông muốn chết rồi. Một người đàn ông khác lắc đầu nói. Vì sao lại nói vậy? Người đàn ông phúc hậu nhíu mày, hỏi. Ông từng thấy mấy con hổ đoạt thức ăn người còn sống không? Ông cảm thấy một tiểu tử không rõ lai lịch cộng thêm Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân có thể đấu được với Lâm Khuynh Thiên. Nếu Lâm Khuynh Thiên nguyện ý, vừa rồi chỉ cần cậu ta vung tay lên, hai vệ sĩ ở cửa sẽ ném hết bọn họ từ mái nhà xuống. Người đàn ông kia nói rất chắc chắn. Người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ thực lực của vệ sĩ bên cạnh Lâm Khuynh Thiên, mỗi người đều là tông sư. Tông sư như Long. Rồng đã ở bên cạnh Lâm Khuynh Thiên làm vệ sĩ, một tiểu tử vô danh có thể tạo nên gợn sóng gì? Đúng là vậy thật, tôi uống say rồi. Người đàn ông kia giật mình, có chút nghĩ lại mà sợ nói. Lâm gia không chỉ là nhà giàu có nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, cũng là thế gia ngàn năm. Ngàn năm qua, triều đại thay đổi nhiều như thế, Lâm gia vẫn mạnh dần lên như trước, quả thật không phải thế gia một tiểu tử có thể lay động. Đám Tần San San tụ một góc. Thỉnh thoảng liếc nhìn Mạc Phàm, trong mắt đều là đắc ý. Không phải Mạc Phàm rất hung hãn, bước lui Lâm thiếu sao, đợi tai họa ngập đầu đi. Trong lúc này, ánh mắt tất cả mọi người vô cùng kỳ lạ, toàn bộ đều hữu ý vô ý liếc Mạc Phàm. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, ngồi trên ghế sofa, vững như núi Thái Sơn. Một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi,
nếu đám người này biết hắn là Mạc Đại Sư danh chấn nước ngoài, là Long Vương Long Tổ giết chết ba đại trưởng lão của thần điện, không biết những người này sẽ có biểu cảm gì. Đáng tiếc, những người này đều không có tư cách biết. Mạc tiên sinh, cậu với Lâm Khuynh Thiên là? Mộc Phong Nhạc tò mò hỏi. Mạc Phàm tới Giang Nam học, hẳn là mới tới đây vài ngày, vậy mà đã đắc tội Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm không giấu giếm Mộc Phong Nhạc, hắn tạo pháp ấn, một màn hào quang mắt thường không nhìn thấy được bao quanh phòng này, tôi đến Giang Nam có một phần nguyên nhân là giết Lâm Khuynh Thiên. Giọng điệu lạnh nhạt, giống như tới cửa hàng trăm năm, nói một câu tới nơi này là muốn ăn đồ ăn, trên mặt không có một chút gợn sóng. Xung quanh, bất luận là Mộc Phong Nhạc hay Tô Nhã Hân đều sửng sốt, hít vào một hơi khí lạnh. Mạc Phàm đến Giang Nam là tới giết Lâm Khuynh Thiên, khẩu khí đúng là lớn thật. Hai người cảnh giác nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có Lâm Khuynh Thiên sắc mặt mới khá hơn chút, tim vẫn đập thình thịch không ngừng như dấu con thỏ. Nếu những lời này truyền đến tai Lâm Khuynh Thiên, chắc người chết là bọn họ. Mộc Phong Nhạc theo Mạc Phàm diệt hoàng gia ngàn năm, còn giết hàng đầu sư của Vu Thần Giáo, lúc này vẻ mặt cũng không khá hơn Tô Nhã Hân chút nào. Tuy hoàng gia là thế gia đông y ngàn năm, nhưng chỉ đứng hàng hai hàng ba trong thế gia ngàn năm, Lâm gia là thế gia ngàn năm đứng đầu, hoàng gia căn bản không thể đánh đồng với Lâm gia. Mạc Phàm muốn giết Lâm Khuynh Thiên, đợi Lâm gia hủy thiên diệt địa trả thù đi. Bọn họ không nhìn thấy, không nghe thấy đâu, yên tâm đi. Mạc Phàm uống một ngụm rượu vang, khinh thường nói. Màn hào quang này tên là Huyễn Nguyệt, chỉ cần mở ra, người bên ngoài chỉ nhìn được khi hắn cho nhìn. Vì sao vừa rồi Mạc tiên sinh không? Mộc Phong Nhạc nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần nói. Nếu vừa rồi Mạc Phàm ra tay, với hiểu biết của anh ta về Mạc Phàm, ai cũng không cứu được Lâm Khuynh Thiên. Tôi vốn định trực tiếp giết anh ta, nhưng bỗng nhiên không muốn tiện nghi cho anh ta sau này. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Hiện giờ Lâm Khuynh Thiên ở trước mặt hắn, giống như con kiến tầm thường. Nếu như hắn muốn trực tiếp giết Lâm Khuynh Thiên, Lâm Khuynh Thiên đã sớm thành người chết. Lâm Khuynh Thiên thích dẫm đạp người khác như thế, vậy thì hắn sẽ dẫm đạp Lâm Khuynh Thiên từng bước một. Hắn sẽ để anh ta biết ai là trời, ai là con kiến, cuối cùng khiến Lâm Khuynh Thiên nhảy tháp Đông Phương trong tuyệt vọng. Một tháng, những chuyện kiếp trước Lâm Khuynh Thiên cho hắn, hắn sẽ trả lại anh ta gấp trăm lần. Cổ họng Mộc Phong Nhạc như bị tắc, không dám nói gì. Bọn họ ở tổ địa hoàng gia, anh ta chưa từng nghĩ Mạc Phàm có thể diệt hoàng gia, kết quả hoàng gia bị giết không còn một mống. Có gì cần chúng tôi làm không, Mạc tiên sinh? Anh ta đã đứng về phía Mạc Phàm, muốn quay đầu cũng không có khả năng. Có, chuẩn bị tiền trước, đợi lấy tiền, còn có người này cho hai người, có anh ta ở đây, hẳn là không có nhiều người thương tổn được hai người. Mạc Phàm tạo pháp ấn. Một trận pháp như đóa hoa sen đen xuất hiện trên khu trống trong phòng, hoa sen mở ra từng tầng, vong linh titan cao 1m9 xuất hiện trong hoa sen. Lúc này vong linh titan mặc tây trang linh khí huyễn hóa ra, đeo kính râm, toàn thân là hàn khí khiến người ta không rét mà run, khiến người ta sợ hãi. Mộc Phong Nhạc thì tạm, anh ta từng thấy Mạc Phàm thi triển pháp thuật nhiều lần, ngay cả mẫu cổ ngàn năm như cự long cũng bị Mạc Phàm đánh nát. Bỗng nhiên xuất hiện một người, anh ta đã coi như không thấy gì rồi. Tô Nhã Hân sợ tới mức vội vàng lùi về sau hai bước, bàn tay trắng nõn che miệng, trong mắt đều là hoảng sợ. Thế giới của cô đều là đi đài tê, từng thấy không ít bộ mặt thành phố, nhưng chưa từng thấy chuyện như vậy. Tự nhiên xuất hiện một người, giống như tiên thuật trong phim kiếm hiệp. Đây là... người bảo vệ hai người. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hai người đứng về phía hắn. Khiến bước đầu tiên của Lâm Khuynh Thiên gặp khó khăn. Với hiểu biết của hắn với Lâm Khuynh Thiên, chắc chắn Lâm Khuynh Thiên sẽ không bỏ qua cho hai người. Hắn có thể mặc kệ hai người sao? Có vong linh Titan ở đây, trừ phi Lâm Thiên Nam tự mình đến, nếu không không ai có thể thương tổn được hai người. Hắn tạo pháp ấn, hai trận pháp loại nhỏ bay vào mi tâm Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân. Thời gian này anh đi theo bọn họ đi. Mạc Phàm nói với Titan. Titan gật đầu, đứng phía sau Mộc Phong Nhạc. Titan vừa đứng phía sau Mộc Phong Nhạc lập tức yên tâm không ít. Mạc Phàm lấy ra thứ gì, tất nhiên không kém, an toàn của bọn họ được đảm bảo rồi. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Chuyện này là hai người nên được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền,
khi nào chúng ta ra tay? Mộc Phong Nhạc hỏi. Đợi tin tức của tôi. Mạc Phàm nói. Dạ. Mộc Phong Nhạc không hỏi nhiều, cung kính gật đầu. Bọn họ nói vài câu đơn giản, Lưu Phỉ Phỉ liền tìm tới. Mạc Phàm đưa thẻ đế vương cho Lưu Phỉ Phỉ, bảo Mộc Phong Nhạc sắp xếp chiếc xe đưa bọn họ về. Bọn họ vừa mới rời đi, một chiếc Maybach và một chiếc xe Việt dã màu đen như dã thú rời khỏi Lan Quý Phi theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.